HTN chúc bạn nhiều niềm vui và sức khỏe. Đừng quên like video để ủng hộ kênh nhé. Mời bạn tiếp tục theo dõi tập 2. Hiện tại chị mới có thai 2 tháng, cơ thể chưa nặng nhọc, làm việc này vẫn được. Được rồi em dâu, em cứ yên tâm, à còn chuyện này nữa, mấy tháng nay thạch đầu ở nhà em chắc cũng gây không ít phiền toái cho em. Hôm qua chị hỏi thì nó đã biết rất nhiều chữ rồi, chị và anh cả mừng lắm, trong lòng chị biết rõ. Nếu không có em dạy dỗ cẩn thận thì nó đâu được như vậy, sau này trong nhà có việc gì cứ sai bảo anh cả, cảnh hằng không có nhà, việc nặng cứ để anh cả làm. Lời này của chị dâu cả cố là thật lòng thật dạ. Chị dâu cả cố tên là Lý Ni, khi còn con gái là cô gái nổi tiếng đảm đang tháo vát trong thôn, diện mạo cũng rất ưa nhìn, tuy không bằng Chu Tuế Tuế nhưng vừa nhìn là biết người dịu dàng dễ mến. Năm đó, chị và anh cả cố xem mắt, hai người đều vừa ý nhau mẹ cố cũng rất hài lòng về người con dâu cả này truyền thống ở đây là con trai trưởng và con dâu cả sẽ chăm sóc bố mẹ già vì vậy con dâu cả nhất định phải hiền diệu chu đáo còn câu chuyện của lâm tam mùi và anh hai cố thì lại thú vị hơn nhà họ cố tuy không phải gia đình giàu có gì nhưng ba người con trai đều rất thật thà lại có năng lực cố cảnh hằng là con út đi lính mỗi tháng đều gửi tiền trợ cấp về đây là chuyện ai trong thôn cũng biết bởi vậy cuộc sống của nhà họ cố có thể coi là khá giả nhất nhì trong thôn vừa có sức lao động lại có tiền gia phong của nhà họ cố cũng rất tốt nhưng nhà lâm tam mùi thì không được như vậy nghe đến cái tên tam mùi cũng đủ biết trên cô ta còn hai chị gái dưới còn một em trai tên là lâm kim bảo bố mẹ lâm tam mùi trọng nam khinh nữ đến cực đoan con gái trong mắt họ chỉ là o xin cho con trai sau này còn phải phục vụ cho cuộc sống của con trai họ căn bản không coi con gái ra gì Lâm Tam muội từ nhỏ đến lớn ở nhà lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, người trong thôn đều thấy mấy đứa trẻ nhà đó thật đáng thương. Đáng thương thì đáng thương thật đấy, nhưng chẳng ai dám giúp đỡ, bởi vì bố mẹ Lâm là loại người vô lại, ai dính vào là y như rằng bị lừa, mẹ Lâm lại càng nổi tiếng là người đàn bà chua ngoa, ghê gớm. Có lần, có người thấy ba chị em nhà đó đáng thương nên cho mỗi đứa một cái bánh ngô, kết quả là ba đứa con gái ngày nào cũng đến cửa nhà người ta quỳ xin ăn mọi người mới ngộ ra người đáng thương tất có chỗ đáng trách chẳng ai muốn rước cái tai họa ấy vào nhà mình cả chuyện lâm tam mùi có thể gả cho anh hai cố cũng là do một màn kịch sáo rỗng lâm tam mùi cố ý nhảy xong được anh hai cố cứu sau đó được cứu lên thì khóc lóc nói anh hai cố hủy hoại đời con gái của cô ta lúc đó mẹ cố kiên quyết không đồng ý không cần biết lý do gì chỉ cần nhìn vào cái gia đình chẳng ra gì của nhà họ lâm là bà biết loại thông gia này bà không thèm, bà dám chắc chắn Lâm Tam Mùi cố ý, không phải vô tình. Mẹ Lâm thấy nhà họ cố không chịu cưới con gái mình thì chạy đến cửa nhà họ cố chửi bới ông sòm, mẹ cố liền lao vào đánh nhau với bà ta, thế là từ chuyện kết thông gia lại trở thành kẻ thù. Tuy không cam tâm nhưng thời buổi này chuyện ép hôn vẫn thường xảy ra, mẹ cố đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, để con trai cưới Lâm Tam Mùi. Mẹ cố đoán không sai, lúc đó Lâm Tam Mùi cố ý thật, cô ta đã chịu đựng đủ gia đình đó rồi suốt ngày đầu tắt mặt tối mà vẫn bị đánh chửi nhưng cô ta không hề thấy mình sai cô ta chỉ muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn thôi có gì sai nhưng lâm tam muội là loại người được voi đòi tiên trước khi lấy chồng cô ta ở nhà làm trâu làm ngựa sau khi lấy chồng được sống như một con người ở nhà họ cố mấy ngày thì cô ta quên bén mất bố mẹ mình đã đối xử với mình như thế nào bị mẹ ruột tẩy não một hồi có thứ gì tốt cũng muốn vơ vét về nhà mẹ đẻ thêm vào đó bản thân cô ta lại không có con trai mẹ lâm liền nói với cô ta phải đối xử tốt với kim bảo sau này kim bảo sẽ nuôi cô ta lâm tam mùi tin là thật một lòng hướng về nhà mẹ đẻ kỳ thật mọi người không biết lúc trước lâm tam mùi muốn tính kế không phải anh hai cố mà là cố cảnh hằng lúc ấy anh hai cố và cố cảnh hằng đều chưa kết hôn lâm tam mùi đương nhiên muốn làm người nhà của quân nhân sau này nói không chừng có thể theo quân. Cho nên vào lúc Cố Cảnh Hằng về nhà thăm người thân, lúc ấy anh vừa vặn đi câu cá cùng Anh Hai Cố, cô ta tìm được cơ hội nhảy xuống nước, Cố Cảnh Hằng thấy cô ta rơi xuống nước liền quay người đi tìm cây sào, còn Anh Hai Cố thì không suy nghĩ nhiều liền nhảy xuống. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Lâm Tam Mùi vẫn luôn chán ghét Chu Tuế Tuế. Anh Hai Cố kém xa em trai mình, ngoại hình không bằng Cố Cảnh Hằng, năng lực cũng không có vốn dĩ cô ta nhắm vào cố cảnh hằng ai ngờ lại được anh hai cố cứu chu tuế tuế không quan tâm đến toan tính nhỏ nhen của lâm tam muội sau khi từ nhà họ cố trở về cô liền đi chu gia bởi vì chu gia ở thôn bên cạnh ba anh em đại oa được đưa đến nhà cũ trời quá lạnh chu tuế tuế đi một mình xách một đống đồ cuốn mình thật chặt mới đi trời lạnh mẹ chu nghe tiếng gõ cửa còn tưởng là ai vừa mở cửa ra là con gái cuốn chặt như cái bánh chưng nhanh vào nhanh vào trời lạnh thế này sao con lại đến mẹ chu kéo chu tuế tuế vào nhà cho ấm chính vì mùa đông con mới đến lâu rồi con chưa về thăm cha mẹ chu tuế tuế cười nói mẹ xem con làm áo bông cho cha mẹ này mới mà ấm lắm còn có hai cân thịt một cân táo mẹ ăn cùng cha nhé nói xong cô đặt đồ lên bàn mẹ chu nhìn mấy thứ này đưa tay đánh yêu chu tuế tuế con bé này mấy thứ tốt này mang về nhà làm gì tự mình giữ lại ăn đi áo bông mẹ với cha con cũng có làm một cái tốn kém lắm mặc dù biết con gái có thể kiếm tiền nhưng mẹ chu vẫn muốn để con bé giữ lại tiền mà tiêu mẹ chu thật sự rất thương con gái út này kéo chu tuế tuế lên giường ngồi trên giường cho ấm mẹ nấu cơm cho con nói xong bà xoay người muốn đi chu tuế tuế vội kéo mẹ chu lại mẹ nấu cơm làm gì lúc này mới mấy giờ con còn chưa đói bụng cha mẹ thử xem áo có vừa người không không vừa người con còn có thể mang về sữa cha mẹ cứ yên tâm đây đều là con gái tự kiếm tiền mua sau này ra ngoài cứ ngẩng cao đầu nói cho mọi người biết đây là con gái hiếu kính cha mẹ đừng ngại chu tuế tuế không thể chỉ lo cho nhà chồng mà không để ý đến cha mẹ ruột huống chi mẹ chồng dù tốt thế nào cũng không bằng mẹ ruột con bé này mẹ chu tuy ngoài miệng nói nhưng tay không hề rảnh rỗi Lấy áo bông ra mặc vào, cha Chu bên cạnh không nói gì cũng mặc vào. Chất liệu mà Chu Tuế Tuế mua cho hai người là loại có hoa văn, mẹ Chu là hoa nhí màu đỏ thẫm, rất tôn da, còn cha Chu thì là hoa văn chìm màu nâu. Mẹ Chu rất vừa lòng, con gái mẹ khéo tay thật, ông xem này, có vừa không? Cha Chu gật đầu, đúng là đẹp, bà xem tôi này. Sao tôi thấy tôi trẻ ra mấy tuổi vậy? Ha 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 ha, ông giống như không biết xấu hổ lớn tuổi như vậy rồi mà cũng thích đẹp đó là con gái hiếu kính tôi quần áo sờ vào là biết vải tốt bà xem cả thôn có ông lão nào mặc đồ đẹp như tôi cha chu kiêu ngạo nói không hề khiêm tốn hận không thể cho cả thế giới biết con gái mua áo đẹp cho mình được rồi được rồi mẹ chu cười lườm ông chu tuế tuế xem như đã nhìn ra cha mẹ cô rất cưng chịu con cái cô làm gì cũng tốt đương nhiên nhìn thấy cha mẹ vui vẻ như vậy chu tuế tuế cảm thấy rất đáng giá bây giờ nhà họ chu đã phân gia cho nên mẹ chồng nàng dâu nhà họ chu không giống như nhà khác thường xuyên cãi nhau mẹ chu cũng là người cởi mở cưới được hai người con dâu đều tốt cuộc sống đương nhiên là tốt đẹp anh cả và anh hai chu ở trong phòng nghe thấy em gái đến vội vàng chạy ra nhà chính chị dâu cả và chị dâu hai cũng rất thích cô em chồng xinh đẹp lại có năng lực này đều đi cùng Tuế Tuế về rồi. Anh cả lâu rồi không gặp em. Chu Tuế Tuế biểu môi nói là anh không đến thăm em, trong lòng anh cả không có em gái này nữa sao? Anh cả Chu nghe xong lời này lập tức luống cuống, vội vàng nói, em gái đừng hiểu lầm, anh vốn muốn đi thăm em, là mẹ nói cuối năm dết gà rồi hãy đi, bảo anh đợi, không phải lỗi của anh. Mẹ Chu, đúng là cái thằng con này lại đổ tội cho tôi. Em gái à, em không biết là anh nhớ em lắm sao anh còn bảo vợ anh để dành bánh bao đậu dính mà em thích ăn nhất đấy anh cả chu sợ em gái giận ha 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 anh cả đừng căng thẳng như vậy em đùa anh thôi chu tuế tuế nếu không ngăn cản sợ là lát nữa mẹ chu sẽ lấy dép đánh anh trai mất anh cả chu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tuế tuế anh hai cũng nhớ em anh hai chu cười nói chu tuế tuế cười tủng tỉm nói em cũng nhớ anh hai anh cả chu phân biệt đối xử rõ ràng như vậy sao cha mẹ chu nhìn bọn nhỏ đùa giỡn cũng rất vui vẻ con cái nhà họ đều là những đứa trẻ ngoan chu tuế tuế nhìn thấy đám cháu trai cháu gái cũng rất vui vẻ chu bảo sâm con trai anh cả hỏi cô út sao đại oa bọn nó không đến ạ à? chu tuế tuế xoa đầu chu bảo sâm trời lạnh quá nên cô không dẫn các em đến đây chờ đến tết cô dẫn các em đến chơi với con và mộc mộc nhé Mộc Mộc là con trai của anh hai chu, nhà anh hai chu còn có một cô con gái là chu Tú Tú, 9 tuổi. Dạ. Chu Tuế Tuế lấy từ trong túi ra một nắm kẹo sữa thỏ trắng chia cho ba đứa trẻ, mỗi đứa hai viên, chúng nói gì cũng không lấy nữa, số còn lại Chu Tuế Tuế đưa cho mẹ. Kẹo này đắt lắm. Mẹ Chu lắc đầu, bình thường cả năm cũng chẳng được ăn một viên, con gái lại móc ra cả nắm. Chị dâu cả Vương Thục Lan và chị dâu hai triệu vân nhìn thấy em chồng cho con kẹo cũng rất vui. Tối nay ở lại ăn cơm nhé. Mẹ làm đồ ngon cho con. Mẹ chu nắm tay con gái nói. Không được mẹ ơi, mấy đứa nhỏ còn ở nhà, con ngồi một lát rồi về, Tết con lại đến. À đúng rồi. chu Tuế Tuế đột nhiên nhớ ra một chuyện, lấy từ trong túi ra một gói cao gián trị thấp khớp. Cha, chân cha thường xuyên đau nhất, thuốc này con nhờ người mua từ bắc kinh về nghe nói rất hiệu quả lúc nào đau cha dáng thử xem chu tuế tuế nói cha chu cầm lấy gói thuốc trông rất đắt tiền nói tuế tuế con tiêu tiền làm gì bệnh này của cha là bệnh cũ rồi nói là nói vậy nhưng giọng điệu rất vui vẻ không hề có ý từ chối được rồi con gái cho thì ông cứ dùng đi giả vờ gì nữa mẹ chu vạch trần ông cha cứ dùng thử xem nếu tốt con lại mua cho cha yên tâm con gái cha bây giờ có tiền rồi giọng điệu kiêu ngạo y như trước khi lấy chồng mắt thấy sắp đến cuối năm cố cảnh hằng trở về bộ đội cũng gần được ba tháng chu tuế tuế vẫn rất nhớ anh từ lần trước trời đi cố cảnh hằng trung bình một tháng gửi bốn lá thư về so với một tháng một lần trước đó thì nhiều hơn rất nhiều hơn nữa trong thư toàn là lời ngon tiếng ngọt có những câu chu tuế tuế là người hiện đại mà đọc còn đỏ mặt cô thầm nghĩ thì ra cố cảnh hằng là một tên lưu manh người đàn ông bị vợ cho là lưu manh lúc này đang huấn luyện trong quân đội đơn vị của cố cảnh hằng đóng quân ở vùng duyên hải thuộc tỉnh sơn đông cách thủ đô không xa lắm nhưng mùa đông cũng khá lạnh dù sao cũng không lạnh bằng đông bắc hơn nữa hiện tại cô ở nhà với các con lấy đồ gì ra ngoài cũng không cần phải quá kiên dè dạ đại hoa nhị hoa vốn vô tư cũng chẳng bao giờ để ý đến những chuyện này, vào bếp là chuyên tâm rửa bát quét dọn. Hai tháng trước Cố Cảnh Hằng có gửi thư nói món nắm ngâm dầu, lạp xưởng, thịt heo khô mà Chu Tuế Tuế gửi cho anh đến nơi đã bị đồng đội chia nhau hết, mọi người đều khen tay nghề của cô rất tốt. Đương nhiên đây là kết quả sau khi được Cố Cảnh Hằng tô vẽ thêm, trong thư anh mắng mấy tên kia là sói con cướp đồ ăn, tự biến mình thành người bị hại đáng thương cố cảnh hằng chỉ muốn nói mình tội nghiệp một chút để vợ thương đàn ông đến chết vẫn là thiếu niên biết làm sao được dỗ dành thôi chu tuế tuế viết vài câu an ủi cho có lệ rồi bỏ sang một bên mùa thu cố cảnh hằng đã nghỉ phép lâu như vậy tết nhất định là không về được chu tuế tuế tính toán tuy không gặp được mặt nhưng tấm lòng nhất định phải đến cô lại làm thêm thịt heo khô lạp xưởng cho cố cảnh hằng lần này đổi khẩu vị làm thêm tương ớt Bình thường đến nhà ăn chỉ cần có tương ớt cũng đã rất ngon cơm, trong tương ớt còn có thêm thịt băm. Về phần quần áo, Chu Tuế tuế lấy từ trong không gian ra một bộ đồ lót giữ nhiệt vừa với cố cảnh hằng để anh mặc khi huấn luyện cho tiện. Sau đó cô lại lấy thêm một chiếc mũ len kiểu dáng giống của đầu trọc, tuy không đẹp lắm nhưng ưu điểm là thiết thực, giữ ấm tốt, rất hợp với anh, hơn nữa loại mũ này nhìn giống như tự tay đan, còn bộ đồ lót giữ nhiệt thì nói là mua ở cửa hàng bách hóa lặt vặt đủ thứ cô đóng gói thành một thùng lớn lúc bà cố đến chơi nhìn thấy liền ngạc nhiên hỏi cái gì đây sao lại đóng gói lớn vậy sắp tết rồi con gửi ít đồ cho cảnh hằng trong lòng bà cố cảm động không thôi tuế tuế con thật chu đáo đợi khi nào cảnh hằng lên chức con dẫn các cháu theo nó về đơn vị ở đỡ phải xa nhau quanh năm cảnh hằng cũng nói vậy con biết rồi ạ à. phải đấy con nhờ chị dâu may áo bông cho cha mẹ bông với vải tốn kém lắm không?" Bà cố hỏi. Thực ra bà chỉ hỏi vậy thôi, con dâu hiếu thuận khiến bà vui trong lòng, bà đã nghĩ đến Tết mặc áo mới đi khoe với mấy bà trong thôn rồi. "Vâng ạ, à, dạo này con bận quá, con biết chị dâu khéo tay nên yên tâm giao cho chị ấy, áo mặc có ấm không ạ?" À? Chu Tuế Tuế vừa nói vừa rót cho bà cố một cốc nước đường. "Ấm chứ, sao lại không ấm, sờ vào thấy lớp bông dày cui." nghe chị dâu con nói còn thừa bông, áo cũ của mẹ với cha con mấy năm trước vẫn mặc được. Bà cố uống một ngụm nước đường, ngọt liệm như chính lòng bà lúc này. Ấm là được rồi, lần trước con đến nhà cũ thấy áo bông của cha mẹ mỏng lắm, làm áo mới rồi thì đừng tiếc mà không mặc, nhỡ đâu cha mẹ bị lạnh thì không đáng đâu, hai người giữ gìn sức khỏe cho tốt, cảnh hằng ở ngoài mới yên tâm công tác. Ai chẳng biết nói lời hay ý đẹp, chỉ cần chu tuế tuế muốn thì không gì là không làm được. Quả nhiên, vài ba câu nói đã khiến bà cố cảm động đến đỏ hoe mắt. Người già cũng như trẻ con, chu Tuế Tuế thầm nghĩ đã bỏ tiền ra thì không thể để lãng phí, phải để ông bà cố biết phòng ba bọn họ hiếu thuận, phải xứng đáng với số tiền bỏ ra. Không biết bà cố nghĩ đến chuyện gì mà lại thở dài, Tuế Tuế à, mẹ biết con là đứa tốt. Cha mẹ bây giờ coi như là được hưởng phúc, chỉ là nhà thằng hai, lâm tam mùi kia suốt ngày lẫn vẫn trước mặt mẹ, thể trong nhà có gì tốt là lại nghĩ cách tha về nhà mẹ đẻ, chỉ giỏi kiếm chuyện cho mẹ bực mình, mẹ với cha con bàn bạc rồi, qua năm sẽ chia nhà, sau này ai sống phần người ấy, mẹ không muốn quản nữa. Bà cố xua tay nói. Chu Tuế Tuế rất đồng tình với suy nghĩ của bà cố, theo cô thì nên chia nhà từ sớm, Lâm Tam Muội là người chuyên gây chuyện thị phi, ở chung chỉ thêm bực mình. Mẹ, con thấy nên chia, nhưng phòng ba chúng con đã ra ở riêng rồi mẹ biết, nhưng dù sao chia nhà cũng là chuyện lớn, đến lúc đó con cũng phải đến xem, làm cho có lệ, mẹ nói trước cho con biết vậy. Vâng ạ, à, con biết rồi, à phải rồi, bây giờ con phải bắt xe bò vào huyện gửi thùng đồ này cho cảnh hằng, mẹ ở nhà chơi với đại Hoa nhé, trưa con về. Ừ, con cứ yên tâm. Chu Tuế Tuế chào bà cố rồi đi. Sáng sớm, Đại Hoa và Nhị Hoa đang học bài trong nhà, thạch đầu tháng này được nghỉ, một là trời lạnh, hay là cậu bé cũng đã học được kha khá. Khả năng tiếp thu của thạch đầu không nhanh bằng đại hoa và nhị qua, trí nhớ cũng kém hơn, có thể học đến bây giờ đã là cố gắng lắm rồi, không thể ép quá, nên cho cậu bé nghỉ ngơi. Bà cố vào xem đại hoa nhị hoa học bài, tam qua ngồi trên giường yên lặng xem sách truyện xưa, tuy không biết đọc nhưng chỉ cần nhìn tranh cậu bé cũng thấy thích thú rồi. Năm nay đón năm mới, mẹ cố đến tìm chu Tuế Tuế trước, nói là muốn mọi người cùng nhau ăn cơm tất niên ở nhà cũ. Chu Tuế Tuế không có ý kiến, dù sau một năm chỉ có một lần, người già luôn thích náo nhiệt. Chu Tuế Tuế lại đến kỳ kinh nguyệt, cô tự pha cho mình một ly nước đường đỏ rồi lên giường nằm. Cơ thể nguyên chủ vốn khỏe mạnh, nhưng lúc mới đến cũng đau đến mức không chịu nổi. Đại qua nhị qua thấy mẹ không khỏe, lập tức biến thành những đứa trẻ ngoan ngoãn, người thì bưng nước cho Chu Tuế Tuế, người thì quét dọn nhà cửa nghỉ ngơi một ngày cũng đỡ hơn nhiều dạo này chu tuế tuế rảnh rỗi chỉ viết lách cho qua ngày nhưng cũng không thể cả ngày chỉ chuối mũi vào đấy được nên cô định làm chút đồ ăn vặt đầu tiên là làm bánh trôi nhào bột rồi làm nhân đậu chu tuế tuế không thích ăn mấy món này lắm nên chỉ làm một ít rồi cô chiên thêm chút đồ viên củ cải viên và thịt viên mấy món này vừa chiên xong ăn nóng rất ngon ăn không hết thì cất đông khi nào ăn thì lấy ra nấu canh cũng được thế nhưng chiên viên rất tốn dầu nhà bình thường không dám ăn sang như vậy thời buổi này ai cũng thiếu dầu mỡ cố hà được nghỉ lễ cũng về nhà rảnh rỗi liền sang nhà chu tuế tuế chơi lúc này đang ở trong phòng chơi với đại hoa chu tuế tuế múc một bát viên vừa chiên xong bưng vào nhà tiểu hà đại hoa mọi người ăn thử xem viên chiên có ngon không cố hà không ngờ chị dâu ba lại chiên viên món này tốn dầu lắm mẹ cô hàng năm cũng không nở chiên. Cô bé đưa tay cầm một viên bỏ vào miệng, vui vẻ nói, chị dâu ba, chị chiên ngon thật đấy. Ba đứa trẻ gật đầu li lịa. Thích ăn thì ăn nhiều một chút, lát nữa về chị gói cho em một ít mang về cho cha mẹ ăn. Dạ, cảm ơn chị dâu ba. Cố Hà ngoan ngoãn đáp. À đúng rồi Tiểu Hà, hình như hè này em tốt nghiệp phải không? Định thi cấp 3 à? Chu Tuế Tuế hỏi. Nghe đến đây, cố hà nhíu mày, vâng à chị dâu ba, với thành tích của em thì sao thi đậu được, em cũng không biết sau khi tốt nghiệp phải làm gì nữa. Nói rồi cô bé thở dài. Không thể tìm việc làm ở huyện hay sao? Chị dâu ba không biết chứ, bây giờ công việc ở huyện toàn quen biết cả, có chỗ trống cũng là người nhà sắp xếp cho nhau hết, trừ khi có tiền mua thì may ra, chứ tìm đỏ mắt cũng chẳng thấy đâu. Cố Hà nói. Cố Hà nào có muốn ở nhà đâu, bây giờ mà xin được việc làm ở huyện thì oai lắm nhưng mua việc làm thì cần tiền với cả lương thực nữa nhà nồng như cô làm sao mà mua nổi hơn nữa cô chỉ là con gái không thể ích kỷ bắt bố mẹ bỏ tiền ra mua việc cho mình được chu tuế tuế nghe vậy cũng không nói gì thêm chuyện không phải của mình thì tốt nhất đừng xen vào mà chị dâu ba này hai gia em thích nhất là tết nhưng mà năm nào tết đến là chị cả em lại về phiền chết đi được Cố Hà biểu môi nói. Nghe vậy, Chu Tuế Tuế nhớ đến em chồng, Cố Lan. Trong ấn tượng của cô, cô em chồng không phải người dễ ở chung, cô ta đã lấy chồng ở huyện, chồng là Triệu Kiến Quốc, công nhân nhà máy thép ở huyện. Nói đến chuyện này, hôn sự của cô ta cũng có chút liên quan đến Cố Cảnh Hằng. Cố Lan chẳng có học hành gì, mới học hết tiểu học mấy năm đã nghỉ, không phải cha mẹ Cố không muốn cho con gái ăn học, nhưng cô ta học quá kém lại chẳng muốn học hành gì nên thôi chuyện hôn sự của cố lan là do cô ta tự tính toán chưa cưới đã có bầu ép nhà họ triệu phải rước về sau khi cưới sinh được một trai một gái rất ít khi về nhà mẹ đẻ mà lần nào về cũng vét sạch lương thực của ông bà cố chu tuế tuế có ấn tượng không tốt lắm về triệu kiến quốc nếu nhà họ cố không có cố cảnh hằng làm quân nhân thì nhà họ triệu chưa chắc đã đồng ý cho cưới lần nào về nhà vợ anh ta cũng vênh váo khinh người khó ưa vô cùng, vậy mà Cố Lan lại thích mê mệt. Chu Tuế Tuế cảm thấy có em chồng này đúng là luyến ái não tan. Nghe cô em chồng nói vậy, Chu Tuế Tuế chỉ cười không đáp, cô xoay người đi vào trong, lấy ra một hộp kem bách thảo đường, đây là hàng hiếm, bán ở cửa hàng bách hóa tận 5 đồng một hộp, đắt hơn cả kem sâm, kem dưỡng da. Tiểu Hà, hộp kem này chị tặng em mừng năm mới, cầm lấy đi. Cố hai nhìn hộp kem bách thảo đường không dám tin vào mắt mình, cô biết thứ này đắt lắm. Có một cô bạn học nhà giàu ở huyện cũng dùng loại kem này, thơm lắm, cô bé ấy còn dùng rất tiết kiệm, không ngờ chị dâu ba lại hào phóng tặng mình hẳn một hộp. Chị dâu ba, không cần đâu à, em biết thứ này đắt lắm, chị giữ lại mà dùng. Cầm lấy đi, em còn nhỏ, dùng loại này tốt hơn kem xăm nhiều, còn trẻ thì phải dùng đồ tốt một chút nói rồi chu tuế tuế đặt hộp kem vào tay cô bé cố hà vui lắm chị dâu ba đối xử với cô thật tốt trong lòng cô vô cùng cảm kích chu tuế tuế cảm ơn chị dâu ba chị dâu ba tốt nhất cố hà cười rạng rỡ chơi một lúc cố hà vui vẻ cầm hộp kem bách thảo đường và túi viên chiên về nhà sợ người khác nhìn thấy cô bé giấu kỹ hộp kem vào trong tay áo về đến nhà cố hà chạy vào phòng mẹ còn đóng cửa lại con bé này, làm gì mà thần bí thế? Mẹ cố hỏi. Cố hà hào hứng ghé sát vào mẹ, nhỏ giọng nói, mẹ, mẹ đoán xem hôm nay con đến nhà chị dâu ba, chị ấy cho con cái gì? Cái gì? Cố hà lấy từ trong tay áo ra, mẹ xem này, kem bách thảo đường đấy, thứ này đắt lắm, con nghe bạn con ở huyện nói tận 5 đồng một hộp cơ. Cái gì? 5 đồng. Mẹ cố kinh ngạc, một hộp kem bé tí thế mà lại đắt đỏ vậy chị dâu ba con cho con à dạ chị dâu ba tốt với con lắm chứ con lấy đâu ra tiền mua đồ đắt thế à chị dâu ba con cho con là tốt với con đấy con phải chơi với chị ấy cho tốt sau này có bố mẹ không còn nữa có chuyện gì thì chị ba con cũng sẽ giúp đỡ mẹ cố xoa đầu con gái nói mẹ con với chị dâu ba rất hợp nhau chị ấy vừa xinh đẹp lại có học con thích chị ấy lắm Cố Hà nũng nịu nói. Hôm nay là 30 Tết, sáng sớm Chu Tuế Tuế đã dậy quét dọn nhà cửa, dán câu đối, rồi làm hai món ăn, thịt kho tàu với cá kho, toàn món ngon, ngày Tết không thể qua loa được. Cô mang hai món ăn này sang nhà cũ, đừng nói người khác, đến Lâm Tam Mùi cũng tươi cười niềm nở với Chu Tuế Tuế, đồ ăn ngon ai mà chẳng thích. Hơn nữa Chu Tuế Tuế lại cho nhiều nguyên liệu, nên hai món ăn này càng thêm phần hấp dẫn đến nỗi món dưa chua hầm thịt mẹ cố làm cũng chẳng ai đụng đũa. Cha cố nhìn cả nhà quay quần đông đủ, vui vẻ nói, năm nay mọi người đều ở đây, chỉ thiếu mỗi thằng ba, năm mới anh em con cái cố gắng hết mình, chúc mừng năm mới. Bữa cơm tất niên năm nay ai nấy đều ăn uống vui vẻ, hài lòng, ngay cả lâm tam mùi cũng không kiếm chuyện. Sau khi cơm nước xong, mọi người ngồi nói chuyện phím, đón giao thừa, lâm tam mùi nhìn chu tuế tuế nói em ba à, nhà thím giàu có như vậy, Tết đến cũng không thấy mua gì cho cha mẹ à. Vậy chị hai mua gì rồi? Lần trước em đã bảo chị cả làm áo bông cho cha mẹ, chẳng lẽ chị hai không thấy sao? Chu Tuế Tuế đáp lại không chút khách khí, rõ là ăn no rửng mỡ. Em ba nói vậy sao được, điều kiện nhà chúng tôi có thể so với nhà em sao? Hơn nữa chúng tôi lại chưa ra ở riêng, lấy đâu ra thứ tốt mà hiếu kính cha mẹ. Lâm Tam mùi biểu môi nói. Ý tứ trong lời nói đã quá rõ ràng, muốn ra ở riêng. Ông cố bà cố cũng nghe ra, nhưng đều không nói gì. Chuyện ra ở riêng trước đó bà cố đã nói với chu Tuế Tuế, nên bà đã biết từ lâu, nhưng bà không thể chấp nhận Lâm Tam mùi ở đây nói bóng gió, dẫm lên mặt bà. Nếu chị hai đã tự biết thân biết phận thì tốt, chuyện không liên quan đến mình, chị hai bớt lo chuyện bao đồng đi. Chu Tuế Tuế thản nhiên nói lâm tam muội nghe xong liền tức giận nói chu tuế tuế ý cô là sao tôi nói sai sao tối nay cá với chân giò chị ăn ít lắm à chị ăn còn nhiều hơn ai nhà tôi có tiền thì sao không nói đến chuyện tôi có thể kiếm tiền cho dù tôi không thể thì vẫn có chồng tôi nuôi tôi sinh ra đã có số sướng thì đã sao nhà tôi có tiền liên quan gì đến chị cần chị ở đây nhiều chuyện sao chu tuế tuế thề năm sau nhất định không ăn cơm tất niên với chi thứ hai nữa tâm trạng tốt đẹp bị phá hỏng hết rồi thứ tốt để cho heo ăn cũng không cho lâm tam mùi ăn cô nói chuyện kiểu gì vậy lâm tam mùi tức giận quát được rồi lâm tam mùi cô im miệng cho tôi bà cố lên tiếng nếu cô rảnh rỗi quá thì ra ngoài kia cho khuất mắt đừng ở đây kiếm chuyện cả ngày không thấy lo cho chồng con suốt ngày lo chuyện nhà người khác hơn nữa nhà thằng ba đối xử với chúng tao thế nào, chúng tao tự biết, không cần cô ở đây nói bậy. Có thời gian thì làm việc gì cho có ích đi, đừng có cả ngày gây chuyện thị phi. Tết nhất đến nơi rồi, cho tao yên ổn một chút. Lâm Tam muội nhìn vẻ mặt tức giận của bà cố liền im bặt, nhưng rõ ràng là không phục, trừng mắt nhìn Chu Tuế Tuế. Chu Tuế Tuế lười nhìn chị ta, đứng dậy dắt Đại Hoa cùng các em về nhà. Tam Hoa cũng đã buồn ngủ trẻ con không chịu được thức khuya, lúc này đã ngủ gật. Chu Tuế Tuế bèn về nhà. Chu Tuế Tuế không quan tâm người khác nghĩ gì, muốn bắt cô bực tức là điều không thể. Cô đã nói rồi, với loại người như Lâm Tam Muội nên tránh xa cả đời, tự nhiên chút bực vào người. Về đến nhà, Chu Tuế Tuế cùng các con rửa mặt mũi rồi đi ngủ. Cố Cảnh Hằng đi rồi, Tam Hoa vẫn ngủ cùng cô. Không phải Tam Hoa đòi hỏi, mà là Chu Tuế Tuế sợ ngủ một mình có Tam Hoa ngủ cùng, cô sẽ bớt sợ. Tam Hoa lại vui vẻ ngủ cùng mẹ. Sáng sớm hôm sau, khoảng 7 giờ, Chu Tuế Tuế đã thức dậy. Bên ngoài tiếng pháo nổ rộn ràng, nhà nhà đều đốt pháo. Thứ này không đáng tiền mấy, ai cũng mua được. Đại Hoa và Nhị Hoa cũng bị đánh thức. Tam Hoa thì ngủ say như heo con, bị Chu Tuế Tuế hôn một cái mới tỉnh. Mẹ ơi! giọng nói ngái ngủ của tam hoa khiến chu tuế tuế mềm nhũn cả tim dậy thôi con chu tuế tuế nói nhỏ tam hoa dụi mắt ngồi dậy mặc quần áo hôm nay là mùng một tết chu tuế tuế cho ba đứa con mặc đồ mới mẹ ơi ông con tam hoa là đứa nhỏ biết làm đúng nhất nói xong liền nhào vào lòng chu tuế tuế dụi đầu vào lòng mẹ mẹ thơm quá chu tuế tuế mỉm cười Ông lấy cậu con trai nhỏ cảm thấy thật ấm áp. Cô luôn chiều chuộng đứa con trai út này, vỗ nhẹ vào mông cậu bé, đi rửa mặt, đánh răng đi. Các anh con dậy hết rồi kìa. Sáng nay chu Tuế Tuế nấu sủi cảo. Cô lười gói nên lấy sủi cảo đông lạnh trong không gian ra nấu. Đại Hoa và Nhị Hoa thắc mắc thì cô bảo mình dậy sớm gói. Ăn xong, cả nhà thay quần áo đi sang nhà cũ chúc Tết ông bà nội chúc ông bà nội năm mới vui vẻ ạ à. đại hoa và nhị hoa đồng thanh nói tam hoa cũng líu lo chúc ông bà nội ăn tết vui vẻ ạ à. bà cố yêu quý cháu ông chặt tam hoa không buông ông cố cho mỗi đứa cháu một phong bao lì xì trong mỗi phong bao chỉ có hai hào nhưng chủ yếu là lấy hên không quan trọng nhiều ít ông bà cố đối xử rất công bằng đứa cháu nào đến chúc tết cũng được hai hào Lâm Tam Mùi ở bên cạnh nói móc, em ba thật là lợi, hai nhà chúng tôi mỗi nhà hai đứa con, nhà em ba đứa, được thêm một phần lì xì. Chu Tuế Tuế thật sự cạn lời, Lâm Tam Mùi đúng là ngốc nghếch. Lâm Tam Mùi, cô không nói móc thì chết à. Bà cố quát. Lâm Tam Mùi biểu môi, không nói gì nữa, nhưng khi về phòng liền giật lấy bao lì xì của Đại Hoa và Nhị Hoa, tổng cộng bốn hào. Đại Hoa không muốn cho, dãy dụa, sao lại thế à mẹ? Đây là tiền lì xì của con mà, sao mẹ lại lấy? Bác cả có lấy của Thạch Đầu và Tiểu Nha đâu. Tuy Đại Hoa mới 8 tuổi, nhưng cũng đã lớn, biết suy nghĩ. Tiền đến tay mẹ chắc chắn sẽ không cánh mà bay, nhất định sẽ bị bà ta mang về nhà ngoại. Nó ghét bà ngoại lắm. Mỗi lần sang nhà bà ngoại, nó đều không được lên mâm ăn cơm. Bà ngoại có gì ngon cũng giấu đi, còn nói nó không xứng ăn đồ ngon nó ghét bà ngoại. Lâm Tam mùi trừng mắt, chỉ tay vào trán đại hoa, mắng, con ranh chết tiệt, còn cãi lời mẹ à. Mạng mày là do tao cho, của mày là của tao, tao lấy tiền của mày thì đã sao? Mày giống hệt cái loại cha mày, vô ơn bội nghĩa. Tao đúng là tạo nghiệp mà, sao lại sinh ra đứa con như mày chứ? Lâm Tam muội mắng nhiếc con gái không chút thương tiếc, mặc kệ đó có phải con ruột của mình hay không đại hoa tuy lanh lợi nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ nghe mẹ mắng nước mắt liền trào ra khóc cái gì mà khóc tết nhất đến nơi rồi suối quẩy cút sang một bên mà khóc lâm tam mùi đến số tiền vừa lấy được rồi nhét vào túi quần định bụng mùng hai mang về cho mẹ đẻ nhà mẹ đẻ bà ta nghèo lắm là con gái bà ta phải giúp đỡ một chút mỗi lần bà ta mang đồ đạc tiền bạc về mẹ bà ta đều đối xử với bà ta rất tốt. Con gái xuất giá mùng hai trở về nhà, Chu Tuế Tuế liền trở về nhà họ Chu. Hôm nay, người nhà họ Chu đã đợi rất lâu rồi, hôm nay vì Chu Tuế Tuế cùng mọi người trở về, chị dâu cả nhà họ Chu định mùng ba mới về nhà mẹ đẻ. Cho nên khi Chu Tuế Tuế đến, mọi người đều có mặt đông đủ. Mẹ Chu nhìn thấy các cháu ngoại cũng rất vui vẻ, bên ngoài lành, mau lên giường cho ấm. Đại Hoa, nhị hoa, tam hoa thì chơi đùa cùng đám trẻ con nhà họ chu. Mẹ, con chúc mẹ năm mới vui vẻ. Bầu không khí bên phía chu tuế tuế rất tốt, vui vẻ hòa thuận, nhưng thời khắc này ở cố gia lại không phải như vậy. Trong nhà chính, sắc mặt của ông cố và bà cố có thể nói là vô cùng khó coi, cha mẹ Lâm ngồi bên cạnh cười hì hì, Lâm Kim Bảo bên cạnh thì hiếp mắt nhìn cố hà đối diện. Vợ thằng hai, cha mẹ cô định làm gì thế bà cố ngay cả từ thông gia cũng lười gọi thật sự là chướng mắt gia đình này từ sau khi anh hai cố và thập tam mùi kết hôn có thể nói là hai nhà chưa từng gặp mặt lúc ấy bởi vì chuyện kết hôn mà hai nhà náo loạn rất khó coi bây giờ là dịp tết vốn dĩ hôm nay bà cố định để thập tam mùi về nhà mẹ đẻ còn chưa đi nhà họ lâm đã tự ý đến nhà ngày tết muốn làm cái gì đây trong lòng bà cố thật sự không muốn nhìn thấy những người này người nhà họ lâm chẳng có ai tốt đẹp gì cả mẹ lâm cười hì hì mở miệng ôi chao bà thông gia bà nói câu này chẳng phải khách sáo quá sao hai nhà mình dù sao cũng là thông gia bình thường đi lại thăm hỏi chẳng phải rất bình thường sao tôi cũng muốn đến xem con gái tôi ở nhà họ cố sống có tốt không tôi làm mẹ cũng phải lo lắng chứ lời này khiến bà cố tức giận đến mức suýt nửa ngã ngửa đây là ý gì chẳng lẽ nhà họ cố là nơi ăn thịt người sao mà còn phải lo lắng sắc mặt bà cố tái xanh nhưng thập tam mùi ở bên cạnh lại bị cảm động đến phát khóc trong lòng mẹ ruột chung quy vẫn có mình bất kể chuyện gì thì mẹ ruột vẫn tốt hơn tiền thúy hoa bà nói câu đó là có ý gì thông gia nhà thông gia nào mà bảy tám năm không qua lại bà đến đây chơi sao đến tay không thế mà bà không thấy ngại à nếu bà đã lo lắng cho con gái như vậy thì đón nó về nhà mà nuôi nhà họ cố chúng tôi không nuôi nổi không thể nhịn được nữa bà cố thật sự cảm thấy bực bội không chịu được thập tam muội không nhịn được nữa trực tiếp nói với bà cố mẹ mẹ con có ý tốt đến thăm nhà ngày tết sao mẹ lại đối xử với mẹ con như vậy anh hai cố dạy dỗ thập tam muội sao cô lại nói chuyện với mẹ như thế bà thông gia bà xem bà nói kìa tôi cũng không phải có ý đó bà đừng hiểu lầm nụ cười của mẹ lâm suýt nữa thì không giữ được nữa có chuyện thì nói không có chuyện gì thì mau về đi bà cố nói mẹ lâm nịnh nọt thất bại đành phải nói thẳng bà thông gia à là thế này tôi thấy con gái út nhà bà cũng lớn rồi tuổi này nên tìm nhà chồng được rồi bà xem con trai tôi kim bảo muốn cái gì có cái đó tướng mạo cũng khôi ngô tuấn tú trai làng như con trai tôi cũng khó tìm lắm thanh niên ưu tú như vậy tôi thấy rất xứng với con gái út nhà bà mọi người thấy thế nào nếu ưng ý thì hôm nay chúng ta làm lễ đính hôn luôn tất cả mọi người nhà họ cố anh cả cố và anh hai cố nắm chặt tay anh hai cố còn bận tâm đây là cha mẹ vợ mình anh cả cố không kiên dè nhiều như vậy trực tiếp vung nắm đắm mẹ kiếp bà chán sống rồi à cái loại như con trai bà cũng dám mơ tưởng đến em gái tôi xem lại nó có xứng hay không đi. Anh cả cố tức giận nói. Lâm Kim Bảo thừa hưởng đôi mắt gian xảo của mẹ, mũi tẹt, da đen, chỉ cao khoảng 1 m bảy, thậm chí còn chưa từng đi học. Bây giờ đã 22 tuổi mà vẫn phải dựa vào bố mẹ và chị gái nuôi, bản thân không chịu làm việc gì, chỉ ăn nên béo như lợn, chắc chắn những thứ tốt đẹp của nhà họ Lâm đều bị Lâm Kim Bảo ăn hết loại người như vậy mà bà lâm vẫn có thể trơ trẽn nói con trai mình tốt cúc mẹ mày đi tiền thúy hoa bà già thối tha không biết xấu hổ cũng dám bảo cái loại con trai vô dụng đó xứng với con gái tôi bà cố đứng dậy cho mẹ lâm một cái bạt tai đánh bà ta ngã xuống đất ngay sau đó bà cố cưỡi lên người mẹ lâm đánh cho một trận đặc biệt là nhéo vào những chỗ khó thấy trên người ra tay rất tàn nhẫn đánh cho mẹ lâm kêu la thảm thiết nhưng không thể phản kháng nói về khoảng mắng chửi có lẽ bà cố không bằng mẹ lâm nhưng nếu đánh nhau thì bà cố chiếm ưu thế tuyệt đối bởi vì tiền thúy hoa quá thấp nhìn có vẻ không đến một mét rưỡi tiền thúy hoa bị đánh cho kêu la thảm thiết vừa mắng trương tú phương bà là đồ đàn bà đanh đá con trai tôi sao lại không xứng với con gái bà hay là con gái bà muốn trèo cao kim bảo nhà chúng tôi có thể để ý đến con gái bà là phúc phận của nó rồi nghe vậy bà cố càng thêm tức giận tát cho bà ta mấy cái nữa, đánh cho mặt mũi sưng phồng lên. Phụ nữ đánh nhau, ông Cố và ông Lâm đều không nhúng tay vào, ông Cố thấy vợ mình không bị thiệt nên để bà ấy trút giận, ông cũng thấy nhà họ Lâm thật sự quá vô liêm sỉ. Còn ông Lâm thì thấy bà Cố hung dữ quá nên không dám đến gần, sợ bị đánh. Lâm Kim Bảo bị anh cả Cố đánh, trong nhà lập tức náo loạn. Chị dâu cả Cố vội vàng dẫn mấy đứa trẻ vào nhà, sợ chúng sợ hãi thập tam mùi thấy mẹ mình bị đánh đau lòng muốn chết định lao vào giúp mẹ nhưng bị anh hai cố giữ lại thập tam mùi cô muốn làm gì cố cảnh tây lạnh lùng hỏi lúc này trong lòng thập tam mùi chỉ quan tâm đến việc mẹ mình đang bị đánh không hề chú ý đến giọng điệu của cố cảnh tây anh không thấy mẹ tôi đang bị mẹ anh đánh sao tôi muốn giúp mẹ giúp mẹ cô đánh mẹ tôi sao thế thì phải làm sao ai bảo mẹ anh đánh mẹ tôi trước mẹ tôi rất vô tội, mẹ anh quá đáng quá. Mẹ cô vô tội. Vậy cô cũng đồng ý để cho cái thằng em trai đó của cô cưới Tiểu Hà. Thì đã sao, con gái lớn lên đều phải lấy chồng, em trai tôi có gì không tốt mà anh lại khinh thường nó như vậy. Bớt. Cố cảnh tay là đàn ông, quanh năm làm ruộng, sức lực lớn hơn bà cố rất nhiều, một cái tác đã khiến khóe miệng thập tam mùi chảy máu. Đồ đàn bà đê tiện. Cố Cảnh Tây chỉ vào mặt Thập Tam mùi mắng, anh thật sự không nhìn được nữa, cái loại em vợ vô dụng như Lâm Kim Bảo, anh ta nhìn cũng chẳng muốn nhìn, vậy mà còn muốn cưới Tiểu Hà, Tiểu Hà xinh đẹp, tính cách tốt, còn tốt nghiệp cấp 2 nó đúng là con cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Cố Cảnh Tây, anh dám đánh tôi? Thập Tam mùi kêu lên một tiếng đau đớn, vùng vẫy muốn đánh trả, sức lực nam nữ khác biệt rõ ràng cố cảnh tay lại tác thập tam muội mấy cái nữa, đánh cho cô ta choáng váng đầu óc, còn anh thì chẳng hề hấn gì. Cô muốn sống thì sống, không muốn sống thì cút về nhà họ lâm cho tôi. Cố cảnh tay hét lớn. Cố cảnh tay, đồ súc sinh, anh dám đối xử với tôi như vậy. Bảy năm kết hôn, cố cảnh tay chưa từng đánh cô ta nặng tay như vậy. Ly hôn. Câu này là do cố cảnh tay nói. Lời vừa thốt ra, cả căn nhà im bặt, lâm kim bảo đã bị anh cả cố đánh cho sợ hãi co rúng người dưới đất không dám nhúc nhích tiền thúy hoa bị bà cố đánh cho mặt mũi bầm dập bà cố nghe thấy con trai nói ly hôn cũng vô cùng kinh ngạc tuy rằng bà ta không thích thập tam mùi nhưng trong nhận thức của bà ta chưa từng xuất hiện chuyện ly hôn còn thập tam mùi thì thật sự sợ hãi nếu ly hôn thì cuộc sống sau này của cô ta chắc chắn sẽ rất bi thảm nếu như cô ta bị cố cảnh tay ly hôn về nhà mẹ cô ta chắc chắn sẽ không cho cô ta sắc mặt tốt trước kia trước khi kết hôn cô ta ở nhà làm trâu làm ngựa cuộc sống ở nhà mẹ đẻ của cô ta không tốt bằng ở nhà họ cố trong lòng lâm tam mùi biết rõ điều này cố cảnh tây cũng chịu đủ loại vợ và nhà vợ như vậy quấy cho nhà họ cố gà chó không yên lúc trước bởi vì chính anh ngu xuẩn không thể không nhắm mắt cưới lâm tam mùi nhưng hiện tại anh tuyệt đối sẽ không để cho em gái ruột của mình có quan hệ với đám vô lại này cố cảnh Tây chỉ vào cửa lớn bên ngoài nói, hiện tại, tất cả người của nhà họ lâm các người cút ra ngoài cho tôi, nhà chúng tôi không chào đón các người, còn nữa, nếu như sau này lâm kim bảo còn chưa hết hy vọng, tôi sẽ trực tiếp phế đi hai làng thịt kia của hắn để cho nhà họ lâm các người đoạn tử tuyệt tôn, cố hạ là em gái ruột của tôi, tôi nói ra là làm được, nhanh cút đi. Lâm Kim Bảo nhìn anh vợ dọa người như vậy, không chút nghi ngờ lời anh ta nói có làm được hay không, vội vàng đứng dậy rồi chạy ra ngoài, cha Lâm theo sát phía sau. Mẹ Lâm còn muốn khóc lóc âm sầm, nhà họ cố các người không có thứ gì tốt. Tôi khinh bà, tiền thúy hoa, bà già mồm đầy phân này, còn muốn bị đánh đúng không? Mẹ cố nhìn mặt mũi sưng vù của bà ta nói. Làm cho mẹ Lâm sợ đến mức chân cũng run rẩy bỏ đi. Cố cảnh tay quay đầu nhìn Lâm tam muội, cô cũng cút cho tôi, cút về nhà họ Lâm đi, không phải cô hướng về người nhà cô sao, Vậy thì cút về nhà đi, khi nào nghĩ rõ ràng khi nào thì trở về." Lâm Tam Muội cho tới bây giờ chưa từng thấy Cố Cảnh Tây đáng sợ như vậy, trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi. Huống chi mẹ cô ta vừa bị mẹ Cố đánh một trận, bây giờ cô ta trở về không phải là tìm đánh sao? "Cảnh Tây, tôi là vợ anh, nơi này chính là nhà tôi, tôi không về." Ánh mắt Cố Cảnh Tây lạnh nhạt nhìn Lâm Tam Muội ngồi dưới đất, nhà họ Lâm mới là nhà cô. Người một nhà các người quả thực khiến tôi ghê tởm. Cố cảnh Tây. Sao anh có thể nói như vậy với tôi chứ? Lâm Tam Mùi thật sự cảm thấy bị vũ nhục, ngồi dưới đất qua qua khóc lớn, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, nhìn rất buồn nôn. Những người khác đều lười nhìn dáng vẻ chật vật của cô ta, mẹ cố lại càng lười quản. Lâm Tam Mùi này chính là một kẻ ngu ngốc, bị nhà họ Lâm bòn rút đến cạn kiệt mà còn giúp họ đến tiền bình thường lại là ở nhà gây sự để cố cảnh tay dạy dỗ cho tốt cũng rất tốt lúc này đột nhiên một bóng người nhỏ bé từ trong nhà lao ra đâm sầm vào bụng mẹ cố mẹ cố ngã ra sau trực tiếp đập vào bàn phía sau bà lập tức ngất xỉu lần này xong rồi người nhà họ cố đều hoảng sợ vội vàng chạy đến xem mẹ cố anh cả cố ra ngoài tìm thầy lan cha cố ông mẹ cố trở về phòng cố cảnh tay nhìn kỹ Người làm mẹ anh bị thương lại là Đại Hoa, trong mắt con bé tràn ngập thù hận nhìn anh. Cố cảnh tay không kiềm chế được nóng giận, dán xuống một cái tác, Đại Hoa bị đánh đến mức mặt sưng vù. Mày là cái đồ súc sinh. Dám đánh bà nội mày à? Cố cảnh tay giận dữ quát. Đại Hoa không cam lòng yếu thế nói, bà mới là người xấu, bà muốn tìm mẹ kế cho con. Con ở trong phòng đều nghe thấy, nếu không phải bà nội không đồng ý cô cố hà gã cho cậu, mẹ con sẽ không bị đánh cô cố hà chính là đồ xấu mày dám nói bớp một tiếng mặt bên kia của đại hoa cũng sưng lên con bé gào khóc thảm thiết một đứa trẻ con mà có thể nói ra những lời ác độc như vậy thật hiếm có đối với đại hoa mà nói lâm tam mùi đối xử với con bé dù có tệ bạc cũng là mẹ ruột của con bé nó không muốn có mẹ kế những đứa trẻ có mẹ kế trong thôn đều sống rất khổ sở cho nên trong thâm tâm đại hoa không muốn có mẹ kế nếu như cha mẹ ly hôn nó sẽ có mẹ kế mẹ kế lại sinh em trai nó sẽ là đứa trẻ bị bỏ rơi lâm tam muội không có phản ứng gì với việc con gái bị đánh cô ta thờ ơ lạnh nhạt khóc lóc cho sự uất ức của bản thân cố cảnh Tây không rảnh để ý hai mẹ con này sau khi thầy lan đến liền vào nhà xem xét cho mẹ cố cuối cùng thầy lan nói may mà cái bàn không quá sắc nhọn nếu không thì tính mạng của mẹ cố khó mà nói trước được. Bây giờ mẹ cố cũng chỉ là bị sưng một cục u to trên đầu, chảy chút máu, vấn đề không lớn, ngất xỉu là bởi vì bị va chạm mạnh, nghỉ ngơi cho tốt là được. Cha cố và mọi người lúc này mới yên tâm. Chị dâu cả thấy mẹ cố bị thương cũng rất ấy nấy, cha, đều là con không trông chừng đại hoa, mới khiến cho mẹ bị thương. Cha cố vẻ mặt nặng nề xua tay, không liên quan gì đến con cả, không phải lỗi của con thằng hai con dạy dỗ đại hoa cho cẩn thận đứa nhỏ này tâm địa không tốt không phân biệt được trắng đen lời này của ba cố có ý trách cứ rất nặng nề ý là đứa nhỏ này đã hỏng từ gốc rễ cố cảnh tây xấu hổ không chỗ dung thân nhưng cũng biết cha nói đúng anh có hai đứa con một đứa hư hỏng một đứa ngốc nghếch vâng cha con biết rồi cố cảnh tây vừa tức giận vừa xấu hổ tức giận là đại hoa xấu hổ là đại hoa như vậy anh cũng có trách nhiệm ta tính sau năm mới sẽ cho các con ra ở riêng, xem ra cũng không chờ được nữa, ngày mai sẽ chia luôn. Cha, cha, anh cả cố và cố cảnh tây đều kinh ngạc, bọn họ chưa từng nghĩ đến chuyện này. lúc trước cố cảnh hằng được phân chia ra ở riêng là vì chu tuế tuế, hơn nữa nhà cố cảnh hằng không giống bọn họ, cố cảnh hằng có trợ cấp có thể nuôi vợ con, hai anh em bọn họ đều là làm ruồng, nào có bản lĩnh như cố cảnh hằng nhất là nhà anh cả, thạch đầu đầu xuân phải đi học, đến lúc đó cũng phải tốn kém, gánh nặng càng lớn hơn, chị dâu cả nghe nói chia nhà thì trong lòng nặng trĩu. Cố cảnh tay lập tức quỳ xuống, cha, đều là con không tốt, không quản được vợ con, cha đánh con mắng con cũng được, nhưng có thể đừng chia nhà hay không. Cố cảnh tay biết rất rõ, lâm tam mùi như vậy, một khi chia nhà sợ là sẽ chuyển hết đồ đạc trong nhà về nhà mẹ đẻ, đến lúc đó cuộc sống của anh sẽ không có cách nào lây lắc qua ngày vợ anh không đảm đang hiền huệ như chị dâu cả cũng không biết kiếm tiền như em dâu út làm việc gì cũng không nên thân cuộc sống chắc chắn sẽ rất khó khăn cha cố thở dài nói chuyện này trước đây ta đã bàn bạc với mẹ các con rồi đã sớm muốn chia nhà không liên quan gì đến thằng hai hai anh em các con đều đã có gia đình cứ ở chung một nhà không tốt ta và mẹ các con cũng đều mệt mỏi sau này các con sống như thế nào ta cũng mặc kệ cả nhà anh cả cố và cố cảnh tây nghe vậy liền biết việc chia nhà coi như đã được quyết định mùng hai tết nhà đã có chuyện những chuyện bực mình này đều do lâm tam mùi gây ra cố cảnh tây chỉ cần nghĩ đến là lại thấy tức giận trở lại phòng anh lại đánh lâm tam mùi một trận đánh cho cô ta kêu la thảm thiết mới thôi đại hoa cũng không thoát khỏi số phận hai mẹ con mặt mũi bầm dập ôm nhau khóc lóc cũng không phải cố cảnh tây có xu hướng bạo lực chung sống với lâm tam mùi bao nhiêu năm anh cơ bản chưa từng đánh cô ta nhưng hôm nay anh đã nhìn ra lâm tam mùi chính là kẻ bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh không đánh không nghe lời hơn nữa hôm nay cô ta làm loạn cả nhà anh mẹ anh cũng bị thương cố cảnh tây thật sự là tức điên người mùng 2 tết bên bộ đội cố cảnh hằng mới nhận được bao đồ chu tuế tuế gửi tới cố cảnh hằng sau khi nhận được liền hấp tấp ôm về ký túc xá chiến hữu lý vân phong của anh là bạn bè sống chết có nhau vừa nhìn thấy cố cảnh hằng vui như một kẻ ngốc liền biết cái bọc này là chu tuế tuế gửi tới lần trước cố cảnh hằng mang đồ ăn về bọn họ đều thấy đương nhiên cũng được nếm thử tay nghệ của chu tuế tuế thật sự không thể chê anh ở thủ đô cũng chưa từng ăn qua đồ ăn ngon như vậy cho nên lần này anh ta lập tức tiến lên ông cổ cố cảnh hằng nói cảnh hằng có phải chu tuế, tuế tuế gửi tới không cho tôi xem một chút có gì nào cố cảnh hằng đẩy lý vân phong ra đều là anh em nhiều năm như vậy anh biết tổng anh ta đang muốn gì cút sang một bên anh cũng biết đây là vợ tôi cho tôi muốn ăn thì tự cưới vợ đi đã lớn tuổi rồi mà vẫn độc thân nói ra có mất mặt hay không hay nói cách khác người có thể làm tổn thương mình nhất vĩnh viễn là người thân cận nhất lời này của cố cảnh hằng chính là đã kích chí mạng đối với lý vân phong cậu có phải là anh em của tôi không sao lại tổn thương tôi như vậy Tôi chỉ muốn xin cậu chút đồ ăn thôi mà. Hơn nữa tay nghề của Chu Tuế tuế tốt như vậy, lần trước ăn đến giờ tôi vẫn chưa quên được, chúng ta là anh em tốt, chia cho tôi chút được không? Lý Vân Phong ra vẻ đáng thương. Cố Cảnh Hằng hết cách, cuối cùng vẫn là chia cho anh ta một lọ tương ớt và một túi thịt heo khô. Lý Vân Phong nhìn thấy cái mũ Chu tuế, tuế tuế gửi tới, cầm lên nói, Cảnh Hằng, cái mũ này đặc biệt thật đấy, nhìn ấm áp quá tôi chưa từng thấy bao giờ cái mũ này bao trọn cả tai cố cảnh hằng đoạt lại sau đó xem thư vui vẻ nói đây là vợ tôi sợ tôi bị lạnh tai nên cố ý làm cho tôi đấy anh đương nhiên chưa thấy bao giờ lý vân phong được 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 cậu có vợ thì giỏi lắm nhưng mà cố cảnh hằng bình thường đều lạnh lùng nghiêm túc rất ít khi vênh váo như vậy lý vân phong là bạn thân của anh nên biết cố cảnh hằng thật sự rất yêu vợ cố cảnh hằng nhìn những món ăn chu tuế tuế gửi tới bên trong đều là tình yêu của cô dành cho anh giờ khắc này tâm trạng nhớ vợ của cố cảnh hằng dâng lên đỉnh điểm ánh mắt cũng trở nên dịu dàng anh nhất định phải càng cố gắng hơn nữa tranh thủ năm nay đón vợ con đến đoàn tụ mấy năm trước anh cũng không nghĩ như vậy nhưng từ lần trước trở về lúc rảnh rỗi trong đầu anh đều là chu tuế tuế cố cảnh hằng chưa từng thích một ai nhưng anh biết anh đã yêu cô đối với cuộc sống hôn nhân này cố cảnh hằng cảm thấy rất may mắn may mắn vì người kia là chu tuế tuế chu tuế tuế không biết những chuyện này cô ăn cơm xong từ nhà mẹ để đến chiều mới về mùa đông trời tối sớm cô phải về nhà trước khi trời tối dù sao vẫn còn ba đứa trẻ nếu thật sự có chuyện gì cô không chắc chắn có thể bảo vệ được chúng về đến nhà mặt trời vừa vặn lặng nắng chiều rất ấm áp Buổi tối Chu Tuế Tuế định nấu chút sủi cảo, vừa dễ làm, trẻ con cũng thích ăn. Hơn nữa sủi cảo cô làm đều là bột mì trắng muốt, thời buổi này không dễ ăn được. Ba đứa trẻ đang chơi ở bên cạnh, sủi cảo vừa nấu xong, đột nhiên có người gõ cửa. Chu Tuế Tuế vừa mở cửa đã thấy nhị hoa đứng ở cửa. Cô bé chỉ nhỏ hơn đại hoa một tuổi nhưng lại thấp hơn hẳn một cái đầu. Trên người không có áo bông, chỉ có một lớp áo mỏng manh, trên áo bẩn đến mức phản quang quan trọng nhất là trời lạnh như vậy mà cô bé lại chân trần khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì lạnh da dẻ nứt nẻ nước mũi cũng đông cứng lại nhị hoa vừa hít hít tay vừa nhìn chu tuế tuế gọi thẩm ơi nhị hoa sao cháu lại tới đây tuy không muốn so đo với một đứa trẻ nhưng chu tuế tuế thật sự không muốn tiếp xúc với lâm tam mùi cô lúc này còn chưa biết chuyện xảy ra ở nhà họ cố hôm nay thẩm ơi cháu đói nhị hoa lý nhí nói mẹ cháu đâu? Chu Tuế Tuế cau mày hỏi. Mẹ bị đánh, khóc. Cùng kém một tuổi, Đại Qua Nhị Hoa đã đi học, nói chuyện lưu loát rõ ràng. Còn Nhị Hoa ngay cả nói chuyện bình thường cũng khó khăn, có thể thấy được là bị nuôi dưỡng kém như thế nào. Cháu vào nhà trước đi. Nhìn Nhị Hoa đáng thương như vậy, Chu Tuế Tuế không đành lòng từ chối, mặc dù không biết vì sao Lâm Tam Mùi lại bị đánh. Sủi cảo đã nấu xong. Chu Tuế tuế chia cho cô bé 10 cái, cảm giác hẳn là đủ ăn rồi. Nhưng mà, Nhị Hoa bưng bát ăn hết 10 cái rồi nhìn Chu Tuế tuế nói, "Còn muốn." "Chu Tuế tuế, đây là quán cơm chắc. Hơn nữa cô cũng đâu còn nữa." Thật ra là Nhị Hoa chưa bao giờ được ăn no, đột nhiên được ăn đồ ngon như vậy, cô bé ăn mãi không đủ. Bình thường tuy cùng ăn cơm với ông bà Cố, nhưng luôn là người lớn một bàn trẻ con một bàn thức ăn của nhị hoa đều bị đại hoa cướp hết cho nên ông bà cố cũng không hề hay biết chuyện này đại hoa còn thường véo nhị hoa lúc không có ai dọa nếu dám nói ra sẽ bị đánh bản thân nhị hoa vốn đã không thông minh từ nhỏ bị đại hoa đe dọa nên không dám nói nhị hoa ngoan sủi cảo hết rồi anh em cháu cũng muốn ăn hay là thẩm đưa cháu về nhé đại hoa nhị hoa rửa bát cẩn thận nhé mẹ đưa nhị hoa về trước đã tuy có chút không đành lòng nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi dù sao cũng không phải con của cô chu tuế tuế không muốn xen vào chuyện người khác lúc chu tuế tuế dẫn nhị hoa đến nhà họ cố cửa phòng lớn phòng hai đều đóng chặt cha cố đang hút thuốc ở nhà chính cha mẹ đâu rồi ạ à? có chuyện gì vậy cha chu tuế tuế hỏi cha cố nói vợ thằng ba đấy à con không biết à mẹ con đang nằm trên giường sau đó ông kể sơ qua chuyện xảy ra hôm nay cho chu tuế tuế nghe chu tuế tuế may mà hôm nay cô về nhà mẹ đẻ nhưng mẹ cố bị như vậy chắc chắn không thể mặc kệ được cha vừa nãy nhị hoa một mình chân trần chạy đến nhà con xin ăn con cho cháu ấy ăn chút sủi cảo rồi đưa về luôn cha cố nhìn cháu gái gầy như con mèo nhỏ cũng không đành lòng nhị hoa về phòng cháu đi nhưng nhị hoa không nghe lời ông chặt chân chu tuế tuế nói thẩm ơi cháu muốn ở với thẩm giọng nói đầy nũng nịu giọng nói non nớt của cô bé khiến chu tuế tuế mềm lòng nhưng vừa nghĩ đến cô bé là con gái của lâm tam muội chút mềm lòng kia liền biến mất cô không muốn làm người tốt lúc này anh hai cố nghe thấy tiếng động đi ra bế nhị hoa lên cảm ơn em dâu không có gì đâu anh hai anh tìm cho nhị hoa đôi giày đi đừng để con bé bị lạnh chân em vào xem mẹ đây nói xong chu tuế tuế liền đi vào phòng trong mẹ cố lúc này đã tỉnh nhìn thấy chu tuế tuế nói tuế tuế đến rồi à giọng nói có chút yếu ớt mẹ mẹ cứ nằm nghỉ đi đừng ngồi dậy hôm nay con về nhà mẹ để nghe cha kể chuyện mới biết đầu mẹ còn đau không trên người có bị thương ở đâu không hay là chúng ta đến bệnh viện huyện xem sao chu tuế tuế nói như vậy nước mắt của cố mẫu lập tức rơi xuống tuế tuế à, mẹ thật sự là khó chịu, bị cháu gái ruột của mình làm bị thương thành như vậy, trong lòng mẹ khó chịu. Bình thường mặc dù mẹ thương cháu trai, nhưng cháu gái mẹ cũng chưa từng bạc đãi kết quả lại đối xử với mẹ như vậy, mẹ thật sự đau lòng. Chu tuế tuế lau nước mắt cho mẹ chồng, trên đầu mẹ còn có vết thương, đừng khóc, đại hoa còn nhỏ, dạy dỗ thật tốt về sau cũng sẽ tốt. Mẹ cố lắc đầu, nó qua năm mới cũng 8 tuổi rồi, con gái lớn rồi cái gì cũng hiểu, con không cần an ủi mẹ, nó chính là hư mất rồi, uống nắng cũng không được. Chu Tuế Tuế không lên tiếng, cô cũng không thể nói thật ra cô cũng cảm thấy Đại Hoa là một đứa trẻ hư. Cố mẫu đau nhất không phải trên thân thể, mà là trong lòng. Chu Tuế Tuế ở một lát nhìn cố mẫu không có vấn đề gì lớn thì về nhà, đám trẻ ở nhà một mình cô không yên tâm. Sau khi cố cảnh tay bế nhị hoa vào trong nhà muốn tìm giày cho con, tìm nửa ngày cũng không tìm được giày của nhị hoa nhìn lâm tam mùi nằm trong chăn chỉ lo khóc thầm trong lòng phiền muộn không chịu được lâm tam mùi giày của nhị hoa đâu còn cả áo bông của con bé nữa lâm tam mùi giả vờ không nghe thấy mà cứ khóc mãi lâm tam mùi tôi hỏi cô đấy cố cảnh tay cao giọng nói lâm tam mùi sưng mắt lên nói giày cái gì nó nào có giày áo bông cũng không có cái gì không phải lúc vào đông mẹ đã cho cô vải rồi sao năm ngoái mẹ cũng may quần áo cho con bé đồ đâu cố cảnh tay kinh ngạc anh nhớ không lầm tuy rằng anh muốn có con trai nhưng cũng không có nghĩa là anh không quan tâm con gái lâm tam mùi tiếp tục khóc không nói lời nào nói chuyện anh hét cái gì đồ đâu đồ cho cho mẹ tôi lâm tam mùi càng nói càng nhỏ giọng cố cảnh tay Cơn giận đã hoàn toàn bùng lên, lửa vừa mới nén xuống lại bùng lên. Bốp. Cô là đồ đàn bà phá của. Có phải trong lòng cô chỉ có cha mẹ cô và tên em trai phế vật kia không? Nhị Hoa là con ruột của cô, cô không đau lòng chút nào sao? Đồ của cố gia chúng tôi ai cho phép cô chuyển về nhà mẹ đẻ? Cố cảnh tây hô to. Lâm Tam muội còn muốn tranh luận đôi câu cho mình, bọn họ là cha mẹ ruột của tôi, hơn nữa Nhị Hoa còn nhỏ mùa đông cũng không ra ngoài cần quần áo bông làm gì mẹ kiếp cố cảnh tây tức giận thốt ra lời thô tục ly hôn ngày mai cô cùng tôi đi huyện thành ly hôn sống thế này nữa sao được lâm tam mùi khiếp sợ anh điên rồi cố cảnh tây tôi và mẹ cùng em trai tôi đã bị người của cố gia các người đánh anh còn muốn thế nào tôi xin cho anh hai đứa con anh một chút tình nghĩa cũng không có sao tôi không sống nữa rồi anh là một tên phụ bạc vong ân bội nghĩa anh nói xem có phải bên ngoài anh có người khác rồi không trời đất ơi mạng của tôi sao lại khổ thế này lâm tam mùi khóc lóc thảm thiết nhị hoa nhìn thấy mẹ mình khóc liền bò đến muốn lau nước mắt cho bà mẹ đừng khóc nhị hoa ngoan cút sang một bên đều là tại cái đồ sao chổi nhà mày mày không có việc gì ra ngoài làm gì nếu không phải mày thì cha mày có thể ly hôn với tao không nói xong lâm tam mùi vung tay lên đánh vào tay nhị hoa. Lâm tam mùi dùng sức rất mạnh, đôi tay nhỏ bé khô nước của nhị hoa lập tức sưng lên như cái bánh bao nhỏ. Hoa! Nhị hoa cảm nhận được đau đớn, ngồi trên giường khóc lớn. Lâm tam mùi! Cố cảnh tay nhìn thấy nhị hoa bị đánh nghiến răng nghiến lợi xông tới cho lâm tam mùi một cái tác. Đại hoa thì sớm trốn sang một bên, cũng không dám lại đi giúp mẹ mình. Cha ra tay thật tàn nhẫn, bây giờ trên mặt nó vẫn còn đau. Cố cảnh tay bôi một ít dầu hồng lên tay nhị hoa, sau đó mặc giày đi đến phòng anh cả cố mượn giày bông và quần áo của tiểu nha. Tiểu nha nhỏ hơn nhị hoa 2 tuổi, nhưng hai đứa trẻ cao xấp xỉ nhau, thậm chí nhị hoa còn gầy hơn tiểu nha một chút. Cố cảnh tay ôm nhị hoa nhẹ nhàng, trong lòng khó chịu. Cuộc sống của mình thật sự quá thất bại, liên lụy con gái cũng phải chịu khổ theo sáng sớm hôm sau cơm nước xong xuôi chu tuế tuế liền mang theo ba đứa nhỏ đến nhà cũ hôm qua nói hôm nay chia nhà tuy rằng không có chuyện gì của nhà bọn họ nhưng người cũng phải có mặt hôm nay ba nhà các con còn có cố hà đều ở đây chúng ta chia nhà mẹ con nằm trong phòng liền không ra nữa chúng ta bây giờ còn có 300 đồng cha định chia làm bốn phần trong đó một phần là muốn cho cố hà kết hôn còn lại ba phần nhà thằng cả Nhà thằng hai cùng mẹ con mỗi người một phần. Về phần vì sao phải lưu cho Cố Hà một phần, số tiền này làm sao tới, hai anh em các con cũng biết rõ trong lòng, chỉ bằng hai nhà các con mỗi năm trồng trọt, mỗi nhà còn có hai đứa nhỏ, một năm xuống cũng không còn sót lại cái gì, những thứ này đều là tiền hiếu kính Cố Cảnh hàng mấy năm nay cho chúng ta, cho nên cha nói cho ai liền cho người đó, các con không có ý kiến chứ? Anh cả Cố và anh hai Cố nghe xong vội vàng lắc đầu nói, cha Chúng con không có ý kiến. Được, vậy phiền thôn trưởng viết giấy trắng mực đen lên. Lương thực cũng chia làm ba phần. Nồi bát, xong chảo trong nhà cũng chia làm ba phần. Hiện tại hai vợ chồng và chúng ta còn làm được không cần các con cho độ. Nếu có lòng thì sau này có gì cho chúng ta một ít là được. Còn có vấn đề dưỡng lão. Sau này cha và mẹ các con sẽ ở cùng nhà thằng cả. Sau đó nhà thằng hai hàng năm cho chúng ta 500 cân lương thực phụ, 50 cân gạo là được. Giống như trong thôn. Nhà thằng ba cũng như vậy, không có lương thực thì lấy tiền, các con còn có ý kiến gì không? Ông Cố hỏi. Không còn nữa. Cả hai anh em đều nói. Ông Cố chia nhà rất công bằng, chị dâu cả Cố không có ý kiến gì, về phần Lâm Tam muội, căn bản không có phần để cô ta nói chuyện, mặt còn sưng lên. Thông trưởng viết xong ba bản, ấn xong dấu tay thì nhà này coi như đã chia xong, nhà anh cả và nhà anh hai mỗi nhà được chia 75 đồng. Sau khi trưởng thôn rời đi, Chu Tuế Tuế vào nhà thăm Cố Mẫu. "Mẹ, đây là sủi cảo con nấu buổi sáng, mẹ ăn đi." Chu Tuế Tuế nói. Cố Cảnh Hằng còn không biết Cố Mẫu bị thương, bằng không cũng phải lo lắng không yên, Chu Tuế Tuế cũng có trách nhiệm thay chồng chăm sóc mẹ chồng. "Tuế Tuế, làm phiền con rồi." Cố Mẫu cảm động nói. "Mẹ nói gì vậy, con mang theo không ít sủi cảo, cha cũng ăn chút đi." cho mẹ con ăn đi cha không ăn con ăn không hết cha tới ăn chút đi vợ chồng già đến lúc về già thường bầu bạn với nhau hai người nhiều năm như vậy tình cảm vẫn luôn rất tốt lúc này nhà họ cố lại có người tới là cố lan cùng chồng con trở về cố mẫu và ông cố không ngờ năm nay cố lan lại trở về bởi vì hàng năm cô đều không về hơn nửa năm nay ăn tết lại xảy ra nhiều chuyện như vậy cố mẫu và ông cố không có bất kỳ sự chuẩn bị nào Ôi chào, cha mẹ, mọi người đều ăn sủi cảo trắng rồi, năm nay Tết Tiểu Vũ và Tiểu Mẫn đều chưa ăn sủi cảo trắng, cho chúng nó nếm thử đi. Cố phụ cố mẫu. Chu Tuế Tuế ở bên. Mặt mũi thật lớn, vừa vào nhà đã bắt đầu xin cơm. Cố phụ câu mày nói, năm nay sao con lại trở về, hơn nữa con không thấy mẹ bị thương sao. Lúc đó sắc mặt cố Lan rất khó coi, giọng điệu kỳ quái lớn tiếng nói, cha, con vất vả lắm mới cùng kiến quốc mang theo con về một chuyến, cha làm gì vậy, cha không muốn con về sao? Hơn nữa ban ngày ban mặt con nghĩ mẹ còn chưa dậy, con nào biết bà ấy bị thương. Cố Lan hoàn toàn không đếm xỉa đến Chu Tuế Tuế, nhưng Chu Tuế Tuế cũng không để ý, nhưng Cố Lan không định bỏ qua cho cô như vậy. Ôi em ba à, sao em không nhìn chị thế này? Ngay cả chào hỏi cũng không biết nói. Giọng Cố Lan the thế. Di chú. Đầu truyện tác giả giới thiệu Cố Lan là em của Cố Cảnh Hằng, nhưng mấy chương sau lại viết thành chị, mình sẽ để nguyên là chị luôn nhé mọi người. Chu Tuế Tuế không khách khí nói, tôi còn tưởng rằng trong mắt chị chỉ có sủi cảo của cha mẹ không thấy được tôi, tôi cũng không thể ảnh hưởng chị phát huy. Âm dương quái khí ai mà không biết chứ, Chu Tuế Tuế có thể âm dương chết cô ta. Lúc này hai đứa trẻ của Cố Lan, cậu bé lớn Triệu Vũ đã 7 tuổi, đứa nhỏ Triệu Mẫn 5 tuổi, hai đứa nhỏ trực tiếp đưa tay cướp sủi cảo trước mặt cố mẫu giành được thì trực tiếp nhét vào miệng ăn vừa ăn còn vừa nói cha bà nội đều gạt người trong nhà bà ngoại căn bản không phải họ hàng nghèo gì từ trước đến giờ con chưa từng ăn sủi cảo ngon như vậy cố lan đưa tay che miệng con trai đã không còn kịp nữa ngẩng đầu nhìn lên sắc mặt cha mẹ cố âm trầm không chịu được cố lan liền biết gây họa trước khi mình trở về rõ ràng đã nói với bọn nhỏ rằng muốn giả bộ đáng thương ở nhà bà ngoại sao vừa đến đây đã nói hớ rồi triệu kiến quốc không cho là đúng anh ta căn bản không sợ cha mẹ cố ngược lại nhìn chu tuế tuế với ánh mắt thiếu đứng đắn khiến cô cả người khó chịu muốn móc tròng mắt anh ta xuống loại người như triệu kiến quốc mắt thâm quần vừa nhìn đã biết là sinh hoạt vô độ thật là khiến người ta ghê tởm cố lan nói cha mẹ tiểu vũ nói lung tung Mọi người đừng tin. Cố mẫu cười lạnh nói, cô đừng giả vờ, chúng tôi đều là họ hàng nghèo, các người ai có tiền thì đi tìm người đó đi, cố gia chúng tôi không chứa nổi mấy vị thần tiên các người. Triệu Vũ một đứa bé cũng có thể thốt ra lời này, có thể thấy được Triệu gia bình thường nói năng thế nào, đây là đang coi thường nhà bọn họ. Đã như vậy, sau này cũng không cần lui tới, cố mẫu không quan tâm, không cần thiết phải nhiệt tình với kẻ lạnh nhạt. Nhưng mà đám người cố lan cũng không phải không có lý do gì mà về nhà mẹ đẻ, nói là chỉ đơn thuần là về thăm cha mẹ, chu tuế tuế không tin một chút nào. Ngày Tết mà tay không đến nhà người khác, thật sự là chưa từng nghe thấy, lần đầu tiên thấy người mặc dày như vậy. Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy, con là con gái ruột của mẹ mà. Nếu không phải là con gái ruột của ta thì sớm đã đuổi ngươi ra ngoài rồi. Cố mẫu hừ lạnh nói bây giờ thì hay rồi sủi cảo chu tuế tuế mang đến hai người già chưa ăn được mấy cái đều bị hai đứa nhỏ này ăn hết không chỉ ăn xong còn ngại không đủ triệu vũ nhìn cố mẫu hô bà ngoại nghèo kiết xác cháu còn muốn ăn còn có đồ ăn ngon hay không cố mẫu cả giận nói đồ không có giáo dục cút sang một bên quả nhiên nông thôn vừa bẩn vừa nghèo con không muốn tới đây đâu mẹ con muốn về nhà con không muốn ở đây nữa Triệu Vũ trực tiếp nằm trên mặt đất lăn lộn. Đám nhỏ Đại Hoa đều đang chơi cùng Thạch Đầu Tiểu Nha ở nhà chính, còn có Nhị Hoa, mấy đứa nhỏ ở chung một chỗ, nếu không Chu Tuế Tuế đều sợ Đại Hoa sẽ bị học thói xấu. Hôm nay, Chu Tuế Tuế xem như được mở mang tầm mắt, hóa ra trẻ con hư hỏng lại như vậy. Triệu Mẫn cũng ở bên cạnh, tuy còn nhỏ nhưng lại ngẩn mặt nhìn người khác với thái độ khinh thường. Con về rốt cuộc có chuyện gì? Có việc gì thì nói cố phụ lên tiếng. Cố Lan nghe vậy đặt mông ngồi xuống giường, cười nói với cố phụ, cha, cha xem con cũng lâu không về nhà rồi, con và kiến quốc ở trong thành cũng không dễ dàng, lương thực mỗi tháng đều được phát theo định lượng, hai đứa nhỏ càng lúc càng lớn, căn bản không đủ ăn, con sống trong thành không dễ chịu chút nào. Nói xong giả vờ lau nước mắt. Trước kia cô ta dùng phương pháp này để moi móc lương thực của cha mẹ cố, một lần hai lần còn đỡ, nhiều lần hơn cha mẹ cố cũng biết chuyện gì xảy ra, dần dần cũng thất vọng với đứa con gái này. Cố phụ thản nhiên nói, bây giờ con nói với cha những thứ này cũng vô dụng, lúc trước là con tự mình muốn gả đi, sướng khổ đều phải chịu, huống hồ cha mẹ và anh cả anh hai con đã tách ra, lương thực của cha mẹ chỉ đủ cho bản thân. Cái gì? Phân gia. Cố Lan gào lên. Nếu như đã phân gia thì làm sao lấy lương thực từ trong tay cha mẹ, cô ta không cam tâm cha mẹ, chuyện phân gia lớn như vậy sao không ai nói cho con biết, như vậy là sao? Con gái gã ra ngoài như bát nước đổ đi, con không phải người cố gia nữa sao? Cố Lan tức giận nói. Con nói không sai, con gái gã đi như bát nước hắt ra ngoài, nếu đã gả cho người ta thì cứ sống cho tốt, đừng có về nhà mẹ để xin cơm. Cố mẫu lại nhìn Triệu Kiến Quốc nói, con rể, nhà con không sống nổi nữa sao, con là một người đàn ông to lớn lại đi theo vợ về nhà cha vợ xin cơm. Lời này khiến cố Lan mất mặt, cô ta sốt ruột lập tức cãi nhau với mẹ ruột. Mẹ có phải là mẹ ruột của con không? Kiến quốc tốt như vậy sao mẹ có thể nói anh ấy như vậy? Hơn nữa mẹ có con rể làm việc ở huyện thành chẳng lẽ không nở mày nở mặt sao? Mẹ cố bị cố Lan chọc tức đến đau đầu. Lúc này anh cả cố, anh hai cố nghe thấy tiếng cãi nhau chạy tới. Tiểu Lan, sao em lại nói chuyện như thế? Ngày Tết mà về nhà cãi nhau à? Anh cả cố khiển trách. Cố Lan chỉ vào mẹ cố nói, không phải lỗi tại em, là mẹ không nói lý lẽ trước, em chỉ là về nhà xin chút lương thực mà mẹ cũng không muốn cho, cố Hà được ăn học đến tận cấp 2, bọn họ chính là thiên vị. Cố Lan còn cảm thấy mình rất ủy khuất, cố Hà được tiêu nhiều tiền hơn cô ta, nhưng cô ta không nghĩ tới thành tích của cố Hà tốt hơn cô ta rất nhiều, lúc trước thành tích của cô ta kém đến mức không muốn học hành. Bây giờ đổ hết trách nhiệm lên đầu cha mẹ cố, có lẽ người ích kỷ đều như vậy, cảm thấy cả thế giới đều nợ họ, chưa bao giờ chịu tìm nguyên nhân trên người mình. Cút cho ta. Cố phụ giận dữ hét lên. Tao coi như chưa từng sinh ra mày, Cúc. Triệu kiến quốc nhiều lần bị coi thường, lại là bị chính cố gia mà anh ta luôn xem thường, anh ta không chịu nổi nữa, xoay người rời đi. Hừ, nếu không phải các người có lương thực thì coi như tôi thèm đến đi thì đi cố lan đi nhanh lên đừng ở đây khiến người khác chướng mắt cố lan thấy triệu kiến quốc đi rồi lập tức đuổi theo nhỏ giọng nói kiến quốc không có lương thực thì làm sao về được trong nhà ăn tết cũng không có gì ăn cuối cùng vợ chồng cố lan và triệu kiến quốc vẫn chưa đi mà ở lại dù không xin được lương thực kiếm miếng cơm ăn cũng được nhưng nhìn bộ dạng nhẫn nhục của triệu kiến quốc chu tuế tuế thấy thật buồn nôn vừa làm vừa diễn dáng vẻ thật sự rất khó coi hai vợ chồng triệu kiến quốc và cố lan tuy có vẻ thành thật nhưng họ đã tính toán sai rồi hôm nay vừa chia nhà nhà anh cả và nhà anh hai đang bận rộn thu dọn đồ đạc nào có thời gian quản một nhà bốn người họ cơm nước cũng đã tách ra ăn rồi vợ anh cả chị dâu cả mặt mày nặng trĩu đếm số tiền được chia trong tay nói anh số tiền này ngoài chi tiêu sinh hoạt cho bốn người Đậu Xuân Thạch đậu sẽ đi học, còn không biết phải tốn bao nhiêu tiền nữa. Trước đây mẹ quản tiền, chúng ta chưa bao giờ phải lo lắng chuyện này. Anh cả an ủi vợ, yên tâm đi em, chúng ta cố gắng làm việc, dành dụm sẽ có tất cả. Em đừng lo lắng chuyện này, anh là đàn ông, chẳng lẽ không nuôi nổi vợ con hay sao? Chị dâu cả trừng mắt nhìn chồng rồi cười nói, nhìn anh kìa. Không giống với không khí ấm áp của nhà anh cả tình hình nhà anh hai có thể nói là căng thẳng như dây đàn. Từ nay về sau tiền trong nhà tôi quản, đồ đạc và lương thực trong nhà mỗi ngày ăn uống thế nào đều phải rõ ràng. Nếu để tôi phát hiện thiếu một chút, lâm tam mùi, hoặc là tôi đánh chết cô, hoặc là ly hôn, không có lựa chọn nào khác, cô nhớ kỹ cho tôi. Lâm tam mùi tức giận bật khóc, cố cảnh tay, ý anh là gì? Chẳng phải là anh không tin tưởng tôi sao? nếu cô có chút tự biết thân biết phận thì đã không hỏi ra câu này. Anh hai cố lạnh lùng nói. Trước đây anh không phải như vậy. Có phải anh chê tôi không sinh được con trai nên mới đối xử với tôi như vậy không? Lâm tam muội nhìn cố cảnh tay với ánh mắt oán trách, uất ức, như đang nhìn một kẻ phụ tình. Cô nghĩ nhiều rồi. Cô không biết bản thân mình là loại người gì sao? Chút tâm cơ ấy của cô bị mẹ cô xoay như trong chóng còn không biết gì. Thôi được rồi, đừng dài dòng nữa, cô nói gì cũng vô dụng. Quyết định vậy đi, tốt nhất cô nên nhớ kỹ lời tôi nói, không tin thì cứ thử xem. Cố cảnh tay nói xong liền đi nấu cơm. Đúng rồi, tối nay cô và Đại Hoa không có cơm ăn. Lần này không chỉ Lâm Tam mùi khóc mà Đại Hoa cũng hòa khóc theo. Cố Lan ngồi trong nhà chính nửa ngày, phát hiện không có ai nấu cơm. Lúc này, Chu Tuế Tuế cũng định đưa các con về. Còn Cố Lan, ai quản họ chứ? Kết quả là họ còn chưa kịp đi thì đám trẻ con đã đánh nhau. Chuyện là như thế này, Đại Hoa và các em đang chơi đùa, Triệu Vũ và Triệu Mẫn đứng bên cạnh nhìn. Đại qua biết hai đứa trẻ kia là anh chị của mình nên chủ động mời chúng chơi cùng. Hai người có muốn chơi với chúng tôi không? Đại Hoa chủ động tiến lên hỏi. Triệu Vũ nhìn thấy bọn họ đang chơi con ếch sắt, trong lòng rất thích cậu ta vẫn luôn muốn có một con ếch sắt như vậy nhưng mẹ không chịu mua cho không ngờ thằng nhà quê này lại có nhìn thấy ba anh em đại oa đều mặc quần áo đẹp như vậy triệu vũ càng thêm ghét bọn chúng vì thế cậu ta bèn ra vẻ khinh thường nói hứ lũ nhà quê tôi không thèm chơi với các người giọng điệu đều là xem thường y hệt triệu kiến quốc triệu mẫn thì đứng một bên cách khá xa sợ bị lây hơi nghèo hèn của đám nhà quê đại hoa cảm thấy người anh chị này thật đáng ghét cậu có ý tốt mời họ chơi cùng vậy mà họ lại nói cậu là đồ nhà quê hừ không chơi thì thôi bất lịch sự đại hoa quay đầu bỏ đi triệu vũ đứng nhìn một lúc càng ngày càng thích con ếch sắt muốn chơi thử này đồ nhà quê đưa con ếch sắt cho tao triệu vũ hung hăng nói sao phải đưa cho anh đây là ếch sắt của em em không muốn cho anh chơi. Nhị Hoa từ chối. Tao muốn, đưa cho tao. Nói xong, Triệu Vũ định giật lấy. Đại Hoa thấy vậy liền giúp Nhị Hoa giữ đồ chơi. Thạch đầu cũng xông vào. Hai cô bé Tiểu Nha và Nhị Hoa thì sợ hãi đứng bên cạnh không dám nhúc nhích. Rõ ràng là ba đánh một, Triệu Vũ không cướp được đồ chơi. Cậu ta cướp không được liền nằm lăn ra đất ăn vạ, gào khóc in ỏi nghe thấy con trai khóc, Cố Lan vội vàng chạy vào, thấy mấy đứa trẻ khác đứng xung quanh, chỉ có con trai mình là nằm lăn lộn trên đất. Không nói không rằng, Cố Lan mắng, bọn nhãi ranh các người mù à, dám khi dễ con trai tao. Có phải các người làm không? Đại qua thấy mình bị oan ức, liền giải thích là anh ta không muốn chơi với chúng cháu, còn muốn cướp ếch sắc của cháu, cháu chỉ là không muốn cho anh ta cướp thôi, chúng cháu cũng không đánh anh ta, con trai thì khóc lóc cái gì. Cố Lan giơ tay tác một cái vào mặt Đại Hoa. Đại Hoa bị đánh, ngã bệt xuống đất. Chu Tuế Tuế vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Thấy Cố Lan dám đánh con trai mình, Chu Tuế Tuế tức giận đến mức đầu sắp bốc khói. Cô đi tới, túng cổ áo Cố Lan, quất liên tiếp mấy cái bạc tai. Đánh xong vẫn chưa hả giận, cô còn cố tình chọn chỗ hiểm, bóp cho Cố Lan kêu thảm thiết. Cô dám đánh con trai tôi, Cố Lan, cô được lắm còn có lần sau tôi sẽ giết chết cô, cô tin không? Chu Tuế Tuế không hề dung túng cho thói xấu của Cố Lan, có thể động tay động chân, cô tuyệt đối không đôi co. Lúc này, bố cố nghe thấy tiếng động cũng chạy tới. Ông nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy đau đầu. Lâm Tam Mùi vừa mới yên phận, giờ đến lượt con gái gây chuyện. Rốt cuộc ông đã tạo nghiệt gì thế này? Cố Lan, cô im miệng cho tôi. Cha cố quát lớn. A a a, cha, là Chu Tuế Tuế đánh con, cha không nhìn thấy sao? Cố Lan sắp phát điên lên. Miệng thối như vậy thì nên rửa cho sạch sẽ. Cô gây sự trước, đáng đời lắm. Chu Tuế Tuế hung dữ nói. Nếu cố Lan chỉ nói vài câu khó nghe, Chu Tuế Tuế sẽ không động thủ. Nhưng cô ta dám đánh con trai cô, đây là chạm vào giới hạn của Chu Tuế Tuế. Cha cố nói, Tiểu Lan, sau này không có việc gì thì đừng về nữa nhà các người là người thành phố không quen nhìn chúng tôi đám nhà quê cha cha nói vậy là có ý gì con không phải là con gái của cha sao con mới là con ruột của bố chu tuế tuế chỉ là người ngoài thôi cố lan không hiểu nói cố lan nhận thức rõ vị trí của mình đi cô là con gái đã gả chồng tuế tuế là con dâu của nhà họ cố chúng tôi đã sinh cho nhà họ cố ba đứa con cô nói con bé là người ngoài chính cô mới là người ngoài cuối cùng cả nhà cố lang chưa kịp ăn cơm đã bị đuổi đi trông rất thật thê thảm triệu kiến quốc còn lớn tiếng tuyên bố rằng đời này sẽ không trở lại nữa rồi tức tối bỏ đi năm nay xem như là một cái tết đặc sắc và náo nhiệt cuối cùng cũng trôi qua như vậy hôm nay chu tuế tuế rảnh rỗi không có việc gì làm nên định làm chút đồ ăn vặt chu tuế tuế thái ít khoai tây cắt thành miếng bỏ vào trong nước để trôi bớt bột phía ngoài sau đó lau khô nước bên ngoài, cuối cùng cho vào trong nồi chiên, rất nhanh sẽ chín. Nếu muốn ăn cay có thể rắc chút ớt bột, nhưng cân nhắc đến trong nhà đều là trẻ con, cho nên chu tuế tuế chỉ rắc chút ngũ vị hương. Loại khoai tây chiên tự làm này hoàn toàn khác với trong không gian của chu tuế tuế, ăn càng thơm, hơn nữa không có thêm chất phụ da, cho trẻ con ăn cũng càng yên tâm. Chu tuế tuế rất thích ăn ngọt, cô còn làm vài cái bánh. Bột nếp hấp chín, sau đó phết đậu đỏ vào giữa cuộn lại như làm bánh bao bên ngoài lăn một lớp bột đậu tương là có thể ăn đại hoa nhị hoa tam hoa tự mình chạy đến ăn mẹ mẹ thật lợi hại biết làm nhiều món ngon như vậy nhị hoa nói phần này là cho ông bà nội hai đứa con cùng đi đưa qua cho ông bà đi chu tuế tuế bưng mâm cho hai đứa nhỏ hai đứa nhỏ chạy nhanh rất nhanh đã trở về lúc trước sau khi bà cố bị bệnh Chu Tuế Tuế cách ba ngày lại đưa qua ít đồ, có lúc là canh gà, có lúc là canh cá, tóm lại chính là bồi bổ thân thể. Chu Tuế Tuế cảm thấy không có gì, bởi vì mọi người cũng phải ăn, chỉ là chia ra hai bát, nhưng theo bà cố thì chính là Chu Tuế Tuế cố ý làm cho bà. Chu Tuế Tuế đây thật đúng là hiểu lầm ngọt ngào mà. Nhưng mà khiến bà cố cảm động không thôi, khen Chu Tuế Tuế là một người con dâu hiếu thuận bây giờ bên ngoài đang trong trạng thái khá căng thẳng nhưng công việc phiên dịch của chu tuế tuế lại không bị ảnh hưởng chút nào kế hoạch cuộc đời mà chu tuế tuế đặt ra cho mình là vượt qua thời kỳ đặc biệt này sau khi tiết kiệm tiền sẽ mua nhà ở bắc kinh làm bà chủ cho thuê nhà đợi đến khi thi đại học khôi phục cô còn muốn đi thi một lần dù sao thì bằng cấp sau này cũng rất quan trọng ông trời để cho chu tuế tuế xuyên đến thời đại này cô cũng không muốn làm một người bình thường cô muốn có dấu ấn thời đại thuộc về mình Đợi sau này kinh tế mở cửa, Chu Tuế Tuế định đưa người nhà đi kinh doanh gì đó để mọi người cũng có thể kiếm tiền. Hơn nữa Chu Tuế Tuế rất hài lòng với thân phận và gia đình này của mình. Chồng vừa cao lại đẹp trai còn biết kiếm tiền, các con ngoan ngoãn hiểu chuyện, Chu Tuế, Tuế Tuế đã rất vui vẻ. Không biết khi nào mình và các con mới có thể theo quân, nhưng căn nhà này kiểu gì cũng phải xây lại, hơn nữa Chu Tuế, Tuế Tuế có chút nông nóng. Buổi chiều Đại Hoa nhị Hoa chơi từ bên ngoài về, dẫn theo một cậu bé trai. Đại Hoa, nhị Hoa, đây là ai vậy? Chu Tuế Tuế hỏi. Đại Hoa trả lời, mẹ, đây là tiểu quân ở trong thôn, vừa rồi chúng con đánh nhau với cậu thằng, tiểu quân giúp chúng con, chúng con muốn cho anh ấy ăn ngon. Tại sao lại đánh nhau? Một ngày của Chu Tuế Tuế thật sự là lo lắng không hết, cô thu hồi ý nghĩ trước đó. Lúc này đến lượt nhị Hoa dành trả lời, mẹ, là con cùng anh trai ở bên ngoài chơi, cậu thẳng nhìn trúng quần áo của chúng con, chúng con không cho, nó liền muốn cướp, cho nên chúng con đánh nhau. Nhị Hoa cảm thấy nhất định phải nói rõ ràng, không phải hai anh em gây sự trước, hai anh em cũng là người bị hại. Nói đến cậu thẳng này, Chu Tuế Tuế biết, nó là con trai một nhà mẹ quá con côi trong thôn, mẹ nó tên là Trương Tú Liên, chồng bà ấy là mấy năm trước đi lên núi săn bắn, sau đó cũng không trở về nữa. Bà Trương cũng vẫn không đi bước nữa, cũng là bởi vì tính cách bà ấy ghê gớm, ở trong thôn cũng không ai dám bắt nạt bà ấy và con trai. Vậy cuối cùng hai đứa có đánh thắng không? Đương nhiên là thắng rồi ạ, à. lúc đầu bọn chúng đông người hơn, con và Nhị Oa đánh không lại, nhưng sau đó anh Tiểu Quân đến, anh ấy đã giúp chúng con đánh đuổi đám cẩu thằn. Đại Hoa vui vẻ nói. Bị thương không? Trên người có bị thương không? Chu Tuế Tuế tương đối lo lắng chuyện này. Hai đứa lắc đầu, không ạ, à, chúng con không bị sao cả, cậu thằng bọn chúng cũng không bị thương, chỉ là dọa nạt một chút rồi đánh nhau hai cái. Vậy thì được rồi, không có việc gì là tốt rồi. Chu Tuế Tuế gật đầu. Kiều Tiểu Quân ở bên cạnh không nói một câu, cậu ngay người nhìn Chu Tuế Tuế dịu dàng quan tâm đại oa, nhị oa. Năm cậu hai tuổi thì mẹ cậu đã qua đời, bị cha cậu đánh chết. Hiện tại cậu đã 8 tuổi, đã sớm không nhớ rõ có mẹ là cảm giác gì. Năm ngoái cha cậu mới cưới vợ mới, hiện tại mẹ kế đang mang thai, trong nhà đã sớm không có chỗ cho cậu. Cha không thương, mẹ không yêu, từ nhỏ đến lớn đều sống như vậy. Không đúng, có lẽ mẹ ruột vẫn yêu cậu, chỉ là cậu chưa từng cảm nhận được mà thôi. Bây giờ nhìn thấy Chu Tuế tuế toát ra tình thương của người mẹ, cậu hâm mộ đến sắp khóc lúc này chu tuế tuế nhìn về phía kiều tiểu quân bên cạnh quần áo vá chằng chịt ngón chân thò ra khỏi đôi giày rơm đã rách một lỗ lớn quần áo trên người mỏng manh nhưng đôi mắt lại rất trong veo sáng ngời tiểu quân phải không vào nhà đi hôm nay cô vừa làm bánh và khoai tây chiên cô đi lấy cho con chu tuế tuế cũng biết sơ qua về đứa trẻ này cũng biết hoàn cảnh của cậu rất đáng thương kiều tiểu quân nhìn thấy đồ ăn trên bàn cậu căn bản không dám đưa tay lấy cậu chưa từng thấy đồ ăn ngon như vậy từ nhỏ đến lớn trong nhà có gì ngon đều không đến lượt cậu nếu muốn ăn thịt còn phải tự mình ra ngoài bắt chim sẻ nếu không căn bản không được ăn thịt còn có thể ăn không ạ à? kiều tiểu quân không chắc chắn hỏi chu tuế tuế cười nói đương nhiên là được cô còn phải cảm ơn con hôm nay đã bảo vệ đại hoa, nhị oa con là một đứa trẻ dũng cảm giọng nói dịu dàng khiến kiều tiểu quân nghe xong lập tức đỏ hoe mắt cậu cảm thấy chu tuế tuế giống như mẹ mình nếu mẹ cậu còn sống liệu có phải cũng sẽ dịu dàng nói chuyện với cậu như vậy không kiều tiểu quân im lặng cầm lấy đồ ăn trên bàn ăn một miếng trong lòng vô cùng kinh ngạc đây là thứ gì mà ngon như vậy cô ơi cái này ngon thật từ trước đến giờ con chưa từng được ăn thứ gì ngon như vậy kiều tiểu quân cười để lộ ra đôi má lúng đồng tiền nhỏ không quá rõ ràng nhìn mà chu tuế tuế thấy mềm lòng đứa trẻ này thật ngoan chỉ là số phận không được tốt ăn xong kiều tiểu quân nhất quyết rửa bát xong mới chịu rời đi chu tuế tuế ngăn cản không được đứa nhỏ này thật bướng bỉnh nhưng cũng có thể nhìn ra cậu rất lễ phép chu tuế tuế định đi tìm ông cố thương lượng chuyện xây nhà tranh thủ trước khi vào vụ gieo trồng lúc mọi người còn rảnh rỗi thì làm cho xong đến nhà cũ chu tuế tuế liền nói với ông cố ý định xây nhà của mình con muốn xây nhà kiểu gì ông cố hút một hơi thuốc lá rồi hỏi con muốn xây rộng rãi một chút sau này đại oa chúng nó càng lớn nhà cửa chật chội quá cũng không được ngoài ra còn phải có nhà bếp có cả phòng tắm riêng có cả nhà vệ sinh nhà vệ sinh con đã có bản thiết kế cứ làm theo bản thiết kế của con là loại có bồn cầu xả nước chu tuế tuế nói ra yêu cầu của mình được lát nữa ta đi tìm trưởng thôn bảo ông ấy tìm người trong thôn đến xây trước khi trồng trọt chắc là làm xong. Cha, đây là 300 đồng, tiền xây nhà, mua vật liệu, thuê nhân công gì đó, nếu không đủ thì cha cứ nói với con. Được. Ông cố không nói gì thêm. Việc xây nhà nói nhanh cũng nhanh, tìm được thợ giỏi, mua vật liệu xong là có thể khởi công. Người phụ trách là một người đàn ông ngoài 40 tuổi tên Tôn Hữu Toàn, làm nghề thợ ngói trong thôn. Vợ cảnh hàng này, nhà con định xây kiểu gì chu tuế tuế chỉ tay nói chính giữa con muốn xây ba gian hai gian phòng ngủ một gian nhà chính gian phía tây xây lớn một chút vì nhà con ba đứa nhỏ cạnh đó xây một gian bếp phía đông gần phòng ngủ xây một gian phòng tắm tốt nhất là nối liền với phòng ngủ phía đông luôn sau phòng tắm xây một gian nhà vệ sinh kiểu nhà vệ sinh thì con đưa bản vẽ cho chú chú cứ thế mà làm là kiểu nhà vệ sinh xả nước có thể hơi phức tạp một chút nhưng con sẽ trả thêm tiền, vật liệu cần thiết con cũng lo liệu hết. Cảnh bếp làm một mái hiên để củi, toàn bộ nhà xây bằng gạch ạ. À. Trong lòng Tôn Hữu Toàn có chút kinh ngạc, ông cũng nghe nói qua tình hình kinh tế nhà chu Tuế Tuế, nhưng vẫn nói với cô, làm vậy tốn kém lắm đấy. Theo chú tính toán thì chắc cũng phải mất khoảng 1.000 đồng, tiền công thợ là 6 hào một ngày chưa kể cơm nước, nếu lo luôn cơm nước thì một ngày 8 hào, con thấy sao? mà con yên tâm toàn thợ lành nghề cả đấy tay nghề khỏi phải chê nhà xây lên ở tám chín chục năm cũng không hỏng dạ vâng giá cả như vậy con thấy được nhưng có thể không lo cơm nước được ạ à, con trả công một ngày tám hào mọi người mang cơm theo ăn trưa chú thấy được không tôn hữu toàn vội vàng gật đầu được chứ sao lại không được vậy quyết định thế nhé trong lòng ông không khỏi cảm thán nhà cố cảnh hằng đúng là giàu có một nghìn đồng chẳng chớp mắt lấy một cái từ khi lời đồn chu tuế tuế một tháng kiếm được 50 đồng lan ra, trong thôn chẳng còn ai dám nói cô là đồ đàn bà lười biếng sau lưng nữa. Thậm chí, một số nhà có con trai còn tiếc hùi hụi vì sao ngày trước không đến ngõ lời cầu hôn, nếu cưới được cô về thì đúng là trước cây hái ra tiền, nhà nào mà chẳng thích. Bởi vậy, danh tiếng chu tuế tuế trong thôn cũng tốt lên rất nhiều. Những người xây nhà đều là thanh niên khỏe mạnh trong thôn, thợ mộc, thợ ngói đều có tay nghề giỏi trưởng thôn cũng là người tốt toàn chọn người thật thà chăm chỉ nên chu tuế tuế rất yên tâm mấy hôm nay chu tuế tuế cùng các con chuyển về nhà cũ ở tiện bề chăm sóc hai ông bà cụ nửa tháng sau hai cụ cố được ăn uống đầy đủ nên da dẻ hồng hào tinh thần cũng tốt lên trông thấy khoảng thời gian này hai cụ cũng được chứng kiến tận mắt khả năng kiếm tiền và tiêu tiền của chu tuế tuế mỗi lần thấy cô tiêu tiền như nước xuất phát từ di chứng của thời kỳ đói kém hai cụ lại định bụng lên tiếng can ngăn đôi câu nhưng lại nhận được giấy báo chuyển tiền gửi cho chu tuế tuế số tiền trong đó khiến hai cụ kinh ngạc đến mức chẳng nói được lời nào hơn nữa chu tuế tuế cũng không phải keo kiệt lúc nào cho con cái uống sữa bột cũng pha cho hai cụ một cốc ăn táo cũng chia cho hai cụ một quả ăn thịt cũng vậy không bao giờ chê hai cụ già ăn nhiều chu tuế tuế nói thẳng dù sao chúng con cũng không ăn hết bữa sau lại làm đừng ăn cơm nguội nữa ạ à. Chào ôi bây giờ biết bao nhiêu người còn chẳng có cơm nguội mà ăn huống hồ đây là cơm nguội toàn đồ ngon ở một thời gian ngay cả hai cụ cố cũng không còn ham thịt như trước nữa ông cố càng thêm cảm thán đây mới đúng là cuộc sống của con người cố bà nghe vậy liền đá ông một cái ý ông là trước kia chúng ta sống như lợn à ông cố không dám cãi chỉ đành thuận theo nào có nào có tôi chỉ nói thế thôi ha 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 nhưng mà nói đi cũng phải nói lại con dâu ba thật hiếu thuận cha mẹ ruột cũng chỉ đến thế là cùng cố bà nói ông này nếu sau này chúng ta già bà dừng lại bà già này nói linh tinh gì thế trong thôn có ai già không ở với con trưởng đâu sang nhà thằng ba chẳng phải là khiến người ta chê cười con trưởng sao cố lão gia không đồng ý Tôi chỉ nói vậy thôi. Cố bà ngượng ngùng nói. Bà thật sự không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là thấy con dâu ba hiếu thuận, nhà thằng ba lại sống sung túc. Ba tuổi biết lớn, lũ trẻ nhà đại hoa sau này lớn lên chắc chắn sẽ có tiền đồ, cho nên bà mới nhất thời nghĩ vậy. Nghĩ lại thì đúng là không nên, nên bà cũng không nói gì thêm. Đám thợ làm việc rất nhanh nhẹn, nửa tháng đã gần như xong nhà vì là người trong thôn nên cũng không cần trả công ngày nào hay ngày đó, cứ làm xong rồi tính tiền luôn. Lúc này cũng chưa đến mùa vụ, ông cố thường xuyên ra xem, nên nhà cửa rất nhanh đã hoàn thành. Hôm thanh toán tiền công, theo lý mà nói, công việc 20 ngày, mỗi ngày 8 hào, tổng cộng 18 người là 288 đồng. Chu Tuế Tuế lại thưởng thêm cho mỗi người 4 đồng coi như cảm ơn. Ban đầu cô định mua chút quà, nhưng nghĩ lại thấy đưa tiền thiết thực hơn. Mọi người nghe nói được thưởng thêm 4 đồng đều vui mừng không xiết, 4 đồng thời này không phải ít. Với giá cả hiện tại, một cân thịt heo 6 hào, một xu một viên kẹo, một cân gạo 8 hào, 4 đồng mua được gần 7 cân thịt heo, phần thưởng này thật sự là hậu hĩnh. Mấy hôm nay mọi người vất vả rồi, ngày nào cũng làm việc rất nhiệt tình, tôi đều thấy cả, thật sự cảm ơn mọi người, nên tôi xin gửi thêm mỗi người 4 đồng, coi như chúng ta cùng vui. Chu Tuế Tuế cười nói đối với việc này hai cụ cố tuy rằng cảm thấy không cần thiết nhưng cũng không phản đối chuyện này khiến danh tiếng chu tuế tuế là tay vung tiền như rác càng thêm vang xa mọi người nhắc đến cô đều khen ngợi hết lời nhất là những nhà có người đi xây nhà cho chu tuế tuế lại càng tán dương lên tận trời thậm chí hãy nghe thấy ai nói xấu chu tuế tuế là họ sẵn sàng lao vào ẩu đả nếu chu tuế tuế biết chuyện chắc cũng phải cảm thán một câu có tiền mua tiên cũng được quả nhiên bất kể thời đại nào, tiền vẫn là thứ có sức mạnh nhất. Nhà mới xây xong, gia đình chu tuế tuế cũng dọn vào. Đồ đạc cô đặt thợ mộc trong thôn cũng đã làm xong. Hai tủ quần áo, một bàn tám ghế, một bàn trang điểm, hai tủ đầu giường, thêm bàn học cho ba đứa nhỏ, kiểu dáng giống hệt bàn học thời hiện đại, tất cả hết hơn 300 đồng. Thợ mộc làm ăn rất thực tế, toàn dùng gỗ tốt, chu tuế tuế rất thích những món đồ gỗ này việc dọn vào nhà mới là phải làm tiệc rượu đã là tập tục chu tuế tuế cũng thuận theo người nấu ăn trong tiệc rượu là các bà thím trong thôn chuyên làm cổ bàn tìm ba người đến lúc đó còn có người khác đến giúp đỡ thịt và lương thực dùng trong tiệc rượu chu tuế tuế đều đã tự mình chuẩn bị xong lương thực thì dùng gạo lứt là được ngày hôm đó rất nhiều người trong thôn đến dự tiệc có người là vì muốn đến chung vui có người là muốn làm quen với chu tuế tuế nhưng mà đại đa số mọi người đều là vì bữa cơm này mà đến. Mọi người đều đã nhìn thấy số thịt mà Chu Tuế Tuế chuẩn bị trước đó, hơn nữa với điều kiện gia đình của Chu Tuế Tuế, chắc chắn mọi người đều nghĩ rằng mâm cổ sẽ rất thịnh soạn. Bởi vậy hôm nay thật sự là có rất nhiều người đến, thậm chí còn đông hơn ngày Cố Cảnh Hằng và Chu Tuế, Tuế Tuế kết hôn. Người nhà họ Chu đương nhiên cũng đến đông đủ. Lúc này chị dâu cả đã mang thai 8 tháng, sắp sinh rồi, Chu Tuế Tuế sợ chị ấy bụng mang già dạ chữa đến chỗ đông người chen chúc sẽ xảy ra chuyện gì, nên đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn để anh cả mang về cho chị. Chị dâu cả cũng lo lắng chuyện này, nghĩ ở nhà ăn tạm một bữa là được, không ngờ Chu Tuế Tuế bận rộn như vậy mà vẫn chu đáo chuẩn bị đồ ăn cho chị, tình cảm chị em dâu càng thêm khăng khít. Tuy Lâm Tam Muội là người lắm chuyện, nhưng Chu Tuế Tuế lại là một người em dâu rất tốt. Hơn nửa nhà nào mà chẳng có chút chuyện phiền lòng, cũng may bây giờ nhà họ cố cũng đã chia nhà, không còn sống chung một nhà nên phiền phức tự nhiên cũng ít đi rất nhiều, chị dâu cả rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Trong thôn có rất nhiều nàng dâu bị mẹ chồng hà khắc, chuyện này thời buổi này rất phổ biến. Bởi vì các bà mẹ chồng đều từng trải qua những ngày tháng bị mẹ chồng chèn ép, cái gọi là con dâu trăm năm mới nên mẹ chồng, nên khi đã làm mẹ chồng, họ cũng luôn muốn trút những đau khổ mà mình từng phải chịu đựng lên người con dâu. So với những người mẹ chồng như thế, mẹ chồng của Chu Tuế Tuế thật sự tốt không biết bao nhiêu. Hôm dựng nhà, có một người không ngờ tới cũng đến, Kiều Tiểu Quân, bạn của Đại Hoa và Nhị Hoa. Cậu bé cõng một bó củi đặt ở cửa rồi xoay người bỏ chạy, Chu Tuế Tuế chỉ nhìn thấy bóng lưng của cậu. Cô liền nói với Đại Hoa và Nhị Hoa, "Mẹ giao cho các con một nhiệm vụ, mẹ vừa mới nhìn thấy anh Tiểu Quân của các con, hai con mau đi gọi anh ấy lại." dẫn anh ấy vào ăn cơm cùng nhé. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Đại Hoa và Nhị Hoa nói xong liền chạy đi, quả nhiên trẻ con lúc nào cũng tràn đầy năng lượng hơn người lớn. Chu Tuế Tuế xoay người đi tiếp đón người nhà, còn người trong thôn đã có cha mẹ cố tiếp đón, cô không cần phải bận tâm quá nhiều, chỉ cần chào hỏi vài câu là được. Mẹ Chu kéo tay Chu Tuế Tuế nói, con rể có biết chuyện con xây nhà không? Con đã nói với nó chưa? Sao có thể không nói ạ? À? anh ấy biết từ lâu rồi lúc bắt đầu xây con cũng đã nói với anh ấy rồi đúng là như vậy cách đây một thời gian cố cảnh hằng đã nhận được thư của chu tuế tuế anh không có ý kiến gì về chuyện này vợ nói gì thì là đó từ khi anh trở về quân đội ngày nào cũng phải ăn cơm ở nhà ăn thật là khó nuốt trước kia anh đã phải chịu đựng những ngày tháng khổ sở gì thế này anh rất nhớ vợ thật sự rất nhớ cô cảm giác có vợ thật sự là quá tốt đẹp Chu Tuế Tuế ở cách xa ngàn dặm nào biết được nỗi nhớ nhung của chồng. Cuối cùng cô cũng được dọn đến ở trong căn nhà rộng rãi thoải mái, vui mừng không sao tả xiết. Mấy đứa trẻ cũng vô cùng thích thú, "Mẹ ơi, đây là nhà mới của chúng ta sao? Còn to hơn cả nhà chú trưởng thôn nữa." Đại Hoa nói. Nó thật sự cảm thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều đứa trẻ khác trong thôn. Nhưng nó không hề vì thế mà tự kiêu nó biết rõ tất cả những thứ mà nó đang có được đều là do bố mẹ cho. Nếu như sau này nó muốn được ăn thịt mỗi ngày, nó vẫn phải cố gắng học tập. đúng rồi, phòng của ba anh em con rất lớn, sau này phải giúp đỡ lẫn nhau, biết chưa? mẹ ơi, giúp đỡ lẫn nhau là gì ạ? À? Tam Hoa ngây thơ hỏi. chính là các anh giúp con giải quyết những điều mà con chưa biết, các anh gặp khó khăn thì con cũng phải giúp đỡ các anh, hiểu chưa? chu tuế tuế kiên nhẫn giải thích ồ con hiểu rồi đôi mắt tam oa đột nhiên sáng lên chu tuế tuế bỗng có một dự cảm chẳng lành quả nhiên ngay sau đó vậy các anh có thể giúp con học bài không tam oa tự cho là mình rất thông minh chu tuế tuế cười lạnh vậy con có thể thử xem tam oa ba tuổi đã bắt đầu học đánh vần rồi thôi thôi khỏi tam oa Chuyện học hành là phải tự mình cố gắng thì mới tốt. Đại Hoa và Nhị Hoa nhìn sắc mặt của mẹ liền lên tiếng. Tam Hoa dường như cũng nhận ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt u ám của Chu Tuế Tuế, không dám hé răng nữa. Được rồi, về phòng của các con đi. Chuyện dạy dỗ con cái thật lắm gian nan. Bây giờ đã gần đến giờ cơm tối, ba đứa trẻ ăn hai miếng bánh quy là no rồi. Đối với đồ ăn vặt, Chu Tuế Tuế không hề hạn chế các con bởi vì cô phát hiện ra một điều. Đại Hoa và Nhị Hoa rất biết kiềm chế bản thân, từ sau khi cô nói cho hai đứa biết ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng, hai đứa liền trở nên đặc biệt ngoan ngoãn, không bao giờ dám ăn vụng nữa. Chu Tuế Tuế căn cứ vào đạo lý chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm, quyết định triệt tận gốc vấn đề. Sau đó mỗi lần ăn kẹo, hai đứa đều nhớ đến lời cô dặn mặc dù bây giờ mỗi ngày chu tuế tuế đều đốc thúc ba đứa nhóc đánh răng nhưng những thứ đồ ngọt này vẫn nên ăn ít thì hơn vì vậy mỗi tuần chu tuế tuế đều sẽ bỏ một ít đồ ăn vặt vào trong tủ của ba anh em còn lại thì để cho các con tự giác cô không quản nữa tam hoa nghe lời các anh cũng chưa bao giờ dám ăn vụng nhiều tuy rằng đôi khi thèm đến chảy nước miếng chu tuế, tuế tuế nhìn mà dở cười dở khóc xem ra cậu con trai út này là một đứa ham ăn đây nguyện vọng của chu tuế tuế là ở thời buổi loạn lạc này có thể sống một cuộc sống an nhàn sung sướng chờ đến khi cải cách mở cửa sẽ kinh doanh làm giàu đi du lịch khắp nơi trên thế giới còn chuyện vi phạm pháp luật thì cô không dám làm cái gì mà đi chợ đen đầu cơ tích trữ buôn bán trái phép thôi cô chỉ muốn sống thêm được ngày nào hay ngày ấy bản thân không lo ăn mặc cần gì phải mạo hiểm làm gì nhưng cô thật sự có chút lo lắng cho vấn đề kinh tế của nhà mẹ đẻ gia cảnh nhà họ chu thật ra không bằng nhà họ cố nhưng không khí gia đình lại hòa thuận hơn nhà họ cố từ khi cô xuyên không đến đây mọi người trong nhà họ chu đều đối xử rất tốt với cô cô cảm nhận được tình thân mà trước nay chưa từng có vì vậy trong khả năng của mình cô vẫn muốn giúp đỡ nhà mẹ đẻ ít nhất phải để cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn đối với chuyện này chu tuế tuế vẫn chưa có cách nào khác trước mắt chỉ có thể làm như vậy bởi vì cách nhanh nhất để kiếm tiền chính là kinh doanh, nhưng hiện tại chưa cho phép tư nhân kinh doanh. Vậy thì chỉ có thể chờ đến khi chính sách mở cửa, trong đầu cô có rất nhiều ý tưởng, nhất định sẽ giúp mọi người có được cuộc sống tốt đẹp. Anh hai cố không biết gần đây Lâm Tam Mùi đang làm gì, luôn lén lút nửa đêm ra ngoài. Hỏi thì cô chỉ nói đi nhà xí, anh hai cố cũng lười quản, chỉ cần nàng không gây chuyện là được. Anh Kiều, chúng ta làm vậy có thường xuyên quá không? tôi sợ bị chồng tôi phát hiện. Trong đêm tối, một người phụ nữ nấp trong bụi cỏ nhỏ giọng nói. Ha ha, cô yên tâm, chỉ cần cô không nói, tôi không nói thì sẽ không ai biết. Hơn nữa, chẳng phải cô chê chồng mình không được việc hay sao? Yên tâm đi, chồng cô không cho cô con thì tôi cho. Nói rồi hắn ta dở trò với người phụ nữ. Người đàn ông tên là Kiều Nhị, chính là cha của Kiều Tiểu Quân. Còn người phụ nữ kia, Đương nhiên không phải mẹ kế sắp sinh của Kiều Tiểu Quân. Tầm ừ, o, à. Kiều đại ca, anh giỏi quá." Người phụ nữ rên rỉ. "Mẹ kiếp, đồ dâm đảng." nhỏ tiếng chút "Cô muốn người khác nghe thấy à?" Trong bụi có truyền đến tiếng thở dốc của người phụ nữ và tiếng gầm gừ của người đàn ông, phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Sáng sớm hôm sau, anh hai cố thấy Lâm Tam muội mặt mũi hồng hào, còn không dám nhìn mình anh không hiểu cô ta lại định dở trò gì cô bị sốt à anh hai cố hỏi hả không không có lâm tam mùi lắp bắp vậy sao mặt mũi cô đỏ bừng lên thế kia không có gì chắc là nóng lâm tam mùi vội vàng bị chuyện được rồi hôm nay phải ra ruộng cô mau chóng chuẩn bị đi lúc này chu tuế tuế nhận được thư của tòa soạn báo trong thư nói tình hình bên ngoài ngày càng căng thẳng, tiền nhuận bút có thể sẽ bị giảm xuống, trước kia là 15 đồng một nghìn chữ, bây giờ chỉ còn 10 đồng. Chu Tuế Tuế không có ý kiến gì, cô viết bản thảo nên cũng hiểu biết ít nhiều về tình hình bên ngoài. Chuyện tòa soạn báo nói là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nó lại nhắc nhở Chu Tuế Tuế một chuyện. Hiện tại, những người tài giỏi trong các lĩnh vực nhạy cảm đang bị đàn áp dữ dội, vậy thì bãi rác chính là một nơi lý tưởng cô không muốn kiếm lời bất chính chỉ là hiện tại mọi người không còn thích những món đồ cũ kỹ cũng chẳng biết giá trị thật của chúng thay vì để chúng bị đập phá thiêu hủy chi bằng để cô mua lại vì vậy ngày mai chu tuế tuế quyết định sẽ đi huyện một chuyến nếu thực sự có thứ tốt thì tốt còn không thì cũng chẳng mất gì sinh nhật đại oa nhị oa đã đến giống như năm ngoái chu tuế tuế làm cho hai đứa một chiếc bánh kem thật lớn qua sinh nhật Chúng sẽ phải đi học, mới đó mà đã lớn rồi. Chu Tuế tuế mua tặng hai đứa một quả bóng đá, món quà đầu tiên trong đời khiến chúng vui mừng không xiết. Mẹ ơi, quả bóng này bao nhiêu tiền? Có đắt không? Con thích lắm, sao mẹ biết con muốn gì thế? Đại Hoa cười toe toét. Vì mẹ là mẹ con, nên mẹ biết hết những gì con nghĩ. Chu Tuế tuế tuyệt đối không thừa nhận rằng cô nghe lén được Đại Hoa nói mơ mới biết. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Chu Tuế Tuế lại hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho các con. Theo cô, con cái lớn rất nhanh, 20 năm đầu đời, sinh nhật là của cha mẹ, thời gian sau này là của chúng và người bạn đời, thời gian dành cho cha mẹ rất ít ỏi, vì vậy phải trân trọng từng khoảnh khắc. Hôm nay, Chu Tuế Tuế dẫn ba đứa nhỏ lên huyện, đến tiệm chụp ảnh chụp vài bức hình, một bức cả nhà và một bức riêng cô ba đứa nhỏ hiếm khi được lên huyện sau khi chụp ảnh chu tuế tuế dẫn chúng đến tiệm cơm quốc doanh ăn một bữa đến nơi chu tuế tuế gọi một phần thịt kho một phần cà chua trứng thêm mấy bát cơm hết ba đồng hai hào sau khi trả tiền cô ngồi đợi đồ ăn ăn xong lũ trẻ nhận xét không ngon bằng mẹ nấu chu tuế tuế mỉm cười vui vẻ mua cho mỗi đứa một món đồ chơi sau đó len lén lấy từ trong không gian ra một ít vật tư bổ sung cho gia đình lũ trẻ ngày càng lớn, không dễ qua mặt, Chu Tuế Tuế phải cẩn thận hơn. Gia đình Chu Tuế Tuế đang vui vẻ dạo chơi thì ở nhà xảy ra chuyện. Cho cô lương thực mà tôi đưa cô nấu món này à? Gạo trắng tôi đưa đâu rồi? Sao lại thành cháo loãng thế này? Cố cảnh tay gầm lên với lâm tam mùi. Tuy có hơi chột dạ nhưng lâm tam mùi vốn giỏi cãi chày cãi cối nên cũng chẳng vừa. Cô ta gân cổ lên cãi lại. Anh gào cái gì? nhà có bao nhiêu người tôi để dành gạo trắng ăn thì sao nào cháo loãng thì đã làm sao chẳng phải vẫn uống được đấy thôi uống cái con khỉ mấy ngày nay toàn phải uống cháo loãng rồi hôm nay tôi đưa cô ít gạo trắng là muốn ăn chút cơm ngon đấy gạo trắng đâu cô đổi cho ai rồi hả cố cảnh tây thật sự không hiểu nổi người đàn bà này đang nghĩ gì thời gian gần đây con cái không lo cơm nước cũng không nấu cho tử tế vất vả lắm mới đưa cho cô ta chút đồ tốt thì lại không ra hồn, sao không thể sống cho tử tế một chút chứ? Lâm Tam Muội nghe vậy liền im bặt. Hai vợ chồng phòng hai cãi nhau, phòng lớn và ông bà cố đều nghe thấy, nhưng không ai ra mặt can thiệp. Đóng cửa bảo nhau, chuyện vợ chồng người ta thì quản làm gì, đã chia nhà rồi bà cố cũng lười quản. Từ sau lần bị thương, bà rất ghét phòng hai, ngoại trừ con trai mình, bà cảm thấy những người nữ nhà đó đều không ra gì. Ngay cả nhị hoa sáu tuổi đầu cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, có phải thiếu ăn thiếu mặc gì đâu, chắc là bản tính đã thế rồi. Lúc này, hai vợ chồng kia cãi nhau chí chóe, đại hoa cũng không dám hó hé tiếng nào, từ sau lần bị cố cảnh tay đánh, con bé rất sợ cha nó, ít nhất là trước mặt ông ta không dám làm càng nữa. Nhị hoa thì ngây ngô nhìn bố mẹ cãi nhau, sau đó cúi đầu nhìn bát cháu trên bàn, bừng lên hút con bé thật sự rất đói buổi trưa phần bánh ngô của con bé đã bị đại hoa thừa lúc cố cảnh tay đi vắng cướp mất nên nó chẳng được ăn gì lâm tam mùi vốn đã bực tức vì bị chồng mắng giờ nhìn thấy nhị hoa thản nhiên ăn như không có chuyện gì xảy ra cô ta càng thêm tức giận liền dán một cái tát vào mặt con bé khiến nó ngã lăn xuống đất ăn 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 cái đồ ăn hại mày là quỷ chết đói đầu thai chắc không biết còn tưởng tao ngược đãi mày đấy đồ vô tâm vô phế lúc đẻ mày ra tao nên dìm chết mày trong thùng nước tiểu cho xong. Lâm Tam mùi độc địa mắng con gái. Chiếc ghế cao như vậy, nhị hoa ngã xuống, tay bị xước chảy máu. Nhị hoa đau quá liền hòa khóc, đau. Hoa, đau, hu hu. Lâm Tam mùi, cô không muốn sống nữa phải không? Nhị hoa làm gì mà cô trút giận lên người nó thế? Cố cảnh tay giận giữ tác vợ một cái. Lâm Tam mùi không ngờ lại bị đánh, cố cảnh tay, giờ anh thích đánh phụ nữ rồi phải không? Anh dám đánh tôi. Nói xong liền lao vào cào cấu cố cảnh tay, hai người đánh nhau túi bụi. Cuộc sống của đôi vợ chồng cứ ồn ào như vậy, dù sao thì nhà phòng hai vẫn luôn sống như thế. Hôm nay chu Tuế Tuế định đến trạm thu mua phế liệu xem sao, không biết có gặp may không. Cô đạp xe đến huyện, đi thẳng đến trạm thu mua phế liệu, bên trong có một ông lão đang ngồi trong coi. Một hào, đừng có lục lọi lung tung đấy nhé ông lão nói vâng ạ à. chu tuế tuế đưa một hào rồi đi vào bên trong không có mùi hôi thối hay rác rưởi gì chỉ có một ít giấy vụn bàn ghế hỏng chu tuế tuế tìm kiếm khắp nơi nào là bàn ghế gỗ lê tranh chữ của các danh họa cô đều thu vào không gian thậm chí còn tìm thấy một cái hòm gỗ lớn bên trong có hơn hai mươi thỏi vàng và một số trang sức bằng ngọc bích lần này lời to rồi chu tuế tuế nghĩ Cuối cùng, cô cầm một ít sách giáo khoa vật lý và hóa học đi ra. Sau khi Chu Tuế Tuế ra khỏi trạm phế phẩm, cô đạp xe đạp chuẩn bị đi cung tiêu xã xem thử. Trước đó tòa soạn gửi cho Chu Tuế Tuế rất nhiều phiếu, nếu như không tiêu cũng lãng phí, cô quyết định sẽ dùng hết, dù sao cũng sẽ được gửi tới thêm. Trước đó Cố Cảnh Hằng cũng gửi rất nhiều phiếu, cô sẽ dùng chung luôn. Giữa đường, Chu Tuế Tuế đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông đang kéo một cô gái. Thúy Hoa, em đừng tức giận với anh, cùng anh về nhà đi. Ai là Thúy Hoa, anh có bệnh à, buông tôi ra. Cô gái dãy dùa. Người đàn ông nhất quyết không buông, con ở nhà nhớ mẹ, đói khóc que que, em cũng phải thương con à. Người đàn ông nói rất chân thành. Tôi nào có con? Anh đừng nói bậy, tôi còn chưa kết hôn đâu. Cô gái tức giận đỏ mặt tía tai người qua đường xung quanh nhìn thấy liền tưởng rằng vợ chồng cãi nhau chuyện vặt không ai tiến lên can thiệp nhưng chu tuế tuế lại nhìn ra có điều không đúng cô gái kia rõ ràng tuổi còn trẻ hơn nữa làn da trắng nõn trên người không có một miếng vá nào rõ ràng là con nhà khá giả ngược lại người đàn ông bên cạnh quần áo tả tơi làn da ngâm đen quan trọng nhất là anh ta nói chuyện có khẩu âm địa phương khác chu tuế tuế lập tức nghĩ đến chẳng lẽ là bọn buôn người cô tiến lại gần kéo cô gái đến bên cạnh mình anh nói anh là chồng của cô ấy vậy giấy chứng nhận kết hôn đâu người đàn ông nhíu mày nhìn chu tuế tuế tỏ vẻ khó chịu vì cô xen vào chuyện của anh ta tôi ra ngoài tìm vợ còn phải mang theo giấy chứng nhận kết hôn sao cô ấy tên là thúy hoa chính là vợ tôi chu tuế tuế xoay người nói với cô gái cô tên gì trên người có thứ gì có thể chứng minh thân phận của cô không có tôi tên là ngô sang sang tôi làm việc ở cung tiêu xã ở huyện thành đây là chứng nhận công việc của tôi chị xem ngô sang sang sắp khóc cô ấy cho biết mình đang đi làm thì bị người đàn ông này nhảy ra nhận là chồng còn muốn đưa cô ấy đi ngô sang sang căn bản không biết người đàn ông này hơn nữa cô ấy còn chưa kết hôn chẳng ai tin lời cô ấy nói cô ấy sắp phát điên lên được mọi người xung quanh vừa nhìn thấy thẻ công tác đều tin lời ngô sang sang cô gái này nói đúng Cô ấy thật sự là người của cung tiêu xã, người đàn ông này nói dối. Đúng vậy, đúng vậy, người đàn ông này là giả mạo. Người đàn ông thấy tình thế không ổn liền muốn bỏ chạy. Chu Tuế Tuế hô to, mọi người đừng để anh ta chạy, hắn là kẻ buôn người, mau bắt lấy hắn. Xung quanh có rất nhiều người đàn ông, họ dễ dàng khống chế được người đàn ông kia, sau đó đưa đến đồn công an. Chu Tuế Tuế và Ngô Sang Sang cũng đi theo đến đồn công an để làm bản tường trình kết quả công an điều tra người đàn ông kia đúng là thành viên của một tổ chức buôn người hắn ta khai nhận là thấy ngô sang sang có vẻ ngoài yếu đuối nên mới chọn cô ấy làm mục tiêu công an cũng tán dương hành động dũng cảm của chu tuế tuế đồng chí chu tuế tuế đồng chí thật sự rất nhanh trí và dũng cảm đất nước ta cần những người có tinh thần chính nghĩa như đồng chí nếu không hôm nay cô gái này chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm vị công an nói đầy khâm phục ngô sang sang bên cạnh cũng nhìn chu tuế tuế với ánh mắt đầy biết ơn chu tuế tuế chỉ cười khiêm tốn tôi chỉ làm việc nên làm thôi ai nhìn thấy một cô gái gặp nạn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn mọi người chỉ là chưa biết rõ sự thật mà thôi vậy sao đồng chí lại phát hiện ra hắn ta là kẻ buôn người chu tuế tuế thuật lại chi tiết phân tích của mình cho vị công an nghe anh càng thêm khâm phục cô sau khi hỏi địa chỉ của chu tuế tuế vị công an cho hai người ra về anh ta ghi nhớ kỹ địa chỉ của chu tuế tuế có lẽ sau này sẽ có lúc cần dùng đến ra khỏi đồn công an ngô sang sang thân thiết nắm lấy tay chu tuế tuế chị tuế tuế chị thật sự quá giỏi hôm nay may mà có chị nếu không em không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao em muốn mời chị đến nhà ăn bữa cơm đạm bạc cảm ơn chị chị có thể nán lại một chút được không chu tuế tuế nhìn cô gái non nớt trước mặt cô cảm thấy ngô sang sang có chút giống cố hà ánh mắt trong veo, nhìn qua là biết rất ngây thơ, trong lòng cô cũng rất có thiện cảm với Ngô Sang Sang. Cô mền lời, được, vậy tôi xin làm phiền. Ngô Sang Sang vội vàng lắc đầu, không phiền chút nào, nếu chị Tuế Tuế không chê thì cứ gọi em là Sang Sang. Được, Sang Sang. Chị Tuế Tuế. Ngô Sang Sang vui vẻ gọi. Qua lời kể của Ngô Sang Sang, Chu Tuế Tuế được biết, cô ấy là con một trong nhà, bố mẹ đều là công nhân viên chức, bố làm ở nhà máy cán thép, mẹ là kế toán của nhà máy dệt. Ngô Sang Sang tốt nghiệp cấp 2, hiện tại là nhân viên mới của cung tiêu xã. Chu Tuế Tuế thầm cảm thán, gia đình này có cuộc sống thật tốt. Đến nhà Ngô Sang Sang, bố mẹ cô nghe kể lại chuyện con gái gặp phải thì sợ hãi vô cùng. Ngô Sang Sang có phần phóng đại sự việc khiến mẹ cô sợ đến mức rơi nước mắt. Hai vợ chồng liên tục cảm ơn ân nhân cứu mạng con gái mình. Mẹ Ngô nắm chặt tay Chu Tuế Tuế, nghẹn ngào, "Cảm ơn con, cảm ơn con đã cứu con gái bác. Vợ chồng bác chỉ có mỗi Sang Sang là con, nếu con bé có mệnh hệ gì thì chúng tôi biết sống sao đây." Chu Tuế Tuế, cô không biết phải an ủi thế nào. Cô vỗ về tay mẹ Ngô, "Bác đừng lo, Sang Sang không sao là tốt rồi, bác đừng quá lo lắng. Hơn nữa cháu cũng chỉ làm việc nên làm thôi mà." Bố Ngô lên tiếng, dù sao cũng phải cảm ơn cháu cháu ở lại ăn cơm với gia đình bác nhé chu tuế tuế không thể từ chối nhất là khi mẹ ngô vẫn nắm chặt tay cô khóc không thành tiếng hơn nữa mấy đứa nhỏ đều ở nhà ông bà nội cô cũng không cần phải quá lo lắng vì muốn cảm ơn chu tuế tuế nhà họ ngô đã làm một bàn ăn thịnh soạn có thịt kho tàu thịt xào ớt xanh thịt ba chỉ đảo cà chua xào trứng và rau cải xào đây là bữa ăn mà người bình thường chỉ có vào dịp Tết mới được ăn. Nhà họ Ngô thật sự đã dốc hết lòng thành để chiêu đãi Chu Tuế Tuế. Chu Tuế Tuế cũng không từ chối lòng tốt của họ. Trong bữa cơm, Ngô Sang Sang liên tục gấp thức ăn cho Chu Tuế Tuế. Chị Tuế Tuế, chị ăn nhiều một chút. Hôm nay là bố em xuống bếp đấy, bố em nấu ăn rất ngon, chị thử xem. Ngô Sang Sang nói với vẻ tinh nghịch. Tâm trạng mẹ Ngô đã ổn định hơn, bà nhìn Chu Tuế Tuế xinh đẹp như hoa, hỏi: "Tuế Tuế, bác gọi con như vậy được không? Con đã lập gia đình chưa?" "Dạ, năm nay con 24 tuổi rồi ạ, à, con đã có ba đứa con rồi." Chu Tuế Tuế mỉm cười đáp. Nghe vậy, trên mặt mẹ Ngô thoáng hiện vẻ thất vọng, cô gái xinh đẹp như vậy mà đã kết hôn rồi, À, vậy sao trông con trẻ vậy?" Nhìn không ra chút nào. "Đúng rồi chị Tuế Tuế, hôm nay chị định đi đâu vậy?" ngô sang sang hỏi à tôi định đến cung tiêu xã mua một ít đồ nghe vậy ngô sang sang đột nhiên hào hứng mua đồ ạ à? chị tìm đúng người rồi em làm ở cung tiêu xã em dẫn chị đi em biết nhiều mặt hàng và giá cả nội bộ lắm chu tuế tuế hiểu ý nhưng cô vẫn khiêm tốn đáp vậy thì cảm ơn sang sang chị khách sáo quá ngô sang sang cười sảng khoái chị tuế tuế cứu mạng em so với việc đó thì chuyện này đáng là gì đâu. Chỉ qua một bữa cơm, chu Tuế Tuế cũng hiểu, người nhà họ ngô đều là người thật thà, chất phát. chu Tuế Tuế rất cảm kích họ đã ra tay giúp đỡ. Sau bữa cơm, khi chu Tuế, Tuế Tuế sắp cùng ngô sang sang đi mua đồ ở cửa hàng hợp tác xã thì bố ngô vốn ít nói lại bất ngờ gọi cô lại. Đồng chí chu tôi có một công việc muốn nhượng lại, cô cũng biết tôi làm việc ở xưởng sắt thép. Bộ phận tuyên truyền của xưởng chúng tôi đang thiếu một vị trí, tôi muốn để cô vào làm, không biết cô có đồng ý hay không?" Bố Ngô hỏi ý kiến của Chu Tuế Tuế. Nào ngờ Chu Tuế Tuế lại từ chối thẳng thừng, "Bác Ngô, cháu bây giờ đã có công việc ổn định rồi ạ, à. cháu gửi bản thảo cho một tòa soạn báo ở thủ đô, một tháng cũng kiếm được kha khá, cảm ơn ý tốt của bác, nhưng cơ hội công việc này cháu cũng rất muốn dành cho em gái chồng cháu, cô ấy vừa tốt nghiệp cấp 2." tuổi tác cũng gần bằng sang sang. Cháu muốn để cô ấy vào làm, nhưng cháu tuyệt đối sẽ không nhận không đâu, cháu có thể dùng tiền để mua. Không cần đâu, đây là tôi muốn cảm ơn cô đã cứu sang sang nhà tôi, một mạng người và một công việc, nói cho cùng vẫn là nhà tôi được lời. Việc này cháu nhất định phải trả tiền, nếu không cháu sẽ không nhận đâu. Chu Tuế Tuế kiên quyết muốn đưa tiền. Bố ngô ngừng một lúc rồi nói, được rồi, vậy đưa 500 đồng đi chu tuế tuế biết giá tiền này đã rất rẻ rồi công việc ngồi văn phòng ở xưởng sắt thép dù sao cũng phải tám chín trăm đồng bốn ngô đây là cho cô giá ưu đãi rồi vâng vậy quyết định như thế nhé ngày mai đến xưởng sắt thép tìm tôi tôi đưa cô ấy đi làm thủ tục vâng cảm ơn bác ngô thật không ngờ lại có thêm một khoản thu hoạch lớn như vậy sau khi về nhà chu tuế tuế đến nhà cũ để đón bọn trẻ thì gặp cố hà dạo gần đây, cô bé đi làm đồng nên đen đi không ít, thấy Chu Tuế Tuế liền cười tươi nói, "Chị Ba." Chu Tuế Tuế ngẩn người, "Sao hai ngày này em đen đi nhiều thế?" Cố Hà cười, "Thì tại dạo này em đi làm mà." Chu Tuế, Tuế Tuế ngồi xuống, nhìn cha mẹ Cố nói, "Bố, mẹ, hôm nay con ra thị trấn cứu một bé gái, sau đó bố cô bé cho con một công việc ở bộ phận tuyên truyền của xưởng sắt thép, giá 500 đồng, ngày mai có thể đến làm thủ tục luôn." cả nhà họ cố đều ngạc nhiên. May mà lúc này trong nhà chỉ có bố mẹ cố và cố hà, người của nhà bác cả và nhà bác hai không có ở đây. Mẹ cố nhìn chu Tuế Tuế hỏi, thật sao? chu Tuế Tuế gật đầu, dạ thật, nhưng cha mẹ cũng biết hiện tại con cũng có thu nhập, mà cũng không thấp. Nếu con đi làm thì sẽ không có thời gian chăm sóc cho đại oa nhị oa được, nên con định nhường lại công việc này cho em hà. Em ấy cũng đã tốt nghiệp cấp 2 rồi, con gái con đứng ngồi văn phòng cho thoải mái. Cố Hà kích động nói, thật ạ, à, chị ba, chị cho em công việc tốt như vậy sao? Cố Hà biết rõ tìm được một công việc ở thị trấn khó khăn như thế nào, hơn nữa đây lại là công việc ngồi văn phòng nhàn hạ. Cô không dám tin là mình có thể vào thị trấn làm việc, chị ba đối xử với cô thật tốt. Ừ, chị hỏi rồi, một tháng được 35 đồng tiền lương, cộng thêm 10 cân phiếu gạo và một số phiếu khác nữa, hơn nữa em ở thị trấn có thể ở ký túc xá, xưởng sẽ cấp cho em một phòng, như vậy cũng tiết kiệm được một khoản tiền thuê nhà cha cố lên tiếng nhà của thằng ba nhưng nhà mình vừa mới chia đất xong bây giờ không xoay đâu ra số tiền lớn như vậy chu tuế tuế nói để con đưa tiền cho em hà sau này đi làm rồi trả lại con dần dần là được chị ba như vậy không ổn đâu chị đã cho em công việc tốt như vậy rồi sao em có thể nhận tiền của chị nữa cố hà ngại ngùng nói chu tuế tuế cười nhìn cố hà không sao đâu chị cũng đâu cho không em sau này em phải trả lại không cần suy nghĩ nhiều nếu là người khác chu tuế tuế tuyệt đối sẽ không nhường lại công việc này càng không bỏ tiền túi ra như vậy nhưng cố hà thì khác chu tuế tuế luôn sẵn lòng giúp đỡ cô bởi vì quan hệ của cố hà với cô rất tốt cô bé này hiền lành thật thà hồi đại oa nhị oa còn nhỏ cũng thường xuyên giúp cô trong em giúp đỡ cô rất nhiều chu tuế, tuế tuế nhìn cô bé vốn trắng trẻo xin sáng nay vì đi làm đồng mà đen nhẽm phơi nắng cả ngày cũng không đành lòng chu tuế tuế không có em gái nên cô luôn coi cố hà như em gái ruột của mình thế là chuyện cứ như vậy được quyết định mẹ cố dặn dò cố hà chuyện chị dâu ba tìm việc làm cho con còn có chuyện đưa tiền nữa con đừng nói với chị dâu cả và chị dâu hai nếu không lại rắc rối nghe rõ chưa con biết rồi mẹ trong lòng mẹ cố cũng rất biết ơn chu tuế tuế Cố Hà được học hết cấp 2 cũng đủ thấy bố mẹ cố yêu thương con gái như thế nào. Vậy mà học xong lại không xin được việc, chỉ có thể quanh quẩn ở nhà làm ruộng, bố mẹ cố cũng sốt ruột lắm. Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng có công việc, mà lại là công việc tốt như vậy, mẹ cố sao có thể không vui cho được. Cố Hà cũng vì quá đổi vui mừng mà thức cả đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, chu Tuế Tuế đưa Cố Hà đến thị trấn, đưa tiền cho bố ngô, rồi ông đưa hai người đi làm thủ tục. Làm xong thủ tục, Cố Hà ở lại đó làm việc luôn, Chu Tuế Tuế một mình quay về. Cố Hà bàn với Chu Tuế Tuế, mỗi tháng sẽ đưa cho Chu Tuế Tuế 15 đồng, khoảng 3 năm là trả hết. Ban đầu Cố Hà muốn đưa 25 đồng mỗi tháng, nhưng Chu Tuế Tuế nói Cố Hà ngày càng lớn, cũng cần có chút tiền để dành riêng, nên bảo cô đưa 15 đồng là được rồi. Tiền nông Chu Tuế Tuế không thể không nhận, dù sao anh em ruột cũng phải sòng phẳng cô đã giúp cố hà tìm được công việc không thể nào lại giúp cô trả tiền được cho dù là người thân trong gia đình cũng nên rõ ràng sòng phẳng như vậy tình cảm mới có thể lâu bền cố hà đi làm rất chăm chỉ lại hiền lành nên rất nhanh đã thích nghi được với môi trường mới bây giờ cô đã trở thành người ăn lương thực trong thành là người thứ hai trong nhà họ cố được nhà nước nuôi sau anh ba ngoài bố mẹ người cố hà biết ơn nhất chính là chị dâu ba nếu không có chị ba cô không thể nào vào làm việc ở xưởng sắt thép được nên ngoài việc trả tiền thi thoảng cô lại mua đồ mang đến cho nhà chu tuế tuế chu tuế tuế cũng không ý kiến gì hôm nay chu tuế tuế lấy từ trong không gian ra hai chiếc cặp sách kiểu dáng giống cặp sách của học sinh tiểu học thời hiện đại nhưng không được tinh xảo bằng tuy nhiên ở thời đại này chúng vẫn là độc nhất vô nhị mẹ mẹ cho chúng con ạ. À. Đại Hoa vừa sờ cặp sách vừa hỏi. Ừ, sắp đến ngày các con đi học rồi, đây là cặp mẹ mua cho đấy. Chu Tuế Tuế nói. Con chưa bao giờ thấy chiếc cặp nào đẹp như vậy. Nhị Hoa cũng thích mê. Các con phải học hành cho tốt. Chu Tuế Tuế cũng không dặn dò gì thêm. Trường tiểu học ở ngay trong làng, còn cấp 2, cấp 3 thì phải lên thị trấn, giáo viên tiểu học trong làng đều là thanh niên tri thức được điều về. Chu Tuế Tuế lựa chọn họ cũng bởi vì họ là người có học thức, lại thật thà, chất phát, còn những người thích gây chuyện thị phi thì chắc chắn không thể nào lọt vào mắt cô được. Chu Tuế Tuế cũng yên tâm khi cho con theo học ở ngôi trường này. Sáng sớm Chu Tuế Tuế đã thu dọn xong cặp sách của các con, buổi trưa hai đứa sẽ về ăn cơm, chỉ là ban ngày không ở nhà mà thôi. Cặp sách mẹ thu dọn cho các con xong rồi, hôm nay hai đứa phải đi học rồi. Chu Tuế Tuế vui vẻ nói. Cũng vui vẻ như vậy còn có đại oa và nhị oa, hai đứa chưa từng đi học, hiện tại không có trường mẫu giáo, đều trực tiếp lên lớp 1, cho nên đây là ngày đầu tiên trong đời hai đứa đi học. Đại oa, cặp sách của cậu đẹp thật. Một đứa trẻ trong thôn hâm mộ nói. Đúng vậy, tớ chưa từng thấy cặp sách nào đẹp như vậy, trụ tử còn chưa có. Đây là mẹ cậu mua cho cậu sao? Mua ở đâu vậy? Mẹ tớ nói cặp sách không cần mua, bà ấy tự tay làm cho tớ. Đẹp quá. Đại Hoa và Nhị Hoa đáp, tớ cũng không biết mẹ mua từ đâu nữa. Hai đứa thật sự không biết. Ghen tị với hai cậu quá, có mẹ tốt thật. Chu Tuế Tuế không biết Đại Hoa và Nhị Hoa đã hòa nhập với bạn bè nhanh như vậy, nhưng dù không biết cô cũng không lo lắng. Cô là người hiểu rõ nhất về con mình, hai đứa đều không có vấn đề gì. Lúc chưa đi học đã biết lấy quà vặt chu tuế tuế cho ra ngoài kết bạn rồi, bây giờ lớn hơn một chút, năng lực giao tiếp chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên sau khi về nhà, cô an tâm viết bản thảo, trong nhà đột nhiên yên tĩnh hẳn bởi vì Đại Hoa và Nhị Hoa đi học, còn về phần Tam Hoa, thằng bé chỉ có thể tự chơi một mình. Mấy ngày trước, khi biết các anh đi học chỉ còn mình ở nhà, Tam Hoa đã khóc nức nở, sau đó được chu tuế tuế dỗ dành bằng một cây kẹo mút nỗi buồn của trẻ con rất dễ chữa lành bởi vì bình thường chu tuế tuế không thích giao thiệp với người trong thôn nên trong nhà lúc nào cũng yên tĩnh cũng chẳng có ai đến chơi chủ yếu là chu tuế tuế chán ghét những người nhiều chuyện nhà này mẹ chồng nàng dâu cãi nhau nhà kia chồng đánh vợ loại chuyện bác quái này chưa đầy một tiếng đồng hồ đã lan truyền khắp thôn công lao này đều thuộc về những người lắm lời họ luôn lấy việc biết được chuyện bác quái trong thôn làm tự hào rồi đi rải khắp nơi chu tuế tuế thật sự không thích nghe cũng chẳng thích bàn tán chuyện thị phi của người khác cô chọn cách đóng cửa nhà lại sống cuộc sống của mình lười ứng phó với những người kia hơn nữa mỗi ngày chu tuế tuế có rất nhiều việc phải làm nào là nấu cơm dọn dẹp nhà cửa cho các con nào là nộp bản thảo đúng hạn thỉnh thoảng còn phải gửi bưu kiện cho cố cảnh hằng kèm cặp các con học tập làm đồ ăn ngon và may vá quần áo mỗi ngày những chuyện vụn vặt này đã khiến chu tuế tuế bận tối mắt tối mũi cô nào có thời gian rảnh rỗi mà tán gẫu gần đây có một chuyện đáng nhắc tới chị dâu cả đã sinh là một bé trai đặt tên là thiết trụ chu tuế tuế thật sự không dám khen ngợi cái tên này bây giờ mọi người chuộng đặt tên xấu cho dễ nuôi nên cái tên nghe rất quê mùa chu tuế tuế mang một cân đường đỏ đến thăm chị dâu cả làm phiền em dâu quá đến thì đến thôi còn mang quà cáp làm gì ngại quá chị dâu cả quàng khăn ngồi trên giường đất nói. Chu Tuế tuế cười, ngồi xuống bên cạnh, đều là người một nhà, có gì đâu chị, hơn nửa chuyện chị sinh em bé lớn như vậy, em phải đến thăm chị chứ, một cân đường đỏ chẳng đáng là bao, chị ở cử nên ăn nhiều đường đỏ cho khỏe. Thế nào chị dâu, giờ chị hai trai một gái, chị đã mãn nguyện chưa? Khóe miệng chị dâu cả nở nụ cười, sao lại không chứ, giờ chị cảm thấy rất mãn nguyện rồi, tuy nói chị và anh cả không có bản lĩnh như hai vợ chồng em, nhưng đều chăm chỉ cần cù anh ấy cũng biết thương yêu chị cuộc sống tuy không giàu sang nhưng cũng coi như an nhàn chị cũng không còn mong cầu gì hơn chị dâu cả vừa nói vừa toát ra ánh sáng của tình mẫu tử có thể thấy anh cả cố đối xử với chị ấy rất tốt như vậy là tốt rồi chỉ có điều lâm tam mùi ở cạnh nhà phiền muốn chết ngày nào cũng sinh sự ba ngày cãi vã nhỏ năm ngày cãi vã lớn ngày nào cũng nghe tiếng hai vợ chồng họ đánh nhau phiền chết đi được chị dâu cả nhíu mày nói vậy chị dâu anh chị có nghĩ đến chuyện xây nhà mới chuyển ra ngoài ở không hai già vợ chồng chị nào có tiền nghĩ cũng không dám nghĩ căn nhà này tạm thời cũng được cứ ở tạm vậy đợi bọn nhỏ lớn tích cóp được ít tiền rồi xây nhà mới sớm muộn gì cũng phải xây chị dâu cả cũng muốn chuyển ra ngoài nhưng thật sự là lực bất tòng tâm chỉ có thể nghĩ vậy thôi chu tuế tuế lại hỏi Vậy nhà anh hai ngày nào cũng ầm ĩ như vậy, cha mẹ có nói gì không? Phân gia rồi, cha mẹ cũng lười quản. Chu Tuế Tuế nghe vậy cũng không nói gì thêm. Nửa đêm hôm đó, nhà họ Cố náo loạn, đuốc sáng rực cả nửa thôn. Chu Tuế Tuế nghe bên ngoài ồn ào cũng không ngủ được, bèn đi ra ngoài xem thử có chuyện gì. Chu Tuế Tuế dặn Đại Hoa, Nhị Hoa chăm sóc em ở trong nhà ngủ ngoan, cô mặc áo ấm rồi đi ra ngoài. Ra đến nơi, chu Tuế Tuế mới nhận ra có vẻ nhà họ cố có chuyện, bởi vì trước cửa nhà họ cố toàn người là người, chu Tuế Tuế lập tức tỉnh cả ngủ. Vừa bước vào đã thấy Lâm Tam mùi quần áo sọc sệt quỳ ở giữa. Nói cô ta quần áo sọc sệt e còn là nói giảm nói tránh, kỳ thực là trên người chẳng có mấy mảnh vải, chỉ miễn cưỡng che được chỗ hiểm, tóc tai rũ rượi, khóe miệng còn rướm máu, quỳ trên đất không nói một lời. Chu Tuế Tuế sững sờ, không biết đã xảy ra chuyện gì nhìn sang cố nhị ca đứng bên cạnh ánh mắt anh ta như muốn giết chết lâm tam muội sắc mặt cha mẹ cố cũng tối sầm lại hai vợ chồng nhà anh cả đứng một bên không nói gì chu tuế tuế thấy chị dâu cả lắc đầu với mình đã bao lâu rồi mẹ cố hỏi chuyện này cha cố khó mở lời chỉ có thể để mẹ cố lên tiếng lâm tam muội ngẩng đầu liếc nhìn mẹ cố rồi lại cúi xuống không không lâu ạ à. giọng nói nhỏ như tiếng mũi kêu con nghĩ thế nào? Mẹ cố lại hỏi, sự bình tĩnh đến đáng sợ. Chu Tuế Tuế lại có chút lúng cuống, tính tình mẹ chồng cô rõ như ban ngày. Bình thường có chuyện gì bà đều nói thẳng, tức giận ngay tại chỗ, tính tình nóng nảy, bây giờ như vậy, chứng tỏ mẹ cố đã tức giận đến cực điểm. Lâm Tam Mùi gây ra chuyện gì cô không rõ, nhưng nếu hai ông bà có mệnh hệ gì thì cô rắc rối to. Chu Tuế Tuế vội vàng bước tới, vuốt lưng cho mẹ cố, không nói gì. Cảm nhận được sự an ủi của con dâu út, hơi thở mẹ cố hơi ổn định lại một chút. Nhìn cảnh mẹ chồng nàng dâu tình cảm, lâm tam mùi bỗng dưng buộc miệng nói mà không suy nghĩ, chu tuế tuế, cô giả tạo cái gì, chẳng qua là cô may mắn gả được chồng tốt thôi. Nếu không có cô, người gả cho cố cảnh hằng chính là tôi, kết cục của tôi ngày hôm nay đều là do cô. Lâm Tam Mùi nói xong trừng mắt nhìn Chu Tuế Tuế, Chu Tuế Tuế chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn cô ta. Hôm nay Chu Tuế Tuế rốt cuộc đã hiểu vì sao Lâm Tam Mùi lại có địch ý lớn với mình như vậy, thì ra là cô ta vẫn luôn nhớ thương em chồng mình. Anh hai cố nghe vậy lập tức dán một cái bạc tai, đồ tiện nhân, chính cô tự cam chịu hạ tiện còn muốn trách người khác, chuyện tôi hối hận nhất đời này chính là lúc trước cứu cô lên. Anh hai cố thật sự hối hận, chỉ vì một phút sai lầm mà hủy hoại cả đời mình nếu không phải bản thân thiếu suy nghĩ nếu như có thể giống em ba suy nghĩ nhiều một chút có lẽ bây giờ anh ta đã không cưới người phụ nữ này giờ đây còn để cô ta cắm sừng mình là đàn ông đêm nay anh ta xem như mất hết mặt mũi sau này còn mặt mũi nào mà sống ở trong thôn nữa thật quá mất mặt lâm tam muội cô có thể bớt cái tính chó điên của mình được không hễ thấy ai là cắn người đó cô không có gương thì cũng có nước tiểu chứ rảnh rỗi thì soi mót bản thân mình xem trông như thế nào đi, cho dù không có tôi, cố cảnh hằng này cả đời cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, nên tự biết thân biết phận, đừng mơ tưởng đến thứ không thuộc về mình. Chu Tuế Tuế nói, nếu như nói cái tác vừa rồi của anh hai cố khiến Lâm Tam Mùi phẫn nộ đến cực điểm, vậy thì lời nói của Chu Tuế, Tuế Tuế chính là đòn tấn công chí mạng vào tâm hồn Lâm Tam Mùi. Lâm Tam Mùi không còn chút lý trí nào, lao đến muốn đánh Chu Tuế Tuế con hồ ly tinh nhà mày, hồ ly tinh. Tao phải giết mày, đồ tiện nhân. Chu Tuế Tuế giữ chặt hai tay lâm tam muội, tay kia liên tiếp tác vào mặt cô ta. Mười mấy cái tác trôi qua, Chu Tuế Tuế mới buông lâm tam muội ra, không biết nói chuyện thì tôi dạy cho cô cách nói, đỡ cho cô suốt ngày phun ra toàn những lời bẩn thỉu. Lâm tam muội cảm thấy mặt mình như bị thiêu đốt, phun ra một ngụm máu, bên trong còn lẫn cả một chiếc răng, có thể thấy được chu tuế tuế vừa rồi đã dùng lực mạnh đến mức nào thấy lâm tam mũi rụng hết cả răng đương nhiên sẽ không chịu bỏ qua cứ thế ngồi bệt xuống đất khóc lóc cô còn mặt mũi mà khóc à đồ hư hỏng cố cảnh tay mắng lớn lâm tam mũi lúc này mới sực tỉnh nhận ra người sai là mình tiếng khóc lập tức im bặt chu tuế tuế cũng phải cạn lời với cô ta da mặt dày đến thế đánh cho đau cả tay nhưng cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn rón rén đến bên cạnh chị dâu cả, nhỏ giọng hỏi, "Chị dâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Chị dâu cả che miệng, khẽ nói với Chu Tuế Tuế, "Tối nay, bà Ngô trong thôn đi nhà xí, nghe thấy tiếng động trong đống rơm rạ ngoài nhà, tò mò đi ra xem thử, kết quả nhìn thấy Lâm Tam muội và Kiều Nhị trong thôn đang trần truồng lăn lộn trên đó." Bà ấy sợ quá hét toáng lên, rồi thành ra nông nổi này đây lâm tam mùi ngoại tình đây là quả bom tấn gì thế này chu tuế tuế như bị sét đánh ngang tai hơn nữa kiều nhị chẳng phải là cha của kiều tiểu quân sao vợ sau của ông ta sắp sinh rồi đây là đang làm cái trò gì thế này cuối cùng chu tuế tuế cũng hiểu ra nguyên nhân khiến cố cảnh tây và bố mẹ anh tức giận như vậy đổi lại là ai cũng không thể chịu đựng được lúc này trong mắt chu tuế tuế cố cảnh tây như đang đội một chiếc mũ xanh lè cô nhìn khuôn mặt sưng vụ như đầu heo của lâm tam mùi không biết nên khóc hay nên cười tự làm tự chịu thôi chị dâu cả thấy chu tuế tuế bên cạnh vẫn còn đang xem lâm tam mùi như xem kịch không khỏi lên tiếng nhắc nhở em dâu ba à em còn nghĩ linh tinh gì thế chị nhắc nhở em nhé chuyện này của lâm tam mùi mà để lộ ra ngoài thì danh tiếng nhà họ cố coi như hỏng bét hơn nữa cô ta ngoại tình là bị đưa đi đấu tố đấy đại hoa nhị hoa có người mẹ như vậy thì sau này khó mà gả chồng lắm. Xong rồi, cô có thể nói là mình đã quên mất chuyện này rồi không? Dạo gần đây, cuộc sống của cô khá thoải mái, không khác gì thời hiện đại, đến nỗi cô suýt quên mất mình đang sống trong thời buổi loạn lạc này. Chuyện ngoại tình là chuyện động trời, Lâm Tam Mùi chắc chắn sẽ bị đấu tố, sau đó có khi còn bị đưa đi cải tạo, không đến 10 năm 8 năm thì đừng hồng trở về. Kết cục của cô ta đã được định đoạt giờ đây cố cảnh tay chỉ cần nhìn thấy lâm tam muội là lại nhớ đến cảnh tượng mình nhìn thấy tối nay vợ mình không mảnh vải che thân lăn lộn với gã đàn ông khác trong đống rơm rạ thậm chí chiếc yếm của cô ta còn bị gã đàn ông kia đè lên chỗ quan trọng nhất trên cơ thể khoảnh khắc đó cố cảnh tay như muốn nổ tung mặt đỏ bừng bừng tuy không có tình cảm gì với lâm tam muội thậm chí còn từng đánh cô ta vì cô ta mắc lỗi nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn hay tìm người phụ nữ khác, chỉ một lòng một dạ muốn sống cho tốt. Kết quả Lâm Tam Mùi lại tặng cho anh một cái sừng to tướng. Lúc này, anh nhớ lại những biểu hiện bất thường của Lâm Tam Mùi trong khoảng thời gian này, luôn mặc áo cổ cao, môi đỏ mọng, nửa đêm thường xuyên ra ngoài đi nhà xí, có hai lần anh biết, nhưng chưa kịp đợi cô ta về thì anh đã ngủ quên mất. Trước đây, nửa đêm Lâm Tam Mùi còn thường xuyên cuốn lấy anh đòi con, dạo này thì một lần cũng không, anh cứ nghĩ là do lần trước đánh cô ta nên cô ta sợ, không dám làm càng nữa nên cũng không để ý. Giờ nghĩ lại, từng chi tiết đều chứng minh một sự thật, cô ta đã gian díu với người đàn ông khác. Nghĩ đến đây, anh quyết định. Tôi muốn ly hôn. Giọng nói dứt khoát của cố cảnh tay vang lên trong phòng khách. Mọi người trong phòng đều sững sờ, một lúc sau, cha cố mới lên tiếng, cảnh tay, con suy nghĩ kỹ chưa? cố cảnh tây nhìn thẳng vào mắt cha mình nói cha con đã suy nghĩ kỹ rồi con nhất định phải ly hôn với cô ta không được cố cảnh tây đồ khốn nạn sao anh có thể ly hôn với tôi chứ lâm tam mùi không đồng ý chuyện là thế này hôm đó cô ta ra sông giặc đồ tình cờ gặp kiều nhị đang tắm ở đó vừa nhìn thấy lâm tam mùi đi một mình kiều nhị đã lên hẳn ánh mắt nhìn cô ta đầy dâm dục miệng lưỡi không đứng đắn. Nửa năm nay, Lâm Tam Mùi thường xuyên cãi nhau với cố cảnh Tây, chuyện chăn gối cũng không được hòa thuận. Bây giờ, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông đầy nam tính như vậy, cô ta nửa đẩy nửa vời rồi ngã vào lòng kiều nhị. Có lần một là có lần hai, hai người gặp nhau ngày càng nhiều. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cuối cùng cũng bị phát hiện. Cô và Kiều Nhị đã lăn lộn với nhau rồi, tôi còn cần thứ đàn bà bẩn thỉu như cô làm gì nữa cô cũng xứng đáng nhớ thương em trai tôi sao thật ghê tởm sáng mai chúng ta ra huyện ly hôn từ nay về sau đường ai nấy đi còn cái tôi nuôi cô cút đi cho khuất mắt tôi cố cảnh tay nói với vẻ mặt đầy chán ghét chẳng phải tại anh bất lực không sinh được con trai nên nhà họ cố các người mới bắt nạt tôi như vậy sao đồ vô dụng anh còn mặt mũi nào mà nói tôi lâm tam muội đã không còn gì để mất dứt khoát nói thẳng suy nghĩ trong lòng mẹ cố nghe lâm tam muội mắng con trai mình như vậy tức giận đập bàn nói cút nhà họ cố chúng tôi không chứa nổi loại người như cô cảnh tây sáng mai con đi ly hôn ngay cho mẹ vậy tôi muốn dẫn con đi người nhà họ cố không thể tin nổi những lời này lại thốt ra từ miệng lâm tam muội chẳng phải cô không thích đại hoa nhị hoa sao hơn nữa chúng là con nhà họ cố sao cô có thể mang đi được tại sao tôi không được mang đi Tôi là mẹ ruột của chúng, hơn nữa tôi chỉ mang mỗi đại hoa đi thôi, để lại cho các người một đứa là đã tốt lắm rồi. Lâm Tam muội nói vậy không phải vì tình mẫu tử trỗi dậy. Cô ta biết rõ kết cục của việc ngoại tình chỉ có thể là bị đưa đi cải tạo, nhưng nếu mang theo đại hoa, ít ra những người đó cũng sẽ nể mặt đứa bé mà xử nhẹ hơn một chút. Nói trắng ra là muốn lấy đại hoa ra làm lá trắng. Đại hoa đứng bên cạnh nghe thấy mẹ muốn dẫn mình đi, nếu là trước đây chắc chắn cô bé sẽ rất vui mừng nhưng hiện tại cô bé không muốn rời khỏi nhà họ cố cùng mẹ mình cô bé biết rõ mẹ mình đã làm sai chuyện gì nếu đi theo bà ta cả đời này coi như xong mẹ ruột đã không tính toán cho cô bé vậy thì cô bé phải tự tính toán cho bản thân thôi con không muốn đi cùng mẹ mẹ dẫn em nhị hoa đi đi đại hoa nói rồi đẩy nhị hoa đang ngơ ngác ra nhị hoa đứng bên cạnh múc tay cùng tiểu nha ngơ ngác nhìn mọi người tiểu nha năm nay đã bốn tuổi dù là nói năng hay suy nghĩ đều nhanh nhạy hơn nhị hoa sáu tuổi rất nhiều cô bé ôm chầm lấy nhị hoa nói em không cho chị nhị hoa đi đâu chị cả xấu xa đồ xấu xa nhị hoa thấy em gái ông mình tưởng em đang chơi với mình nên cũng nói theo xấu xa không đi cố cảnh tay nhìn hai đứa con gái trong lòng vô cùng đau xót nhưng anh nhất định phải ly hôn. Đúng lúc này, Lâm Tam Mùi đột nhiên nôn vẹ, cả phòng khách im lặng như tờ. Anh cả cố đi mời bác sĩ của trạm y tế đến, bác sĩ bắt mạch xong thì nói, mang thai, khoảng một tháng. Được, 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 Lâm Tam Mùi lần này hoàn toàn xong đời. Giang díu đến mức có con, cố cảnh tay cảm thấy bản thân thật sự bị sỉ nhục. Sau khi bác sĩ đi rồi, mẹ cố do dự nhỏ giọng hỏi một câu, cảnh tay, một tháng trước, hai đứa có người lớn ở đây lập tức hiểu ý của mẹ cố cố cảnh tay cũng không ngoại lệ xấu hổ giận dữ nói mẹ mẹ nói gì vậy chúng con đã nửa năm không cùng phòng rồi đứa nhỏ này trăm phần trăm không phải của con mẹ cố nhìn thấy con trai nói chắc như đinh đóng cột cũng yên tâm chuyện nghe đến đây chu tuế tuế cũng không muốn nghe tiếp bây giờ đã là nửa đêm trong nhà còn các con cô không yên tâm ba đứa nhỏ ở nhà một mình nói với mẹ cố một tiếng rồi đi về sau khi về nhà cô phát hiện ba đứa nhỏ trên giường ngủ say như lợn con không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện bên ngoài chu tuế tuế đắp chăn cẩn thận cho ba đứa nhỏ rồi về phòng ngủ về phần lâm tam mùi chu tuế tuế dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được cuộc hôn nhân này nhất định sẽ ly hôn kết cục của lâm tam mùi cũng chẳng tốt đẹp gì chẳng mấy chốc sẽ ngã ngủ chỉ là chu tuế tuế đột nhiên nghĩ đến đứa nhỏ kiều tiểu quân kia thật đáng thương mẹ mất rồi cha lại là người như vậy cuộc sống sau này của đứa nhỏ này e là không dễ dàng sáng sớm hôm sau cố cảnh tây đã kéo lâm tam mụi lên huyện thành làm thủ tục ly hôn giấy tờ vừa đến tay cố cảnh tây bỏ lâm tam mụi lại rồi quay về trên đường trở về bước chân cố cảnh tây nhẹ tên như trút được gánh nặng bao nhiêu năm sống với lâm tam mụi thật sự quá đủ rồi hiện tại anh ta cuối cùng cũng có thể thoát khỏi lâm tam muội sao có thể không vui cho được về phần lâm tam muội người trong thôn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cô ta cô ta và kiều nhị bị lôi ra đại đội để phê bình một trận sau đó bị đưa đến nông trường ba năm ba ngày sau sẽ khởi hành nhưng điều khiến người ta không ngờ tới chính là sau khi ly hôn với cố cảnh tây lâm tam muội không về nhà mẹ đẻ mà lại đến nhà họ kiều cô theo tôi về nhà làm gì Tiêu nhị không hiểu người phụ nữ này nghĩ gì, đã đến nước này rồi còn muốn gì nữa. Trong bụng tôi đang mang con trai của anh, tôi là phụ nữ của anh, tôi không về nhà anh thì tôi về đâu. Lâm Tam Mùi vên mặt nói. Sự thật là nhà họ Lâm đã không cần cô ta nữa, từ lúc cô ta xảy ra chuyện đã cho người đến nhà họ cố báo tin. Họ nói với Lâm Tam Mùi muốn đánh muốn mắng gì thì tùy, nhà họ Lâm không quan tâm, từ nay về sau coi như không có đứa con gái này dù có chết cũng không cần báo lâm tam muội nhìn thấy người thân của mình tránh mình như tránh tà sợ bị liên lụy trong nháy mắt cô ta cũng hiểu trên thế giới này không ai đáng tin cậy cả chỉ có thể dựa vào chính mình bây giờ cô ta đã không còn nhà để về hơn nữa trong bụng còn có con của kiều nhị đương nhiên phải đi theo anh ta cô chắc chứ kiều nhị cười đầy ẩn ý lâm tam muội không hiểu ý cười đó cô ta tự mình đi theo kiều nhị về nhà họ kiều lâm tam mùi hối hận bởi vì vợ kế của kiều nhị lưu kim quế là một người phụ nữ chu ngoa còn ghê gớm hơn cả chu tuế tuế vừa vào cửa cô ta đã thấy lưu kim quế ôm bụng bầu nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn kiều nhị anh kiều sao anh có thể đối xử với em như vậy lưu kim quế bày ra dáng vẻ đau khổ tột cùng bộ dạng giả tạo đó khiến lâm tam mùi ghê tởm không chịu được vậy mà kiều nhị lại cứ thích như vậy vội vàng đau lòng chạy đến ông lấy lưu kim quế xin lỗi vợ là lỗi của anh em đánh anh đi nhưng anh chỉ phạm sai lầm mà đàn ông đều sẽ phạm phải thôi em tha thứ cho anh một lần này nhé kiều nhị nhìn lưu kim quế bằng ánh mắt thâm tình nếu chu tuế tuế ở đây chắc chắn sẽ phải nôn hết cả cơm ra mất tuy thoạt nhìn lưu kim quế cũng không phải người tốt đẹp gì nhưng kiều nhị đúng là một tên tra nam chu tuế tuế không thể chịu đựng nổi lưu kim quế kỳ thật trong lòng cũng khó chịu không chịu nổi nhưng vì chút tiền của kiều nhị cô ta vẫn cố nặng ra nụ cười nói không sao anh kiều em tha thứ cho anh chỉ là sao cô ta lại tới đây lưu kim quế tựa vào trong ngực kiều nhị nói lâm tam muội đã sớm coi kiều nhị là đàn ông của mình hiện tại tận mắt nhìn thấy hai người thân mật lâm tam muội tức giận không chịu được đồ tiện nhân giả bộ cái gì mau chui ra khỏi ngực đàn ông của tôi Lâm Tam Mùi làm ra vẻ chính cung, nghiễm nhiên đã quên chính mình mới là người thứ ba. Lưu Kim Quế cũng không cam lòng yếu thế nói, anh Kiều, anh xem cô ta thật hung dữ, em cũng không có so đo việc cô ta làm tiểu tam, cô ta vậy mà đối xử với em như vậy, em thật quỷ khuất. Nói xong liền cau mày, ra vẻ muốn khóc. Nếu Lưu Kim Quế không có chút bản lĩnh, sao có thể khiến Kiều Nhị mê mệt đến mức mặc kệ cả con ruột của mình? Lúc này Kiều Tiểu Quân đương nhiên không có ở nhà, ban ngày cậu bé đều ra ngoài tìm đồ ăn hoặc là làm việc. Bây giờ cậu bé đã có thể lên nương kiếm công điểm, một ngày khoảng 5 công điểm, đủ để cậu ăn. Nhưng lương thực được chia đều nằm trong tay mẹ kế, Kiều Tiểu Quân căn bản ăn không đủ no, chỉ có thể ra ngoài tìm đồ ăn. Cũng may cậu bé không ở nhà, tránh xa những trận cãi vã, nếu không vạn nhất bị vạ lây thì thật là quá xui xẻo. Kiều Nhị nhíu mày nhìn Lâm Tam Mùi quát, cô câm miệng cho tôi. Một người chẳng ra gì mà cũng dám lớn tiếng với Kim Quế. Kiều Nhị đau lòng nhìn người phụ nữ trong lòng. Quả nhiên vẫn là Kim Quế tốt, hắn ta đối với Lâm Tam Mùi chẳng qua là chơi đùa mà thôi, không nghĩ tới lại xui xẻo bị phát hiện như vậy. Bây giờ còn phải đi nông trường, nông trường là nơi nào chứ, không chết cũng phải lột da. Muốn trốn cũng không thoát, bên ngoài đều có người canh gác. Bây giờ nghĩ lại kẻ đầu sỏ gây tội tất cả những chuyện này đều là lâm tam mùi, Kiều Nhị liền chán ghét cô ta không chịu được. Dường như không thể tin được Kiều Nhị sẽ đối xử với mình như vậy, lâm tam mùi sụp đổ hét lớn, Kiều Nhị, bụng tôi còn có con của anh, anh đối xử với tôi như vậy sao? Lưu Kim Quế nghe nói như thế bèn nhìn chầm chầm vào bụng lâm tam mùi, không nói gì. Sở dĩ Lưu Kim Quế bây giờ còn nguyện ý đóng kịch với Kiều Nhị, chủ yếu chính là cô ta biết một bí mật kiều nhị đã đi chợ đen vài lần điều này cũng là cô ta tình cờ biết được cô ta còn biết kiều nhị có chút tích góp chỉ là không nói cho cô ta mà thôi hiện tại kiều nhị sắp phải đi nông trường cô ta phải nhanh chóng lấy được số tiền anh ta giấu mới được lưu kim quế trong lòng tính toán trên mặt vẫn là một bộ dáng yếu đuối kiều nhị không để ý lắm nói thì đã sao tôi cũng không phải không có con trai hơn nữa trong bụng Kim Quế cũng có con của tôi, trong bụng cô còn chưa biết có phải con của tôi hay không, không chừng là của cố cảnh tay đấy. Kiều Nhị rõ ràng là đang nghi ngờ đứa nhỏ trong bụng lâm tam muội. Kiều Nhị Hai ta tối nào cũng ra ngoài, anh cuốn quýt lấy tôi bao nhiêu anh cũng quên hết rồi sao? Tôi làm gì có thời gian làm chuyện đó với cố cảnh tây Lâm tam mùi thề với trời, đứa nhỏ này thật sự là của Kiều Nhị. Làm sao tôi biết được? nói xong kiều nhị liền đỡ lưu kim quế vào nhà không thèm để ý tới lâm tam mùi phía sau lâm tam mùi rõ ràng nhìn thấy lưu kim quế lúc xoay người đã để lộ ra nụ cười khiêu khích với cô ta tiện nhân lâm tam mùi nghĩ thầm buổi tối lúc ngủ liền náo nhiệt lâm tam mùi và lưu kim quế đều muốn ngủ chung phòng với kiều nhị có thể nói kiều nhị cũng coi như hưởng thụ được niềm vui của người có hai vợ anh kiều anh sắp phải đi rồi không thể ở bên cạnh em sao lưu kim quế nũng nịu với kiều nhị kiều nhị lập tức mềm lòng thuận theo nói được 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 anh ngủ với em hai người liền trở về phòng bỏ mặt lâm tam mùi tức giận đến phát khóc lưu kim quế vì chút tiền trong tay kiều nhị coi như là bất chấp tất cả dù bụng mang già dạ chữa vẫn muốn câu dẫn kiều nhị kim quế em còn đang mang thai kiều nhị có chút sợ hãi không có chuyện gì đâu anh kiều anh nhẹ chút là được rồi hơn nữa chẳng phải anh muốn nếm thử mùi vị của phụ nữ có thai sao?" Lưu Kim Quế quyến rũ nói. Lâm Tam Muội đang ngủ ở phòng bên cạnh, đột nhiên nghe được tiếng rên rỉ của Lưu Kim Quế, âm thanh lớn đến mức khiến cô ta cảm thấy như sắp chết đến nơi. Lâm Tam Muội chỉ cần nghĩ đến người đàn ông vẫn thường ân ái với mình bây giờ đang mây mưa với một người phụ nữ khác, trái tim cô ta liền như ngâm trong hũ giấm, chua xót không chịu được âm thanh của Lưu Kim Quế cứ như cố tình phát ra cho cô ta nghe vậy. Anh Kiều. Lâm Tam muội nghe xong liền khóc, tiện nhân, bụng đã lớn như vậy rồi mà còn nhớ thương chuyện đó, câu dẫn đàn ông, tiện nhân. Giống như thể Lưu Kim Quế mới là người cướp chồng cô ta vậy. Lưu Kim Quế ở bên cạnh kêu bao lâu, Lâm Tam muội liền mắng chửi bấy lâu. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tam muội thức dậy với đôi mắt thâm quần, nhìn thấy Lưu Kim Quế lắc mông đi qua trước mặt, cơn tức giận bỗng trào dân, cô ta đưa tay đẩy mạnh. Lưu Kim Quế không ngờ tới Lâm Tam Mùi có thể hung dữ như vậy, giữa ban ngày ban mặt lại dám ra tay với cô ta, nhất thời không kịp đề phòng nên đã bị đẩy trúng. Bịch một tiếng, bụng Lưu Kim Quế bị đập mạnh, à, bụng của tôi, anh Kiều, con ơi. Lưu Kim Quế đau đến toát mồ hôi lạnh. Kiều Nhị cũng kịp phản ứng, lập tức chạy tới, liền thấy Lưu Kim Quế bị chảy máu. Cú ngã này xem ra không nhẹ kiều nhị nhìn lâm tam mùi đứng bên cạnh vẫn còn cười được cơn giận bùng phát hắn ta lập tức dán một cú đá vào bụng lâm tam mùi đồ tiện nhân lâm tam mùi cũng không ngờ tới kiều nhị lại ra tay với mình cô ta còn đang đắm chìm trong sự hả hê khi con của lưu kim quế sắp không còn hiện tại bụng cô ta đau như bị kim đâm cúi đầu nhìn xuống cũng thấy máu chảy đầm đìa thấm ướt cả quần a a a con tôi Lâm Tam Muội hét lên. Kiều Nhị vừa rồi nhất thời tức giận, quên mất Lâm Tam Muội cũng đang mang thai, bây giờ thấy cô ta như vậy cũng hoảng hốt, vội vàng chạy đi gọi thầy Lan. Lúc thầy Lan đến nơi thì thấy hai người phụ nữ nằm sóng xoài trên mặt đất, máu chảy lên láng, ông ta cũng bị dọa sợ. Thầy Lan bảo Kiều Nhị đi tìm bà đỡ cho Lưu Kim Quế, còn Lâm Tam Muội thì không còn hy vọng gì nữa, đứa con của Lưu Kim Quế có lẽ còn cứu được bản thân lưu kim quế đã bị một phen kinh hãi lại thêm việc sinh non khi chưa đủ tháng tối qua còn hầu hạ kiều nhị nữa cơ thể đã sớm kiệt quệ cô ta vật vã sinh nở suốt một ngày một đêm cuối cùng sinh ra một đứa bé đã chết bản thân lưu kim quế cũng vì mất máu quá nhiều mà qua đời một xác hai mạng chu tuế tuế mãi đến ngày hôm sau mới biết chuyện nghe nói là do lâm tam mùi đẩy lưu kim quế cô không khỏi cảm thán cái mạng nhỏ của lâm tam mùi xem ra sắp tiêu đời rồi xảy ra án mạng chuyện này rất nghiêm trọng trưởng thôn không thể tự ý giải quyết cuối cùng phải nhờ đến công an huyện sau khi tìm hiểu rõ ràng sự việc công an đã đưa kiều nhị và lâm tam mùi đi do lâm tam mùi vừa mới sảy thai nên được xem xét giảm nhẹ tội khoảng nửa tháng sau chu tuế tuế nghe mẹ cố kể lại kết quả phán quyết lâm tam mùi vì tội cố ý giết người nên bị kết án tử hình kiều nhị nhẹ hơn một chút nhưng cũng bị phạt tù 10 năm cái kẻ gây họa cho gia đình người khác, may mà đã ly hôn, nếu không còn không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa, bây giờ thì hay rồi, tự mình hại chết chính mình. Mẹ cố thở dài nói. Chu Tuế Tuế ngược lại không có phản ứng gì, cô đang nói với mẹ cố ngày mai phải đi huyện thành. Con yên tâm đi, để Tam Hoa đến chỗ mẹ. Mẹ cố nói. Bây giờ trong nhà, Đại Hoa, Nhị Hoa và Thạch Đầu của phòng lớn đều đi học mỗi ngày, trong nhà rất yên tĩnh nhà cũ cách nhà chu tuế tuế tam oa ở nhà không có việc gì thì đến tìm tiểu nha ở phòng lớn chơi cùng tiểu nha lớn hơn tam oa một tuổi năm nay cũng bốn tuổi hai đứa trẻ có thể chơi cùng nhau về phần nhị phòng đại hoa bây giờ cũng đã đến tuổi đi học mẹ cố cũng không phải loại người khắc khe với cháu gái theo lý mà nói nên đi trường học nhưng từ lần trước sau khi mẹ cố bị thương bà đã vô cùng thất vọng với đứa cháu gái đại hoa này nó có đi học hay không mẹ cố cũng không hỏi, dù sao cũng là một đứa con gái. Cố Cảnh Tây cũng cảm thấy đại hoa hư hỏng, nhưng dù sao cũng là con gái ruột của mình nên vẫn hỏi, con có muốn đi học không? Không muốn. Đại hoa lắc đầu nói. Vì sao? Cố Cảnh Tây lại hỏi. Đọc sách vô dụng, con không đi đâu, sau này con phải tìm một người chồng giàu có. Hiện giờ đại hoa mới 8 tuổi đã bắt đầu nói như vậy cố cảnh tay nghe xong cũng mặc kệ. Đại Hoa không muốn đi học, còn phải bị giáo viên quản, còn phải học tập làm bài tập, cô bé không muốn đi học chút nào. Cô bé 8 tuổi, bây giờ ở nhà nhàn rỗi không có việc gì thì chạy lung tung. Cố cảnh tay bảo con gái nấu cơm dọn dẹp nhà cửa, cô bé cũng không làm, khiến anh tức giận muốn đánh, Đại Hoa liền chạy, chạy hơn nửa ngày cũng không trở lại, đến giờ cơm tự động quay về tức giận với đại hoa nhưng cố cảnh tây cũng không biết làm thế nào nhị hoa ngược lại hiểu chuyện chỉ là đầu óc không được nhanh nhẹn phản ứng chậm chạp thường nói với cô bé nửa ngày mới hiểu cố cảnh tây vừa làm cha vừa làm mẹ cũng không dễ dàng gì tuế tuế con nói xem mẹ bảo cảnh tây đi bước nữa thì sao bây giờ mỗi ngày nó đều lủi thủi một mình còn phải chăm sóc con cái cũng không dễ dàng gì có vợ về nhà có cơm nóng canh ngọt có người chăm sóc nó cũng tốt mẹ cố tính toán muốn tìm vợ cho cố cảnh tây anh cảnh tây mới ly hôn bao lâu đâu nhanh như vậy đã tìm được sao chu tuế tuế cảm thấy không đáng tin cậy mẹ đây không phải cũng đang suy nghĩ sao cảnh tây còn trẻ như vậy sớm muộn gì cũng phải tìm bên cạnh không có phụ nữ chăm sóc sao có thể được mẹ cố cũng không định lập tức đi tìm bà mối trước hết chỉ có dự định này mà thôi chuyện lúc trước của lâm tam mùi ồn ào huyên náo cố cảnh tây cũng không dám ra ngoài sợ người khác chê cười hiện tại thật vất vả mới thoát khỏi người phụ nữ kia không thể không nhẹ nhõm vậy ý anh cảnh tây thì sao mẹ đã hỏi anh ấy chưa nói cho cùng đây cũng là chuyện của anh ấy phải để anh ấy tự quyết định chu tuế tuế nói ôi mẹ đã hỏi rồi nó nói không muốn tìm nữa cả đời cứ như vậy cũng tốt con nói xem tuổi còn trẻ như vậy sao có thể như vậy cả đời mẹ cũng sợ nó nghĩ quẩn mẹ cố thở dài nói con cái thật sự chính là món nợ kiếp trước mặc kệ lớn bao nhiêu cũng phải lo lắng cho chúng thật ra thì tuế tuế bây giờ nghĩ lại mẹ vẫn cảm thấy tiếc nuối con không biết đâu lúc trước trước khi cảnh tây chưa kết hôn với lâm tam mùi trong lòng nó có người chẳng qua vì ngại thanh danh của cô gái nên không nói ra lúc trước mẹ cũng đã gặp cô gái kia nhìn qua là người hiểu chuyện biết lo toan chỉ đáng tiếc hai người không có duyên phận lâm tam mùi kia đã hủy hoại cả đời của cảnh tây chu tuế tuế yên lặng nghe câu chuyện thật hấp dẫn không ngờ cố cảnh tây cũng có mối tình đầu đúng là kịch tính như phim truyền hình ánh mắt chu tuế, tuế tuế sáng lên sau đó thì sao ạ à? tâm sự của mẹ cố vừa thấy có người lắng nghe bà cũng hào hứng tiếp tục nói con không biết đâu lúc trước khi cảnh tây bị buộc cưới lâm tam mùi nó đến nhà cô gái kia ngồi cả đêm lúc đó mẹ đau lòng lắm con trai tốt của mẹ trở nên tiều tụy râu ria sầm xoàm không ra dáng người lúc mới kết hôn cảnh tây thậm chí không muốn động phòng với lâm tam mùi mẹ và cha con cũng biết trong lòng nó khổ sở kết quả không ngờ lâm tam mùi kia đã chút xây cảnh tây sau đó cưỡng ép lúc này mới có đại hoa câu chuyện thật ly kỳ lúc này chu tuế tuế chỉ muốn có ngay một đĩa hướng dương để nhắm nháp sau đó mẹ và cha con cũng đã nói chuyện với cảnh tây nghĩ rằng đã cưới rồi thì nên sống cho tốt chuyện trước kia cũng đừng nghĩ nữa ngày đó cảnh tây đã khóc lớn như vậy mẹ chưa từng thấy nó đau lòng như vậy mẹ cố càng nói càng khổ sở chu tuế tuế chuyển chủ đề vậy cô gái kia thì sao hiện tại đã kết hôn chưa ạ à? cô ấy kết hôn rồi cảnh tây kết hôn xong thì cô ấy cũng đi lấy chồng hình như là gả cho một người đàn ông chuyên đi săn ở thôn bên cạnh sau đó mẹ cũng không còn nghe tin tức gì nữa Cô gái đó cũng thật đáng thương, hoàn cảnh gia đình cũng giống như Lâm Tam Mùi, từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi, nghe nói lúc ấy nhà người đàn ông kia cho 33 đồng tiền sính lễ, cũng không ít, nhà cô ấy liền gả cô ấy đi. Nếu như lúc trước con trai mình cưới trịnh lệ lệ thì tốt biết bao nhiêu, có lẽ đã không xảy ra những chuyện như bây giờ, mẹ cố nghĩ thầm. 33 đồng tiền, có thể mua đứt nửa đời sau của một người phụ nữ, chu tuế tuế cảm thấy thật tàn nhẫn nhưng nếu như gia đình đó đối xử tốt với cô ấy thì cũng xem như thoát khỏi khổ sở chu tuế tuế nói tốt gì chứ mẹ cố lắc đầu mẹ nghe nói con trai của người đàn ông đó rất hay đánh vợ tính tình hung dữ người trong thôn nhìn thấy anh ta đều tránh xa cô gái kia về nhà đó chắc chắn không có ngày nào yên ổn lúc này trịnh lệ lệ người đang bị hai mẹ con nhà họ cố nhắc đến đang giặt quần áo ở nhà sau khi cô kết hôn đã sinh được một cậu con trai về sau lại mang thai hai lần nhưng đều không giữ được chồng của trịnh lệ lệ là quách hùng mỗi khi uống rượu vào là đánh vợ hai đứa bé kia đều bị anh ta đánh đến sảy thai cô cũng chưa từng được ở cử cơ thể ngày càng gầy yếu lúc này gương mặt hốc hác nhìn chỉ còn da bọc xương quách gia minh con trai của trịnh lệ lệ đang nhóm lửa giúp mẹ mẹ tối qua hắn lại đánh mẹ phải không Quách Gia Minh nhìn thấy vết bầm trên mặt mẹ liền hỏi. "Gia Minh, con lớn như vậy đã đến tuổi đi học rồi, mẹ nhất định sẽ tìm cách cho con đi học." Trịnh Lệ Lệ cười nói. Nhìn mẹ như vậy, Quách Gia Minh cảm thấy xót xa. Từ nhỏ đến lớn, cậu bé chỉ nhìn thấy cha đánh mẹ không thương tiếc, thậm chí có đôi khi còn đánh cả cậu. Trong mắt Quách Gia Minh, cha mình chính là một con quỷ dữ, một con quỷ dữ có thể nổi điên bất cứ lúc nào tám tuổi cậu bé đã sớm hiểu chuyện cậu muốn bảo vệ mẹ mẹ là người tốt nhất với cậu trên thế giới này cậu không muốn nhìn thấy mẹ chịu khổ nhưng hiện tại cậu còn quá nhỏ căn bản không thể chống lại quách hùng chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ bị đánh đập quách gia minh căm hận sự yếu đuối của bản thân mẹ mẹ đừng nói với hắn nữa vô dụng thôi hơn nữa con không muốn đi học quách gia minh ngẩng đầu nhìn trịnh lệ lệ Trịnh lệ lệ ngồi sống xuống, nhìn con trai có gương mặt giống hệt mình, dịu dàng nói, Gia Minh, mẹ nói cho con biết, chỉ có học hành mới có thể thoát khỏi nơi này, mới có thể trở nên thành công, mẹ muốn con đi học, không muốn con cả đời giống như mẹ, con hiểu không? Quách Gia Minh khóc nấc, nhưng mà mẹ, mẹ sẽ bị hắn đánh chết, hắn đối xử với mẹ như vậy, con hận hắn. Trịnh lệ lệ ông con trai vào lòng, đừng như vậy, dù sao hắn cũng là cha của con, mẹ không đau đâu mẹ biết Gia Minh là đứa trẻ ngoan, mẹ biết con lén đến trường học ở thôn bên cạnh nghe giảng bài, con là con của mẹ, mẹ biết con muốn đi học, con yên tâm, cho dù có phải liều mạng, mẹ cũng sẽ cho con đi học. Ánh mắt Trịnh Lệ Lệ trở nên kiên định. Buổi tối Quách Hùng trở về, vẫn say khước như cũ. Mẹ nó, cứ lằn nhà lằn nhằn, cơm tối xong chưa? Tôi sắp chết đói rồi. Quách Hùng cằn nhằn. Xong rồi, xong rồi. Trịnh lệ lệ vội vàng bưng cơm vào phòng. Cơm tối chỉ có bánh ngô, canh rau dại và một bát dưa muối. Thực ra bữa ăn này cũng là bữa cơm thường ngày của mọi người, không tốt cũng không xấu. Quách hùng dù sao cũng là thợ săn, thỉnh thoảng vẫn có thể ăn thịt, chỉ là phải lén lút. Thịt đâu? Con thỏ hôm trước tôi mang về đâu rồi? Quách hùng nhìn bát canh đạm bạc, đập bàn nói. Con thỏ kia không phải đã nấu cho anh rồi sao, nó cũng không lớn, hôm qua anh ăn hết rồi còn gì. Trịnh lệ lệ vừa nói vừa lùi về sau. Đồ đàn bà chết tiệt, dám lừa tôi à? Một con thỏ to như vậy mà ăn một bữa là hết. Đồ đàn bà hoang phí, xem tôi đánh chết cô. Vừa nói Quách Hùng liền sấn tới, túng cổ trịnh lệ lệ đánh. Quách Gia Minh thấy mẹ bị đánh, lập tức chạy tới ông Quách Hùng lại, bố không được đánh mẹ con. Thằng nhãi ranh, tao là bố mày. Mày dám bên nó à? Quách Hùng nhổ tuệt. Quách Gia Minh đứng trước che cho Trịnh lệ lệ, mẹ con không phải người ngoài, mẹ là mẹ con. Quách Hùng thấy ánh mắt căm hận của con trai, càng tức giận hơn. Mày muốn ăn đòn phải không? Dám nói chuyện với tao như vậy, được, hôm nay tao cho mày một trận. Nói xong, Quách Hùng dán một bạc tay khiến Quách Gia Minh ngã bịch xuống đất. Tay hắn ta vừa to vừa thô ráp mặt quách gia minh sưng lên ngay tức khắc trịnh lệ lệ đau lòng nhào tới ông con trai có chuyện gì thì nhắm vào tôi đánh con làm gì quách hùng chỉ vào trịnh lệ lệ đều tại cô dạy dỗ nên nó mới hư hỏng như vậy tôi đánh nó thì đã sao tôi còn đánh cả cô nói xong hắn ta lao vào đấm đá túi bụi trịnh lệ lệ ôm chặt con trai trong lòng để che chở mặc cho bản thân hứng chịu cơn thịnh nộ của quách hùng đánh chán chê Nhìn hai mẹ con nằm bẹp trên đất, Quách Hùng cũng chẳng còn chút hứng thú nào. Hắn ta chửi rủa vài câu rồi bỏ đi. Quách Gia Minh vùng ra khỏi vòng tay Trịnh Lệ Lệ, nhìn thấy mẹ đầy thương tích, cậu bé siết chặt nắm đấm, con muốn giết ông ta. Trịnh Lệ Lệ hoảng sợ kéo con trai lại, "Đừng như vậy Gia Minh, con còn nhỏ, đừng vì loại người như vậy mà hủy hoại cả đời." "Mẹ, sao mẹ không ly hôn với ông ta? Ông ta là một tên súc sinh." Cứ tiếp tục như vậy, mẹ sẽ bị ông ta đánh chết mất." Quách Gia Minh không hiểu. "Ly hôn rồi mẹ biết sống sao, nhà mẹ đã không về được, hơn nữa quan trọng nhất là mẹ không thể xa con, Quách Hùng sẽ không bao giờ giao con cho mẹ, không có con, mẹ sống sao nổi?" Trịnh Lệ lệ nghẹn ngào. Quách Gia Minh im lặng, cậu bé hận bản thân trở thành gánh nặng của mẹ. Một lúc sau, Quách Gia Minh nói, "Mẹ, hôm nay lúc con lén đi học con gặp được hai người bạn tốt họ không chê con nghèo còn dạy con học dẫn con đi chơi con rất thích họ ai vậy trịnh lệ lệ dịu dàng nhìn con trai họ tên là cố minh triết và cố minh lâm là anh em sinh đôi nhưng trông không giống nhau chút nào thật thần kỳ quách gia minh vui vẻ kể về bạn bè họ cố sinh đôi trịnh lệ lệ biết có một nhà họ cố chỉ là vâng bố họ là cố cảnh hằng là quân nhân đó à mẹ họ cũng rất giỏi biết viết báo kiếm tiền quách gia minh đầy ngưỡng mộ là con của em trai hắn cố cảnh tây trịnh lệ lệ thầm gọi tên anh ngày trước hai người yêu nhau say đắm sau đó vì lâm tam mũi xen vào trịnh lệ lệ biết anh bị ép buộc cố cảnh tây hiền lành tốt bụng trịnh lệ lệ chưa từng trách anh lúc biết chuyện cô chỉ trốn đi khóc lóc đau khổ cho rằng duyên phận đã tận vì vậy khi cha mẹ sắp xếp hôn sự trịnh lệ lệ đã không chút phản kháng mà chấp nhận đối với cô không gả cho cố cảnh tây thì gả cho ai cũng như nhau cô và cố cảnh tây cùng làng có thể nói là thanh mai trúc mã hồi nhỏ anh tìm được gì ngon cũng đều dành cho cô anh cũng từng nói lớn lên sẽ cưới cô cho đến khi trưởng thành Tình cảm trong mắt anh đã biến thành khát khao của một người đàn ông dành cho người phụ nữ của đời mình. Trịnh Lệ Lệ rất hạnh phúc, từ thuở mộng mơ đến khi trao lời thề non hẹn biển, cô đã yêu người con trai cao lớn, tuấn tú ấy. Nhưng 8 năm trôi qua, cô đã không còn là cô gái ngây thơ ngày xưa. Hai người giờ đây như hai đường thẳng song song, tình cảm năm xưa chỉ còn là kỷ niệm. "Mẹ? Mẹ sao vậy?" Quách Gia Minh thấy Trịnh Lệ Lệ ngẩn ngơ, liền lên tiếng hỏi. Không có gì, Gia Minh thích họ sao? Dạ thích, họ biết nhiều thứ lắm, lại còn hay dẫn con đi chơi, họ còn bảo sau này đến nhà chơi. Quách Gia Minh cười, nụ cười rạng rỡ của tuổi thơ bé bé. Trịnh lệ lệ chỉ mỉm cười không nói. Hiện tại nhà họ Kiều chỉ còn lại một mình Kiều Tiểu Quân, trưởng thôn và mọi người cũng không thể trơ mắt nhìn một đứa bé như vậy mà không quan tâm. Vì thế liền triệu tập mọi người trong thôn họp bàn xem nên giải quyết việc của đứa nhỏ này thế nào. Bản thân nhà họ Kiều vốn là thợ săn từ nơi khác đến, ngoại trừ nhánh của Kiều Nhị ra, thì chỉ còn lại anh trai của Kiều Nhị là Kiều Đại. Nhưng nhà Kiều Đại sống rất hiền lành, thật thà, ở trong thôn cũng không mấy nổi bật. Sau khi bàn bạc, mọi người trong thôn quyết định để Kiều Tiểu Quân làm con nuôi của Kiều Đại. Vì sao lại nói là làm con nuôi, bởi vì Kiều Đại không có con bản thân kiều đại có vấn đề về sức khỏe không thể sinh con vợ kiều đại bao nhiêu năm qua cũng không một lời oán tháng mà sống với ông chuyện này cũng hỏi qua ý kiến của kiều tiểu quân ông trưởng thôn ạ à, cháu không có ý kiến gì cháu nguyện ý làm con trai của bác ấy kiều tiểu quân nghiêm túc nói trong mắt cậu bé bác kiều đại tốt hơn cha mình rất nhiều thỉnh thoảng thấy cậu ăn không đủ no còn cho thêm cái bánh ngô còn cha ruột thì chẳng quan tâm gì Tuy rằng hiện tại Kiều Nhị vẫn còn sống, nhưng đã đến nông trại rồi, tỷ lệ có thể trở về rất thấp, cũng không cần hỏi ý kiến của ông ta làm gì. Trưởng thôn nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt, trong lòng cũng không dễ chịu, đứa trẻ tốt như vậy sao lại đầu thai làm con Kiều Nhị chứ? Người bây giờ tuy nghèo, nhưng đứa con trai nào mà chẳng phải bảo bối, người lớn thà chịu đói cũng không muốn bạc đãi con cái, sao lại xuất hiện loại người kỳ quái như Kiều Nhị chứ? Đúng là giống hệt cha dường. Được, vậy cứ quyết định như vậy đi. Kiều tiểu quân quỳ xuống dập đầu với kiều đại mấy cái, cha, mẹ. Ôi chào, con ngoan. Vợ chồng kiều đại cũng coi như là già mới có con, nhìn kiều tiểu quân hiểu chuyện như vậy cũng vui mừng không xiết. Bọn họ vẫn luôn rất yêu quý đứa trẻ đáng thương này, kiều nhị thật may mắn khi có được đứa con trai tốt như vậy, nhưng lại không biết trân trọng, bọn họ đã sớm thèm muốn lắm rồi. Bây giờ thì tốt rồi, Tiểu Quân là con trai của họ. Chu Tuế Tuế cũng thật lòng vui mừng cho Kiều Tiểu Quân. Thoát khỏi Kiều Nhị và người mẹ kế kia, Kiều Đại và vợ ông ta có vẻ là người thật thà, chất phát, cuộc sống sau này của Kiều Tiểu Quân chắc sẽ không quá khổ cực. Coi như là được đầu thai một lần nữa. Kiều Tiểu Quân đến nhà Kiều Đại, việc gì cũng tranh nhau làm, từ chẻ củi, gánh nước đến nhóm lửa nấu cơm. Vợ Kiều Đại vội vàng ngăn cậu lại, thằng bé này, những việc này đâu cần con làm con mau đi chơi đi để ta với cha con làm cho kiều tiểu quân nhìn bà cười nói có gì đâu ạ à, những việc này con đều làm được trước kia con vẫn thường làm mà lời này khiến hai vợ chồng họ không khỏi chạnh lòng một đứa trẻ nhỏ như vậy đã phải làm biết bao nhiêu việc nặng nhọc có thể thấy trước kia ở nhà đã phải chịu khổ cực thế nào lúc này kiều đại lên tiếng tiểu quân con qua căn nhà cũ lấy đồ đạc của con về đây đi Hai người đến căn nhà trống của Kiều Nhị dọn dẹp một chút, thật ra cũng chẳng có gì để dọn, chỉ cần lấy những thứ còn dùng được là được. Lúc Kiều Tiểu Quân vào nhà chính lấy bài vị của mẹ, cậu nhìn thấy phía sau bài vị có rất nhiều tiền và tem phiếu, đến thử thì có tất cả 138 đồng. Nhìn thấy nhiều tiền như vậy, Kiều Tiểu Quân sững sờ, Kiều Đại cũng ngạc nhiên không kém. Chắc là tiền cha con đi săn được. Kiều Đại lên tiếng, Tuy rằng kiều nhị sống bê tha, nhưng lại học được 10 phần 10 tài nghệ săn bắn của cha mình, số tiền này cũng không có gì là lạ. Tuy rằng hiện tại cấm buôn bán tư nhân, nhưng làm lén lúc thì cũng chẳng sao. Số tiền này là của cha con để lại cho con, con cứ cầm lấy đi." Kiều Đại nói. Kiều Tiểu Quân không nói gì, sau khi trở về, cậu bỗng nhiên nói với hai vợ chồng Kiều Đại, "Cha, mẹ, con có thể đi học được không ạ?" À? Cậu rất ngưỡng mộ Đại Hoa và Nhị Hoa có thể đến trường mỗi ngày, nhưng bản thân chưa từng được đi học, mặc dù cậu còn lớn tuổi hơn cả hai anh em. Gia đình trước kia khiến cậu nghĩ đến chuyện đi học cũng giống như giấc mơ hảo huyền. Đương nhiên là được rồi, tiểu quân cũng đến tuổi đi học rồi. Vợ Kiều Đại nói. Thật ra cho dù Kiều Tiểu Quân không nói, thì hai vợ chồng họ cũng đã tính toán sẽ cho cậu đi học. Con trai trong thôn dù có nghèo đến mấy, thì ít nhất cũng phải cho đi học một vài năm. Con có thể dùng số tiền cha để lại để đóng học phí." Kiều Tiểu Quân nói. Cậu nghe Đại Hoa và Nhị Hoa nói, đi học cần phải đóng học phí, rồi còn phải mua bút, vở, cặp sách nữa, những thứ đó đều cần phải có tiền. Nhà Kiều Đại cũng nghèo, cậu không muốn trở thành gánh nặng cho cha mẹ nuôi. Kiều Đại nói, số tiền cha con để lại, con cứ giữ lấy để sau này lấy vợ, trong nhà nuôi con ăn học vẫn đủ con đừng lo lắng chuyện này. Cứ như vậy, Kiều Tiểu Quân cũng thuận lợi được đi học. Chỉ là cậu phải học thấp hơn Đại Hoa và Nhị Hoa một lớp. Đại Hoa và Nhị Hoa tuy mới 6 tuổi, nhưng đã học lớp 2 rồi. Lúc thi đầu vào, hai đứa nhỏ chê bài thi lớp một quá dễ, nên đã chủ động xin giáo viên cho thi lên lớp 2. Mẹ cố cũng vì chuyện này mà hỏi chu Tuế Tuế. Tuế Tuế này, Đại Hoa và Nhị Hoa còn nhỏ như vậy, Liệu có thể theo kịp các anh chị lớp trên không? Có khi nào chúng nó đuối sức không con? Mẹ cố lo lắng như vậy cũng là chuyện bình thường, Chu Tuế Tuế đáp, "Mẹ đừng lo, chuyện này con đã nói chuyện với thầy giáo rồi ạ, à. thầy nói với vốn kiến thức hiện tại của hai đứa nhỏ thì việc lên lớp 2 là rất dễ dàng. Hơn nữa trước đó con cũng đã dạy hai đứa một thời gian, nên lớp 2 không thành vấn đề, chúng nó cũng sẽ không bị áp lực đâu, mẹ cứ yên tâm." Nghe Chu Tuế Tuế nói vậy, mẹ cố mới yên tâm, nhưng bà cũng không khỏi cảm thán nhà họ cố chẳng có ai có tài năng học hành cả, đại hoa và nhị hoa thông minh như vậy, lại thêm mệt cho mẹ chúng nó. Người có học vấn cao nhất nhà họ cố cũng chỉ có cố hà, nhưng cũng chỉ tốt nghiệp cấp 2, thi cấp 3 trượt. Gần đây có nhận được thư của cảnh hằng không con? Mẹ cố lại hỏi. Chu Tuế Tuế đang ngồi khâu quần áo cho Đại Hoa và Nhị Hoa, hai đứa nhỏ này suốt ngày chạy nhảy như con ngựa, nên quần áo chỗ mông rất dễ bị rách chu tuế tuế cũng không chịu theo ý chúng quần áo hỏng thì vá lại rồi mặc tiếp bây giờ nhà ai mà chẳng vậy tuy nhiên hai đứa nhỏ cũng đã đến tuổi biết xấu hổ nhìn bạn bè ai cũng được may vá ở đầu gối khuỷu tay chỉ có hai đứa là vá ở mông chu tuế tuế còn tinh nghịch lấy vải màu khác để vá khiến hai đứa nhỏ xấu hổ không chịu được về nhà liền thề thốt với cô là sẽ không để trách mông nữa nghe mẹ hỏi cô đáp dạ có ạ à, hai hôm trước con mới nhận được thư anh ấy dặn dò mẹ và cha phải giữ gìn sức khỏe đừng để anh ấy phải lo lắng nghe vậy mẹ cố hài lòng gật đầu xem ra con trai cả vẫn luôn nhớ đến bà và ông cụ trong số những người con trai của mẹ cố thì cố cảnh hằng là người khiến bà tự hào nhất cho nên bà có thiên vị một chút cũng là chuyện thường tình mẹ cố không cảm thấy mình đã làm gì sai bởi bà cũng đâu có bạc đãi đến hai cậu con trai còn lại Chu Tuế Tuế lại nói, à phải rồi mẹ, trong nồi con đang hầm gà đấy, lát nữa mẹ lấy một bát mà ăn, con hầm bằng lửa nhỏ, cho thêm rất nhiều vị thuốc bổ, bây giờ đang là mùa xuân, công việc đồng án bận rộn, mẹ và cha ăn cho bổ dưỡng. Có gì đâu mà phải bổ, mẹ với cha con đều khỏe mạnh lắm. Mẹ cố cười nói. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng bà cũng không từ chối tấm lòng của Chu Tuế Tuế. Về đến nhà, cha cố hỏi, đây là gì thế, canh gà nhà cảnh hằng đưa đấy tôi ngửi thấy thơm lắm mẹ cố nói mở ra xem chu tuế tuế cho gần nửa con gà bên trong còn có táo đỏ kỹ tử đều là đồ bổ nước canh nhìn hơi vàng trong phía trên có một lớp dầu mỏng ngửi rất thơm nhà cảnh hằng lấy đâu ra gà thế bố cố hỏi mẹ cố liếc bố cố ông hỏi nhiều thế làm gì có cái mà ăn là được rồi cha cố liền im bặt cha mẹ cố uống canh gà thơm phức đúng là hưởng thụ tay nghề chu tuế tuế sao lại tốt thế nhỉ nấu ngon thế này tôi làm sao mà được như thế mẹ cố cảm thán bao giờ thì bà nấu canh gà cha cố hỏi lại sao tôi chưa từng nấu lúc mấy cô con dâu ở cử chẳng phải tôi đều nấu canh đó sao chỉ là ông không được uống thôi mẹ cố tức giận nói ông già này lúc nào cũng cãi nhau với bà bà cụ này mà nổi giận thì đáng sợ lắm cha cố không dám ho he gì nữa chu tuế tuế bên này cũng đang uống canh gà buổi tối tan học đại oa nhị oa vừa vào nhà đã nói mẹ ơi mẹ nấu món gì ngon thế thơm quá chu tuế tuế từ trong nhà đi ra hai đứa có cái mũi thính thật đấy đại oa nhị oa cười khúc khích nhanh đi lấy cơm đi chu tuế tuế nói bữa tối chỉ có cơm với cà tím âm thêm bát canh gà cũng thơm phức, có thịt có rau. Ăn uống đầy đủ nên nhìn hai đứa cũng khác hẳn, Đại Qua nhị Qua giờ là những đứa cao nhất lớp, so với mấy đứa chín, 10 tuổi cũng không kém cạnh gì, thậm chí còn có phần khỏe mạnh hơn. Thế nào, học lớp 2 có thấy vất vả không? Đại Qua nuốt miếng cơm xuống nói, "Không ạ, à, con với nhị Qua thấy kiến thức lớp 2 khá đơn giản, mẹ ơi, hay là chúng con lên lớp 3 học luôn được không ạ?" À? "Không được." Chu Tuế Tuế liếc nhìn Đại Hoa đang thăm dò. Hai đứa bây giờ còn nhỏ quá, cứ học lớp 2 cho chắc, chăm chỉ học hành cho mẹ, đừng có nghĩ đến chuyện nhảy lớp, không lại vất vả đấy. Chu Tuế Tuế kiên nhẫn giải thích. Giáo dục con cái rất quan trọng, vấn đề tâm lý không thể lơ là, đôi khi không nên coi chúng là trẻ con, khi nói chuyện cũng nên dùng cách nói chuyện của người lớn. Nói cho chúng hiểu lợi hại của vấn đề, bọn trẻ sẽ hiểu, sẽ không có chuyện chúng trở nên ương bướng. Khó bảo. Vâng ạ, à, chúng con biết rồi. Thực ra đại oa nhị oa cũng chỉ nói vậy thôi, chứ phải chuyển lớp thật thì chúng cũng không nở. Dù sao thì bây giờ cũng đã quen hết các bạn trong lớp rồi, mọi người chơi với nhau rất vui vẻ, bảo chuyện lớp chúng cũng tiếc lắm. Cả mùa xuân chu tuế tuế thi thoảng lại mang cho ông bà ít đồ ăn. Lúc thì canh gà, canh cá, lúc thì bánh táo đỏ, bánh cuốn, nói chung là không thiếu thứ gì. Chu Tuế Tuế cũng bảo cha mẹ cố đừng làm quá sức, tuổi đã cao rồi, giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất, sau này còn phải chứng kiến đám đại oa nhị oa dựng vợ gã chồng. Cha mẹ cố ngoài miệng thì đồng ý, nhưng đến lúc làm thì vẫn sáng tay áo vào làm, chẳng nề hà gì. Chu Tuế Tuế cũng hết cách, nói không nghe, thôi thì mặc kệ vậy. Hôm nay Cố Hà từ huyện về, ghé qua nhà Chu Tuế Tuế. Chị dâu ba. Chu Tuế Tuế nhìn cô em chồng rạng rỡ, Cười nói, thế nào, dạo này công việc có tốt không? Tốt ạ, à, sao lại không tốt được, nhà máy cho nghỉ hai ngày, nên em tranh thủ về thăm cha mẹ, đây là sữa mạch nha cho đại hoa, nhị hoa với tam hoa. Cố Hà vừa nói vừa đưa cho chu Tuế Tuế một túi sữa mạch nha. Không cần mua đâu, tiền lương của em cũng ít, bọn trẻ không thiếu gì đâu. Cho các cháu ăn mà, có bao nhiêu đâu? Cố Hà cười nói, tối nay ở lại đây ăn cơm, Chị làm thịt kho tàu. Chu Tuế Tuế nói. Vậy được ạ, à, em ở lại ăn cơm với chị dâu. Cố Hà cười tít mắt. Tam Hoa giờ đã ba tuổi, suốt ngày lẻo đẻo theo tiểu nha, Chu Tuế Tuế dặn con không được chạy ra xa, không được lên núi, không được đến gần ao hồ. Tam Hoa gật đầu ly lịa, con biết rồi mẹ, mẹ yên tâm, chị tiểu nha dẫn con chơi trò gia đình mà. Thế con thích chơi trò gia đình với chị tiểu nha à? Thích à, chị ấy làm vợ con, con làm chồng, tiểu ni làm con của chúng con. Tam Hoa nghiêm túc nói. Chu Tuế Tuế. Cô nghe nhầm à? Tam Hoa, con nghe ai nói chuyện vợ chồng đấy? Chu Tuế Tuế định bụng phải hỏi cho ra nhẽ. Giáo dục con cái là phải dạy từ nhỏ, không thể qua loa được. Tam Hoa nào biết mẹ đang buồn bực, hồn nhiên đáp, lần trước bố về, con nghe mẹ với bố nói mà, mẹ gọi bố là chồng, bố gọi mẹ là vợ. Mẹ ơi, chúng con chơi trò gia đình, là đóng giả làm người một nhà, chị Tiểu Nha tốt với con lắm. Tam Hoa ngây thơ nói. Mặt chu tuế tuế đỏ bừng, không ngờ lời cô lén nói với cố cảnh hằng lại bị thằng nhóc này nghe được, lại còn nhớ rõ như vậy. Ôi trời ơi, thể diện của tôi. Hu hu hu, xấu hổ chết mất. Chu Tuế Tuế quyết định phải cứu vớt chút danh dự, ngồi xuống ngang tầm với Tam Hoa, nói: tam Hoa, con với tiểu nha là anh em không được làm vợ chồng với lại trẻ con không được nói chuyện vợ chồng biết chưa thế sao mẹ với bố lại nói được ạ à? bởi vì bố mẹ là người lớn rồi mà tam Hoa này sau này con mà nghe thấy mẹ nói chuyện riêng với bố thì không được nói với ai khác đâu đấy chị tiểu nha cũng không được nói ạ à. không được chu tuế tuế cứng họng cái thằng nhóc này sau này không thể để nó nghe lén gì nữa đúng là đầu độc tâm hồn trẻ thơ. Tam Hoa đồng ý rồi chạy đi tìm Tiểu Nha chơi. Chị Tiểu Nha ơi, em không chơi trò gia đình với chị nữa. Tam Hoa nhỏ giọng nói. Tiểu Nha nghe vậy có chút hụt hẫn. Ơ, ờ, sao thế? Em không thích chơi trò này nữa à? Tam Hoa lắc đầu. Không phải, mẹ em không cho chơi. Mẹ em bảo trẻ con không được nói chuyện vợ chồng. Thế thì thôi vậy, chúng ta chơi trò trốn tìm đi. Được ạ? À? tiểu nha vẫn không hiểu vì sao trẻ con không được nói chuyện vợ chồng bèn chạy về nhà hỏi mẹ chị dâu cố nghe xong thì cười chảy nước mắt nhưng vẫn nói tam oa nói đúng đấy hai đứa chơi trò khác đi tối đó chị dâu cố kể lại chuyện này cho anh cả cố nghe anh cả cố xấu hổ quá tự nhiên lại đi nghe chuyện này cảnh hằng với chu tuế tuế tình cảm thật đấy nhỉ chị dâu cố trêu chọc ở thời hiện đại thì hai từ vợ chồng rất bình thường, nhưng vào những năm 60 thì đó là chuyện rất riêng tư, không thể nói ra ngoài được. Chu Tuế Tuế không ngờ lại bị Tam Oa nghe được rồi nói ra ngoài. Hết, tập 2.